Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 651, người bảo vệ thứ hai. Vậy thì thử xem, Ngô Bình nhìn hòa thượng kia đáp. Một luồng sát khí kinh người tỏa ra xung quanh. Hòa thượng này mặc dù là địa tiên nhưng nếu thực sự phải giao đấu thì Ngô Bình vẫn có cách để hạ đối phương như thường. Đại hòa thượng cười lạnh, tiến về phía Ngô Bình. Đầu chọc kia, ngươi dám. Đột nhiên một bóng người từ trên không trung vụt tới đứng chắn trước mặt Ngô Bình. Người đó nhìn hòa thượng kia chằm chằm. Vị hòa thượng mặt biến sắc, ông là ai hả? Người vừa đến lạnh lùng đáp, thần chiếu. Hòa thượng cau chặt mày lại, khí tức của thần chiếu rất mạnh, là một vị chân nhân. Hòa thượng này cũng không phải đối thủ của ông ấy. Nếu giao đấu thì không khác gì nộp mạng. Chuyện của chùa Đại Thiền, ông không can thiệp được đâu, hòa thượng kia lạnh lùng nói. Thần chiếu hừ một tiếng rồi đáp, đầu chọc, mau cút về chùa Đại Thiền đi. Nếu không thì tôi cũng không ngại gạt cái đầu chọc kia xuống đâu. Hòa thượng kia tức lắm, trầm giọng nói, thần chiếu. Tôi ghi món nợ này rồi đó. Vương Cửu Quý thấy chuyện này không đúng lắm, vội vã nói, đại sư, cứ thế mà đi sao? Hòa thượng, giết người của chùa Đại Thiền đương nhiên không thể thoát tội. Chẳng qua tôi để anh ta sống thêm vài hôm nữa. Nói rồi, hòa thượng kia phất tay áo, quay lưng đi khỏi đó, để mặc Vương Cửu Quý ở lại. Hòa thượng kia đi khỏi, Vương Cửu Quý mất chỗ dựa, khí thế ban nãy đã không còn. Vẻ mặt ông ta cũng vô cùng gượng gạo. Lý Vân Đầu, ông thông gia, tôi không giữ ông lại uống trà nữa. Vương Cửu Quý hừ một cái rồi cũng đành rời khỏi đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần chiếu chắp tay chào Ngô Bình, Ngô thần y. Hóa ra lần trước thần chiếu từ biệt Ngô Bình xong đã lập tức đi tìm dược liệu. Hôm nay đã tìm đủ nên lại tìm tới anh. Trước đó Ngô Bình đã hẹn gặp ông ấy ở Vân Đông này. Không ngờ ông ấy lại tới đúng lúc vị hòa thượng kia đến hỏi tội anh. Ngô Bình, ban nãy đà tạ tiên sinh hiệp nghĩa ra tay tương trợ. Thần chiếu cười đáp, thần y có ơn cứu mạng tôi, chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Nói rồi, ông ấy lấy dược liệu đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình kiểm tra dược liệu thấy không có vấn đề gì liền nói, thần tiên sinh ngày mai hãy đi với tôi sẽ giúp ông luyện đan, hồi phục thần hồn. Thần chiếu, chùa Đại Thiền không đơn giản, có ba vị sư tổ trấn giữ. Mong Ngô thần y cẩn thận. Ngô Bình đáp, không sao. Lý Vân Đầu, Tiểu Bình, mai cháu về rồi sao? Ngô Bình cười đáp, ông nội, sáng sớm mai cháu sẽ đi. Lý Vân Đầu gật đầu, vậy được rồi, vốn ông định cho cháu và Lý Mai tiếp xúc nhiều hơn. Lát ông bảo Lý Mai qua đây. Ngô Bình nghe xong thì thấy rất đau đầu nên vội vã kéo thần chiếu ra sân nói chuyện. Họ vừa ngồi xuống thì Nhậm San San gọi điện hỏi anh có còn ở Cảng Thành không, nói buổi chiều sẽ tới tìm anh. Anh vội nói mình đã về Vân Đông rồi. Nhậm San San không vui, giận dữ nói, anh đang tránh tôi sao? Ngô Bình vội vã kêu oan, mấy ngày nay tôi bận muốn chết, không phải cố tình tránh mặt cô. Đúng rồi, cô đã tìm được bạn trai chưa? Cần anh quản à? Ngô Bình nhún vai, là bạn bè thì tôi quan tâm chút thôi mà. Nhậm San San dừng lại một lát rồi nói tiếp, thực ra tôi có việc muốn nhờ anh giúp. Ngô Bình, là việc gì vậy? Nhậm San San khẽ thở dài, nói, bố tôi bị người ta gài, giờ nợ mấy chục tỷ. Riêng nợ ngân hàng đã hơn chục tỷ, bố tôi đang suy sụp lắm rồi. Ngô Bình ngạc nhiên, bố cô là đại gia đất Cảng Thành mà lại bị lừa như vậy sao? Nhậm San San, là một người bạn của bố nói với tôi rằng có một vị cao thủ trên giang hồ đang mưu hại gia đình tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao, tôi thấy anh khá thông minh, hơn nữa còn hành tẩu giang hồ. Anh có thể giúp tôi nghĩ cách được không? Ngô Bình, được chứ, vài hôm nữa có thời gian tôi sẽ sắp xếp tới chỗ cô. Nhậm San San mừng rỡ, cảm ơn anh nhé. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Bình hỏi thần chiếu, sau khi chữa thương xong, ông đã có dự định gì chưa? Thần chiếu chậm rãi đáp, tạm thời tôi cũng không muốn quay lại địa tiên giới. Ông Lạc đã nói rồi, giờ ông ấy là người bảo vệ của cậu. Nếu cậu không chê thì tôi cũng muốn làm người bảo vệ cho cậu. Ngô Bình cười đáp, thần tiên sinh đường đường là một chân nhân, vậy mà lại làm người bảo vệ cho tôi. Như vậy có sợ các nhân sĩ giang hồ khác chê cười không? Thần chiếu, ngược lại thì có. Nếu muộn thêm một thời gian nữa là có lẽ tôi sẽ mất suất làm người bảo vệ cho cậu cũng nên. Trước đó, thần chiếu ở cùng Ngô Bình một thời gian. Ông ấy rất có mắt nhìn, biết Ngô Bình tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Hơn nữa Lạc Trường Sinh cũng đã kể với ông ấy Ngô Bình lợi hại ra sao.
Nếu không thì một cao thủ xếp vào hàng chân nhân như ông ấy cũng sẽ không dễ dàng trở thành người bảo vệ cho người khác. Ngô Bình trước đó cũng đã ở cùng Thần Chiếu một thời gian. Anh cũng khá ngưỡng mộ ông ấy nên cười đáp, được, tôi đồng ý. Thần Chiếu chắp tay, tham kiến chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, không cần đa lễ, sau này nhiệm vụ của ông sẽ là bảo vệ gia đình tôi. Thần Chiếu, vâng. Đột nhiên có thêm một trợ thủ đắc lực như Thần Chiếu nên tâm trạng Ngô Bình không tệ. Anh lấy ra một viên tinh thạch linh hồn đưa cho Thần Chiếu. Anh nói, đợi khi vết thương của ông hồi phục rồi có thể hút hồn lực tiên thiên trong tinh thạch này. Thần Chiếu ngạc nhiên, đây là tinh thạch linh hồn sao? Ngô Bình gật đầu, không sai. Thần Chiếu mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình muốn tránh mặt Lý Mai nhưng sau cùng vẫn không tránh nổi. Buổi chiều, Lý Vân Đầu gọi Lý Mai tới. Ngoài mặt thì nói là bàn chuyện làm ăn nhưng thực chất là đang gán ghép hai người họ. Có điều, thái độ của Lý Mai lúc này đã khác xa lúc trước. Không còn có vẻ coi thường Ngô Bình nữa. Tiểu Bình, không phải cháu nói muốn đi chợ đen của Vân Đông sao? Vừa hay Lý Mai biết rõ chỗ đó, bảo nó đi với cháu đi, Lý Vân Đầu cười nói. Trước đó Ngô Bình từng hỏi Lý Vân Đầu ở Vân Đông có chợ đen không? Ngô Bình hỏi, ông nội, vậy là ở đây có chợ đen sao? Lý Mai, đúng vậy, chợ quỷ của Vân Đông tổ chức vào mùng 9. Hôm nay vừa hay là mùng 9. Ngô Bình ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Anh nói, vậy được, chúng ta cùng tới đó đi. Lý Mai hờ hững đáp, vậy được, dù gì tối tôi cũng rảnh. Sau khi họ ăn tối xong đã là 7 rưỡi, Ngô Bình và Lý Mai đi chợ đen như đã hẹn. Chợ đen của Vân Đông xuất hiện từ cú ôi thời nhà Thanh, còn lớn hơn cả chợ đen ở Giang Nam. Vân Đông ở gần ven biển nên thường xuyên giao thương với nước ngoài. Cho nên ở chợ đen của Vân Đông có thể gặp những thương nhân đến từ Đông Nam Á, Nam Á, Đông Doanh, bán đảo thậm chí là Mễ Châu và Âu Lạc Ba Châu. Ngô Bình lái xe, Lý Mai ngồi bên cạnh. Ban đầu hai người họ đều im lặng. Sau đó, Lý Mai đột nhiên nói, hôm tôi gặp tai nạn xe, chính lá bùa hộ mệnh của anh đã cứu tôi. Chuyện này Ngô Bình đã biết rồi, anh trả lời ngắn gọn, không cần cảm ơn. Lý Mai tò mò hỏi, một tờ giấy bé xíu như vậy sao lại cứu mạng tôi được nhỉ? Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp, lá bùa đó có thể hút sức mạnh của trời đất. Khi cô gặp nguy hiểm, sức mạnh đó sẽ xuất hiện và cứu mạng cô. Lý Mai hoàn toàn không hiểu gì về chuyện tu luyện. Cô hỏi, là sức mạnh thần bí nào vậy? Ngô Bình đáp, thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều chiều không gian. Con người chúng ta đang sống trong không gian 3D, không thể cảm nhận sự tồn tại ở các chiều không gian khác. Giống như một con kiến bò trên một cuộn giấy, bò mãi cũng không thấy lối ra. Nhưng người tu luyện thì khác, họ có thể thông qua việc tu luyện mà cảm nhận được các chiều không gian cao hơn. Năng lượng từ các chiều không gian này vô cùng thần kỳ. Nó có thể khiến người tu hành trở nên mạnh hơn. Chương 652, chợ đen Vân Đông. Lý Mai gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cô ấy hỏi, cậu, là nhân tiên sao? Ngô Bình cười đáp, cũng có thể coi là vậy. Tôi là nhân tiên. Nửa người nửa tiên. Lý Mai, nhân tiên và người thường có gì khác nhau vậy? Đúng rồi, trong giới của các cậu có bao nhiêu cảnh giới tu luyện? Dù gì cũng rảnh rỗi không có gì làm nên Ngô Bình ngồi giải thích lại cho Lý Mai, khác biệt lớn nhất chính là nhân tiên có thể cường hóa gen của mình để trở nên càng ngày càng mạnh. Còn về cảnh giới thì đầu tiên là cảnh giới lực, cảnh giới khí, cảnh giới thần, cảnh giới tiên thiên. Sau đó chính là nhân tiên, địa tiên và thiên tiên. Vậy nhân tiên có thể mạnh đến đâu? Lý Mai hỏi tiếp, có chống lại được các loại vũ khí, đạn dược không? Ngô Bình, thông thường mà nói thì nhân tiên hiện nay cùng lắm là tu luyện được tới cảnh giới thứ hai, cũng chính là cảnh giới võ thần. Nhân tiên cảnh giới ba cũng có nhưng cực kỳ ít, những nhân tiên cấp ba được gọi là võ thánh. Nhân tiên cấp bốn thì gọi là thiên sư, đến cảnh giới này thì gần như là thiên hạ vô song, hô phong hoán vũ, xuất quỷ nhập thần, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Vũ khí thông thường rất khó giết được thiên sư. Lý Mai vô cùng kinh ngạc, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Cô hỏi tiếp, nói như vậy thì thiên sư chính là cảnh giới lợi hại nhất của nhân tiên. Ngô Bình lắc đầu, nhân tiên cảnh giới thứ 5 được gọi là võ quân. Võ quân ý nói là vua của giới võ lâm. Đến cảnh giới này thì có thể dùng phép thuật, đến chân nhân cũng không giết nổi. Loại nhân tiên lợi hại nhất là loại có được võ đạo thần thông, gọi là thần quân. Thần quân có thể giết được chân quân của địa tiên. Hơn nữa, thần quân một khi đột phá được lên cảnh giới bên trên thì tốc độ di chuyển sẽ nhanh kinh hoàng, Ngô Bình nói.
Lý Mai, nếu võ quân và thần quân đã mạnh đến vậy thì còn phải trở thành địa tiên làm gì? Ngô Bình lắc đầu đáp, vì trên trái đất hiện giờ không phải điều kiện lý tưởng để tu luyện nữa. Rất ít người thực sự đạt tới cảnh giới 3 của nhân tiên là võ thánh chứ đừng nói đến cảnh giới thứ 4, thứ 5 của nhân tiên. Cho dù là ở thời tiền sử thì cũng chỉ có những thiên tài nhân tiên mới đạt được tới hai cảnh giới này. Cảnh giới nhân tiên càng cao thì tiềm năng của họ ở cảnh giới địa tiên càng lớn. Địa tiên có cả thảy 11 cảnh giới, cái sau lại khó hơn cái trước. Nếu một người đã trở thành võ quân hoặc thần quân ở bậc nhân tiên thì có thể dễ dàng tu luyện địa tiên hơn rất nhiều. Hơn nữa, đến địa tiên, họ chỉ có thể càng lúc càng mạnh, như hổ thêm cánh. Ví dụ, nếu một võ quân tu luyện được tới cảnh giới 3 địa tiên thì có thể giết được chân quân của địa tiên. Nếu một thần quân sau này tu luyện được đến cảnh giới thứ 4 của địa tiên thì có thể sánh ngang với thiên tiên, khi giao đấu vẫn có khả năng chiến thắng. Ngô Bình hiếm khi nhẫn nại giải thích như vậy. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc họ đã tới chợ đen. Lý Mai hỏi, cậu tới chợ đen để mua thứ gì vậy? Ngô Bình, tôi đi xem đã, nếu có thứ gì phù hợp thì tôi sẽ mua. Còn cô định mua thứ gì sao? Lý Mai, tôi thích sưu tầm cổ vật, trước đây từng mua đồ ở đây. Nhưng do hiểu biết có hạn nên hầu như toàn mua phải đồ đều. Ngô Bình, lát tôi giúp cô chọn. Lý Mai kinh ngạc, cậu hiểu về đồ cổ sao? Ngô Bình cười đáp, mắt nhìn của tôi khá ổn đấy. Hình như cái gì cậu cũng biết thì phải, Lý Mai vẻ mặt kỳ quái đáp. Ngô Bình mỉm cười, không giải thích gì thêm. Trước mặt họ là lối vào chợ. Chợ đen Vân Đông này tổ chức ở công viên gần bến cảng. Công viên có diện tích rất lớn, cho nên các quầy hàng cách nhau khá xa. Ở cổng vào có mấy người đang đứng. Muốn vào chợ đen thì phải trả 10.000 tệ tiền vé vào. Họ thu 10.000 tệ này mục đích chính không phải để kiếm tiền mà là muốn gạt những người chỉ tới cho vui ra ngoài. Dù gì, số người muốn tham gia phiên chợ này quá đông. Nếu ai cũng cho vào thì sẽ ách tắc, chất lượng của phiên chợ cũng sẽ đi xuống. Lý Mai đang định đi mua vé vào thì bị Ngô Bình kéo lại. Anh nhìn người đàn ông nhỏ thó đứng ở cổng, cười hỏi, người anh em, có bán combo vé không? Anh từng đi chợ đen ở Giang Nam. Chợ đen ở đó chia thành khu chợ bên ngoài và khu chợ bên trong. Chợ đen Vân Đông còn có quy mô lớn hơn chợ đen Giang Nam, có lẽ sẽ có chút khác biệt về cách bố trí bên trong. Anh hỏi người đàn ông nhỏ thó này là bởi người này có tu vi cảnh giới thần. Quả nhiên, người đàn ông kia nhìn anh, nói, đối diện có một siêu thị, cậu qua đó hỏi xem có vé VIP trọn gói không. Ngô Bình cảm ơn rồi cùng Lý Mai đi sang siêu thị bên kia. Bên trong siêu thị có một người phụ nữ mập mạp đang cắn hạt dưa và xem phim. Thi thoảng chị ta lại bật cười sảng khoái. Ngô Bình mỉm cười hỏi, bà chủ, ở đây có bán vé VIP vào chợ không? Người phụ nữ mập nhìn anh rồi đáp, đi hai người hả? Vé vào chợ phía trong 1 đồng, vé vào hội đấu giá 10 đồng. Ngô Bình cau mày, đắt như vậy sao, anh biết đây là tiền bùa chứ không phải tiền đồng như bình thường. Người phụ nữ mập, chỉ còn 3 vé vào hội đấu giá thôi. Nếu cậu không mua là không còn đâu. Ngô Bình, thôi được, bán cho tôi đi, nói rồi anh đặt tiền lên quầy. Người phụ nữ kia đưa cho Ngô Bình tấm vé, bên trên có những ký hiệu kỳ lạ. Ngoài ra, còn đưa thêm cho anh tấm thẻ làm bằng sắt đen. Xem ra đây là thẻ ra vào gì đó. Ngô Bình cầm đồ lên, sau đó mua thêm 2 bao thuốc rồi quay lại cổng chợ. Anh đưa 1 bao thuốc cho người đàn ông nhỏ thó ban nãy rồi cười nói, người anh em, làm phiền anh chỉ đường giúp tôi. Nơi này rất rộng, Ngô Bình lại lần đầu tới nên rất dễ lạc đường. Có người dắt anh đi đương nhiên sẽ tốt hơn. Người đàn ông kia nhận lấy bao thuốc, cười đáp, được rồi. Anh ta vẫy vẫy tay, một cậu bé chừng 15 tuổi chạy tới, gật đầu nói, ông Lưu, ông tìm tôi sao? Người đàn ông chỉ vào Ngô Bình, vị tiên sinh này muốn vào trong chợ, đưa cậu ấy đi đi. Cậu bé kia lập tức quay sang cúi người chào Ngô Bình, nói, tiên sinh, tôi tên là Tiểu Cơ Linh. Tôi thuộc đường bên trong nên tiên sinh cứ yên tâm. Ngô Bình đáp, Tiểu Cơ Linh, vất vả rồi. Tiểu Cơ Linh mỉm cười rồi dắt Ngô Bình đi vào chợ. Những người khác đều đi về bên trái nhưng Tiểu Cơ Linh lại dẫn anh đi bên phải. Cậu bé nói, tiên sinh, người tầm thường đều đi bên trái nhưng tôi vừa nhìn đã biết tiên sinh là hảo hán trên giang hồ, vô cùng giàu có nên sẽ dẫn tiên sinh vào chợ bên trong luôn. Ngô Bình lấy tờ ngân phiếu 100.000 tệ đưa cho cậu bé rồi hỏi, cậu có thể cho tôi biết ở chợ phía trong có gì không? Tiểu Cơ Linh, chợ bên trong to lắm, chia thành 10 khu khác nhau, mỗi khu bán những món hàng riêng.
Ngô Bình hỏi, vậy có chỗ bán dược phẩm không? Tiểu cơ linh mặc dù tự xưng là rất quen thuộc với nơi này nhưng lại không biết dược phẩm là những gì. Cậu bé gãi đầu đáp, tiên sinh, tôi chưa từng thấy nên cũng không biết dược phẩm là cái gì. Tôi xin lỗi. Ngô Bình cười đáp, không sao, cậu đưa tôi đi lượn quanh cả 10 khu đó. Sau đó hãy đưa tôi đến chỗ đấu giá. Tiểu cơ linh, hội đấu giá diễn ra lúc 1 giờ sáng, chúng ta có rất nhiều thời gian nên cứ thong thả mà đi cũng được. Đi được một đoạn, họ đến một nơi trông như quảng trường. Ở đó có mấy chục sạp hàng và mấy trăm người bán hàng, vô cùng náo nhiệt. Tiểu cơ linh, tiên sinh, ở đây chủ yếu bán những món đồ nghệ thuật khá đắt đỏ. Ngô Bình nói với Lý Mai, vừa hay đúng sở thích của cô. Thử nhìn xem có thứ cô thích không. Lý Mai gật đầu, hai người họ đi về phía những sạp hàng. Chương 653, loại thuốc phát sáng. Ở cửa ra vào, có người kiểm tra lá bài đỏ của Ngô Bình, nếu không có thì anh không được vào. Gian hàng đầu tiên chỉ bán đồ đồng, bao gồm kiếm đồng, gương đồng, mặt nạ đồng và nhiều thứ khác. Lý Mai ngay lập tức bị thu hút, cô ấy nhặt một thanh kiếm bằng đồng lên. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đặt trong tay toát ra vẻ lạnh lùng. Lý Mai hỏi, ông chủ, thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Chủ gian hàng là một người đàn ông đeo kính, ông ta chỉnh lại kính và nói, đây là một thanh kiếm thời chiến quốc, nếu cô muốn thì đưa cho tôi 10 triệu tệ. Ngay khi Lý Mai định mặc cả với ông ta, Ngô Bình đã nắm lấy tay cô ấy, trái tim Lý Mai run lên như thể bị điện giật. Ngô Bình cười nói, ông chủ, ông cho rằng tôi là kẻ gà mờ sao? Đây rõ ràng là một thanh kiếm thời Hán, nhưng ông lại nói là một thanh kiếm thời chiến quốc, kém cả ngàn năm đấy. Ông chủ mỉm cười, xem ra anh bạn là người hiểu biết, cậu thử nói giá đi. Ngô Bình thầm ước lượng và nói, thanh kiếm này nhiều nhất là 100.000 tệ. Ông chủ cau mày, 100.000 tệ sao? Không thể. Ngô Bình nói, ông chủ, cứ thẳng thắn đi, ông có thể chấp nhận được giá bao nhiêu? Ông chủ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu cậu thực sự muốn vậy thì 100.000 tệ đi. Ngô Bình gật đầu, vậy được, chốt thế nhé. Lát nữa tôi còn mua thứ khác, ông chủ lấy rẻ chút nhé. Ông chủ mỉm cười, không vấn đề. Sau đó, Ngô Bình đã giúp Lý Mai chọn thanh kiếm đồng thứ hai. Tổng cộng tiêu 1.250.000 tệ. Rời khỏi gian hàng, Lý Mai nói, nếu là kiếm Hán thì 100.000 tệ không hề rẻ. Tôi có một thanh kiếm Hán ở nhà. Tôi mua nó từ Europa với giá 400.000 tệ, nó trông xịn hơn cái này nhiều. Ngô Bình cười nói, nếu đó là một thanh kiếm đồng thời nhà Thương thì sao? Lý Mai sửng sốt, thời Thương, không phải cậu nói là kiếm thời Hán sao? Ngô Bình lắc đầu, hình dáng của nó rất giống một thanh kiếm của thời Hán, hơn nữa khi tôi nhìn thấy nó được đặt chung với các thanh kiếm Hán khác, tôi kết luận rằng ông chủ cũng nghĩ rằng đó là một thanh kiếm của thời Hán. Thực ra đó là một thanh kiếm của thời nhà Thương, đặc biệt đó còn là kiếm do nhà vua sử dụng. Lý Mai ngơ ngác nhìn anh, sao cậu đoán ra được? Ngô Bình thầm nói rằng đến trụ vương của nhà Thương tôi còn gặp rồi, vì vậy tất nhiên tôi biết. Tỷ lệ nguyên liệu của đồ đồng ở thời nhà Thương khác với thời nhà Hán nên rất dễ đánh giá. Ngoài ra phần đuôi của thanh kiếm này được khảm bằng đá quý, cô nhìn xem. Anh lấy tay quệt vào phần cuối của thanh kiếm và làm rơi ra một thứ giống như xi măng, để lộ ra một viên ngọc màu đỏ. Lý Mai vui mừng khôn xiết, đúng thật là có ngọc. Cô ấy vội hỏi, còn thanh kiếm kia thì sao? Thanh thứ hai là kiếm thời Tần. Giá của ông chủ không quá cao, cho nên tôi đã mua cho cô. Lý Mai gật đầu, thật sự là không đắt. Họ dạo một vòng rồi đi đến quầy thứ tư. Gian hàng này bán một số đá quý và đồ thủ công bằng ngà voi. Con gái thường thích đá quý, và Lý Mai cũng không ngoại lệ. Cô ấy nhặt một viên hồng ngọc có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu và hỏi Ngô Bình tôi có thể mua cái này không? Bây giờ cô ấy tin tưởng Ngô Bình vô cùng, cô ấy sẽ hỏi ý kiến của anh về bất cứ thứ gì cô ấy muốn mua. Ngô Bình liếc mắt nhìn, thứ này là đồ nhân tạo thôi. Chủ quầy là một phụ nữ, bà ta nói, cậu nhóc à, đừng nói nhảm, viên ngọc này là bảo vật tự nhiên, chắc chắn không phải nhân tạo. Ngô Bình không tranh luận với bà ta, cười nói, thế thì bà tự giữ lấy đi. Đang định rời đi thì anh chợt liếc mắt nhìn, trong lòng chợt khựng lại. Anh cầm một quân mạt trược ngà voi lên, hỏi cái này bao nhiêu? Người phụ nữ nói với giọng hả hê, 1 triệu. Mạt trược ngà voi thường được bán với giá 300-500.000 tệ. Bà ta đòi 1 triệu là do bà ta cố tình. Ai ngờ Ngô Bình lập tức gật đầu, được, tôi lấy. Bà chủ sững sờ, không mặc cả sao.
biết thế bà ta đã hét giá 2 triệu rồi. Mặc dù Lý Mai thấy rất lạ, nhưng cô ấy đành nhẫn nhịn không hỏi. Sau khi rời gian hàng, cô ấy nói nhỏ, 1 triệu đắt quá. Lần trước tôi mua tặng ông nội một chiếc, chỉ có 300.000 tệ. Ngô Bình hỏi, cô nghĩ cửu nhãn Thiên Châu trị giá bao nhiêu? Lý Mai nói, cửu nhãn Thiên Châu cực ít, trị giá hàng trăm triệu. Ngô Bình, nếu có 4 viên thì sao? Lý Mai sững sờ, 4 viên. Ngô Bình lấy ra 4 quân bài từ ngà voi rồi bóp nhẹ, các quân bài tách ra, lộ ra một hạt ngọc. Lý Mai che miệng lại tránh không cho mình kêu lên. Cửu nhãn Thiên Châu. Đúng vậy, Ngô Bình đang cầm một viên cửu nhãn Thiên Châu. Anh bóp thêm 3 quân mạt trược, mỗi quân bài có 1 viên cửu nhãn Thiên Châu. Lý Mai hào hứng nói, 4 hạt châu này nếu cùng nhau đấu giá, giá trị sẽ không dưới 1 tỷ. Ngô Bình nói, một trong 4 hạt châu đã được làm phép bởi pháp lực của Bồ Tát. Nói rồi, anh lấy ra một viên rồi đặt vào lòng bàn tay của Lý Mai, cô có thể mang trên người, rất tốt cho cô. Lý Mai, còn 3 viên kia thì sao? Ngô Bình, 3 viên kia cũng tốt, nhưng không thích hợp với cô, vì vậy cô có thể bán đi. Lý Mai gật đầu, cô ấy cất Thiên Châu đi, rồi cầm một viên trong số chúng trong lòng bàn tay, tâm trí cô ấy đột nhiên thả lỏng. Cô ấy ngạc nhiên hỏi, vừa nãy cậu nói rằng nó đã được một vị Bồ Tát làm phép sao? Trên đời này thật sự có Bồ Tát sao? Ngô Bình, đương nhiên là có. Viên Thiên Châu trong tay cô là bảo vật vô giá. Đừng nói là 1 tỷ, 100 tỷ cũng không được bán, nó có thể trở thành bảo vật gia truyền. Lý Mai gật đầu thật mạnh, được. Sau khi dạo quanh các quầy hàng trong quảng trường, Lý Mai không mua gì thêm, và Ngô Bình cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng để mua. Cậu nhóc kia đang canh gác bên ngoài, khi thấy họ đi ra liền nói, thưa anh, giờ chúng ta đi đâu ạ? Ngô Bình có nhiều thời gian, liền nói, chúng ta đi nơi gần nhất đi. Được. Cậu nhóc liền dẫn đường, họ đi vài trăm mét rồi vào một khu rừng. Ở đây không có quá nhiều quầy hàng, chỉ có 20 đến 30 quầy. Tuy nhiên, có khá nhiều khách hàng đến mua sắm tại đây. Ở đây chuyên bán đủ loại thuốc, có thuốc độc, thuốc cứu mạng, thứ gì cũng có. Ngô Bình đi vào trong rừng cây, mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật ra nhìn, anh thấy đằng xa có một cái lọ nhỏ đặt phía trước một gian hàng phát ra ánh sáng đỏ tím. Ánh sáng chói lọi này chỉ có thể nhìn thấy bằng con mắt đặc biệt của anh, những người còn lại không thể nhìn thấy nó. Anh không vội, vừa đi vừa hỏi, 10 phút sau đã đến gian hàng. Chủ quầy là một người đàn ông mập mạp, trước mặt ông ta có mấy cái chai nhỏ, Ngô Bình cầm một cái lên hỏi, ông chủ, đây là cái gì? Ông chủ liếc anh một cái, nói, đó là bột quên lãng, sau khi uống có thể khiến người ta quên mất chuyện đã xảy ra trong vòng 3 năm. Ngô Bình gật đầu, ừ được đấy, bao nhiêu? 1 triệu tệ, chủ quầy hàng nói. Ngô Bình cầm chiếc lọ nhỏ màu bạc ánh tím hỏi, cái này thì sao? Ông chủ nói, không rõ tác dụng, nó là đồ của một nhà giả kim ở Europa, cậu có thể đưa tôi 300.000 tệ. Ngô Bình gật đầu, được. Thanh toán tiền xong, anh kéo Lý Mai bước nhanh đi. Vừa đi anh vừa cẩn thận quan sát chiếc lọ, anh phát hiện ra rằng có một cơ quan trên cái chai nhỏ, và có 3 lớp sen kẽ bên trong nó. Bên trong chai là thuốc, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, 2 lớp không gian bên trong lọ thuốc có chứa nước thuốc phát ra ánh sáng màu tím và nước thuốc ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ tím anh nhìn thấy là ánh sáng mà chúng phát ra cùng nhau. Đây là cái gì nhỉ, anh trầm ngâm. Không có thời gian nghiên cứu, anh đành cất chai và đi đến khu vực thứ 3. Vị trí thứ 3 là một bãi cát với hàng trăm gian hàng bày bán đủ loại vũ khí lạnh gồm dao, kiếm, súng, ám khí đến từ khắp nơi trên thế giới. Lý Mai không có hứng thú với những thứ này, nhưng Ngô Bình thì rất thích thú và bước nhanh vào. Chương 654, Phi Đao và Hồ Lô Vàng. Ở đây có rất nhiều những thanh đao, súng, kiếm và kích, chẳng hạn như thanh đao thép của Ấn Địa, thanh kiếm Damakut của Ba Tư, thanh kiếm chữ thập của Europa, v.v. Ngô Bình đi vòng qua từng gian hàng và cuối cùng dừng lại trước một gian hàng. Trên một miếng da có một vài con dao găm, một trong số đó khiến Ngô Bình chú ý. Chính xác mà nói, đây không phải là một con dao găm, mà là một thanh phi đao. Lưỡi phi đao không còn sáng bóng, trên đó lộ rõ vết rỉ sét, giống như đồ cũ chôn trong đất nhiều năm. Anh cầm thanh phi đao lên, nhờ đôi mắt nhìn thấu vạn vật, anh thấy bên ngoài thanh phi đao có một tia sáng màu lam dài 3 tấc. Tim anh rung lên, anh ném thanh phi đao lại rồi hỏi chủ quầy hàng, những con dao găm này bao nhiêu?
Ông chủ có vẻ không quan tâm lắm đến mấy con dao găm này, lạnh nhạt nói, 50.000 tệ. Ngô Bình nói, tôi sẽ chọn một ít nữa, lấy rẻ hơn đi ông chủ. Ông chủ suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu cậu mua 10 cái thì tôi sẽ tính là 30.000 tệ. Ngô Bình liền mua 10 con dao găm và đưa cho ông chủ 30.000 tệ. Sau khi lấy con dao găm, anh đi đến khu vực thứ tư. Trên đường đi, Ngô Bình cất con dao găm đi rồi đưa 9 con dao găm còn lại cho cậu nhóc dẫn đường. Cậu nhóc rất vui và liên tục cảm ơn anh. Lý Mai là một người thông minh, cô ấy cười nói, thứ cậu thực sự muốn mua là con dao găm này phải không? Ngô Bình không phủ nhận, nói, đây là một thanh phi đao, nó không tầm thường. Sau đó anh hỏi cậu nhóc, nơi tiếp theo bán gì? Cậu nhóc nói, thưa anh, khu tiếp theo chủ yếu bán bùa chú và pháp khí. Mắt Ngô Bình sáng lên, đó đều là thứ mà anh hứng thú. Khi đến nơi, quả nhiên những quầy hàng ở đây đều bán bùa chú, kiếm gỗ đào và những thứ tương tự, nhưng Ngô Bình thấy rằng không có nhiều thứ thực sự hiệu quả. Ngay cả khi có thứ có tác dụng thì hiệu quả cũng rất yếu. Nhìn thấy bùa hộ mệnh, Lý Mai trầm giọng hỏi, hiệu quả của chúng có tốt như đồ của cậu không? Ngô Bình nói, những tấm bùa mà tôi vẽ không thể mua được trên thị trường đâu. Họ đi bộ qua hàng chục gian hàng, Ngô Bình không dừng lại cho đến khi nhìn thấy một bộ da người hoàn chỉnh. Bộ da người này vẫn còn đàn hồi, có một khe ở mặt sau, đó có lẽ là chỗ bị lột da đầu tiên. Anh nhìn thấy tấm da người này toát ra một luồng sát khí mãnh liệt. Bên trong làn da người có hàng trăm âm hồn có uy lực đáng sợ trực chờ muốn xông ra ngoài, nhưng không cách nào đột phá chân áp của tấm da người. Ngô Bình hiểu biết rộng, anh chợt nghĩ ra mỗi y cách dùng để chấn áp tà ma. Một số bậc đại năng có tu vi cao sẽ lột da của chính mình và tế chúng cho thần linh, tinh luyện ra thành vũ khí và sử dụng chúng để chấn áp yêu ma. Một khi loại bùa chú này được dùng, âm hồn sẽ không bao giờ được siêu sinh, người làm phép phải hy sinh bản thân để thực hiện sứ mệnh cao cả. Có thể nói, chủ nhân của bộ da người này hẳn phải là một anh hùng không sợ chết. Ngô Bình cầm tấm da người lên và hỏi ông chủ, đây có phải là da người không? Chủ quầy là một bà lão, bà ta nói, đây là bộ da người hoàn chỉnh. Chủ nhân bộ da người trước khi chết chắc hẳn rất mạnh mẽ nên da của ông ấy rất chất lượng. Cậu nhìn đi, trên da có những dấu hiệu kỳ lạ. Ngô Bình hỏi, bao nhiêu? Bà cụ cười nói, cậu muốn thì hãy đưa 10 triệu. Ngô Bình không phản đối, anh đưa cho bà chủ chi phiếu, sau đó rời đi với bộ da người. Lý Mai rất không thích tấm da người này, vì vậy cô ấy liền đứng tránh xa anh, nói, tại sao cậu lại mua thứ này? Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi tôn trọng vị anh hùng này, nên không muốn da thịt của người này lưu lạc trong thiên hạ. Nói rồi anh nhét tấm da người vào trong nhẫn. Tiếp theo, cả hai đến một số khu vực khác, Ngô Bình chọn thêm một vài thứ cho Lý Mai, nhưng anh không mua bất cứ thứ gì khác. Sau cùng, họ đến khu vực cuối cùng, cũng là khu vực có nhiều người và nhiều thứ nhất. Những thứ được bày bán ở đây phức tạp hơn, từ những món đồ lớn đến những đồ dùng nhỏ. Quả nhiên Ngô Bình đã phát hiện ra các loại dược liệu và nhiều loại cây thuốc khác nhau ở đây. Anh nhanh chóng đến một quầy bán thuốc hổ phách, gian hàng này rất lớn, có hàng trăm viên thuốc được đặt dưới đất. Tuy nhiên, khi Ngô Bình nhìn tất cả các viên thuốc một lần, anh không nói nên lời. Hóa ra hầu hết những viên thuốc này đều là giả, những viên thuốc thật chỉ có vài viên. Hơn nữa, chỉ có hai viên thuốc là đáng giá để mua. Một trong những viên đó có kích thước bằng một quả bóng đá, có một loại cỏ không tên trong đó. Ngô Bình không quan tâm đến loại cỏ này, thứ mà anh quan tâm là 10 quả trứng sâu đằng sau ngọn cỏ. 10 quả trứng sâu này có kích thước bằng hạt đậu xanh, trong chúng vẫn còn hơi thở của sự sống. Không biết loại hổ phách này đã tồn tại bao nhiêu tỷ năm. Nếu sinh mệnh bên trong có thể sống đến hiện tại, nghĩa là nó vô cùng mạnh mẽ. Một viên hổ phách khác có kích thước bằng quả dưa hấu, có một khối đen giống như một cục bùn bên trong. Ngô Bình có đôi mắt nhìn thấu vạn vật, anh thấy rằng đó là một quả hồ lô vàng được bọc trong bùn. Anh bình tĩnh chọn 5 viên thuốc, trong đó có 2 viên muốn mua, hỏi, ông chủ, 5 viên này giá bao nhiêu? Ông chủ liếc nhìn loại thuốc anh đã chọn, lạnh nói, 2 tỷ. Ngô Bình cười nói, 2 tỷ hơi đắt. 1,5 tỷ có được không? Ông chủ xua tay, không mặc cả. Ngô Bình không nói nữa, đưa chi phiếu rồi cầm thuốc rời đi. Ở đây không còn thứ gì lọt vào tầm mắt của anh nhìn thời gian, còn chưa tới 1 giờ nữa là đến phiên đấu giá. Lý Mai đi theo anh trong suốt mấy tiếng, giờ đã kiệt sức. Anh tìm một nơi vắng vẻ, lấy ra một chai nước và một ít thức ăn cho cô ấy ăn lót dạ.
Lý Mai ăn một chút đồ, cô ấy nói, Ngô Bình, cậu có thể cho tôi một bùa hộ mệnh khác giống cái trước được không? Ngô Bình không phải người keo kiệt, anh nói, được chứ? Nói xong, anh thật sự đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh khác. Lý Mai rất vui mừng và nói, tôi không ngờ rằng trên đời này thực sự có người tu hành. Ngô Bình nói, vũ trụ rộng lớn như vậy, không có gì phải ngạc nhiên khi có thần tiên Phật ma. Lý Mai, nếu có tiên nhân thì cũng có tiên dược, đúng không? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên là có. Hai mắt Lý Mai sáng lên, có tiên dược có thể khiến dung mạo trẻ mãi không già không? Quả nhiên thứ mà phụ nữ quan tâm đều giống nhau, Ngô Bình nói, có chứ. Lý Mai, có thể mua được không? Ngô Bình cười, tất nhiên là được, nhưng giá sẽ rất cao, nếu không có hàng tỷ, hàng chục tỷ thì không thể mua được loại thuốc cô muốn. Lý Mai cười nói, khi tôi tiết kiệm đủ tiền, tôi sẽ mua một viên của cậu. Ngô Bình đột nhiên cảm thấy Lý Mai có chút đáng yêu, anh nói, hồi xưa sao cô lại đến nhà họ Lý vậy? Lý Mai ôm má, nói tôi là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ và anh trai tôi đã chết trong một trận hỏa hoạn. Lúc đó, tôi sắp bị lửa thiêu chết thì đột nhiên một bóng người lao từ trên trời rơi xuống và cứu tôi. Ngô Bình giật mình, người cứu cô là ảnh sao? Lý Mai gật đầu, phải. Ảnh đã đưa tôi vào một nơi an toàn và đi giải cứu gia đình tôi. Thật không may, mọi chuyện đã quá muộn, ảnh chỉ cứu được 3 cái xác. Nói đến đây, cô ấy trông hơi buồn. Ngô Bình nói, cô thực sự rất may mắn. Lý Mai, phải, ông nội cũng nói như vậy. Hôm đó, xe của ông ấy tình cờ chạy ngang qua và ông ấy nghe thấy tiếng kêu của tôi nên đã ra lệnh cho ảnh đến cứu tôi. Vì tôi không có người thân nên ông đã nhận nuôi tôi và nuôi nấng tôi như một đứa cháu gái. Khi tôi lên 5 tuổi, ông bảo tôi nhận Lý Đông Hưng làm cha nuôi. Kể từ đó, tôi đổi tên thành Lý Mai. Chương 655, dạy Âu Dương Trích Tinh một bài học. Ngô Bình, ông nội thường khen cô, nói cô là nhân tài kinh doanh. Lý Mai lạnh nhạt nói, tôi không thích kinh doanh, tôi thích vẽ tranh, thích yên tĩnh. Nhưng tôi không muốn phụ sự kỳ vọng của ông nội, vì vậy tôi chăm chỉ học tập để kinh doanh và san sẻ gánh nặng với ông. Ngô Bình cười nói, cô đúng là đứa cháu gái hiếu thảo. Hai người đang tán gẫu, Lý Mai đột nhiên hỏi, Ngô Bình, cậu là người tu hành, có lẽ cậu có thể giúp tôi giải quyết một vấn đề. Ngô Bình hỏi cô ấy, có chuyện gì vậy? Nhà họ Lý có rất nhiều sản nghiệp, gần đây có một nhà máy liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn sản xuất khiến hai người chết và 3 người bị thương. Vì lý do này, chúng tôi đã phải dừng công việc để chấn chỉnh lại. Nhưng ngay sau khi vừa khởi công lại, đang làm việc thì xảy ra tai nạn, một người chết và một người bị thương. Sau đó tôi mời thầy phong thủy đến, thầy nói phong thủy nhà xưởng sai, cần phải phá bỏ nhà xưởng và xây dựng lại. Nhưng nhà máy đã được xây dựng gần chục năm, vẫn bình an vô sự. Tôi không thực sự tin tưởng vào lời nói của ông ta, Lý Mai nói. Ngô Bình hỏi, nhà máy gì vậy? Một nhà máy sản xuất robot công nghiệp. Dù nhà máy không kiếm ra tiền mấy nhưng ông nội nói rằng mục tiêu của chúng tôi là sẽ chế tạo ra robot công nghiệp hàng đầu thế giới. Mặc dù công nghệ của chúng tôi chưa phải là tiên tiến nhất nhưng chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Đồng thời chúng tôi đã là nhà sản xuất robot công nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc. Robot công nghiệp của chúng tôi được xuất khẩu sang hàng chục quốc gia. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang làm phần mềm thiết kế công nghiệp và đã đạt được những kết quả nhất định. Ngô Bình nói, được rồi. Chúng ta đến đó xem thử. Ngô Bình không hiểu gì về robot công nghiệp. Anh hỏi, robot công nghiệp của cô có thể làm gì? Lý Mai cười nói, có thể làm rất nhiều thứ. Chúng tôi có thể tạo ra các robot công nghiệp cho các mục đích khác nhau cho các khách hàng khác nhau. Ví dụ, có thể sử dụng robot trong sản xuất ô tô, cán thép và dệt may. Ngô Bình nói, trong tương lai, một người bạn của tôi sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô kiểu mới ở Trung Quốc. Nếu robot của cô phù hợp, tôi có thể giúp cô giới thiệu doanh nghiệp. Lý Mai rất vui mừng, tuyệt vời. Sản phẩm của chúng tôi chắc chắn sẽ làm người đó hài lòng. Chẳng mấy chốc mà cuộc đấu giá đã sắp bắt đầu, cậu nhóc chạy tới nhắc nhở, thưa anh, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi ngay nhé. Ngô Bình gật đầu, dẫn đường đi. Nói rồi, anh lấy ra 2 chiếc mặt nạ và đeo vào cho cả 2. Tại buổi đấu giá, tốt nhất không để người khác nhìn thấy mặt. Nếu không rất dễ bị kẻ xấu nhằm vào. Địa điểm đấu giá là một hội trường đơn giản được xây dựng tạm thời. Có rất nhiều người tham dự cuộc đấu giá lần này, có ít nhất 300 người ở hội trường. Hầu hết những người có mặt đều đeo mặt nạ, họ không giao tiếp nhiều với nhau, tất cả đều im lặng ngồi vào chỗ của mình,
chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu. Vừa ngồi xuống, Ngô Bình liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó là một thanh niên có khí chất hiên ngang, chính là Âu Dương Trích Tinh. Lần trước anh đã gặp người này ở chợ đen, không ngờ hắn cũng xuất hiện ở chợ đen Vân Đông này. Âu Dương Trích Tinh đang ngồi cách đó không xa, có hai người hầu đi cùng. Giống như lần trước, hắn không đeo mặt nạ. Ngô Bình híp mắt, anh để cho Lý Mai đứng đó, còn anh thì đứng lên đi tới chỗ Âu Dương Trích Tinh, nhìn hắn chằm chằm. Âu Dương Trích Tinh cau mày, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì vậy? Ngô Bình không nói gì, anh tát vào mặt hắn. Một tiếng bốp vang lên, Âu Dương Trích Tinh bị đánh cho choáng váng, hắn sững ra nửa giây rồi gầm lên và đấm vào Ngô Bình. Ngô Bình lập tức đi ra ngoài, Âu Dương Trích Tinh bị tát vào mặt, tức giận đến mức đuổi theo anh ra ngoài. Ngô Bình nhảy lên như bay, chẳng mấy chốc anh đã đến bãi biển cách đó vài cây số. Trên bãi biển không có một ai. Âu Dương Trích Tinh đuổi tới, Ngô Bình vừa đến nơi thì hắn cũng đến. Hắn không nói lời nào mà vung nắm đấm tới Ngô Bình. Thực lực của Âu Dương Trích Tinh không hề yếu, hắn có tu vi võ vương. Tuy nhiên, sức mạnh như vậy hoàn toàn chẳng đáng là gì với Ngô Bình. Ngô Bình đấm vào bụng Âu Dương Trích Tinh, hắn rên rỉ rồi cong người như một con tôm. Ngô Bình ngay lập tức giữ hắn lại và đấm hắn tới tấp. Sau một lát, Âu Dương Trích Tinh bị đánh thành đầu heo, hắn quát, đừng đánh nữa. Ngô Bình dừng lại, lạnh nhạt nói, còn nhớ tôi khôn. Âu Dương Trích Tinh tức giận nói, anh là ai? Tu vi của người này hiển nhiên không cao hơn hắn, nhưng thực lực lại rất mạnh mẽ khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngô Bình tháo mặt nạ xuống, nói, anh không có trí nhớ tốt lắm nhỉ? Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở chợ đen Giang Nam. Âu Dương Trích Tinh đột nhiên nhớ lại, trầm giọng nói, là anh. Ngô Bình, chắc anh cũng biết Lý Long Thần đúng không? Âu Dương Trích Tinh sững sờ, Lý Long Thần, anh có quan hệ gì với hắn? Ngô Bình, tôi là sư thúc của Lý Long Thần, tôi đã chữa lành vết thương mà anh để lại cho Lý Long Thần trước đây. Sau đó, anh lại làm Lý Long Thần bị thương. Âu Dương Trích Tinh trợn to hai mắt, anh là Ngô Bình. Âu Dương Kim Tôn từng nhắc tới anh. Lần trước trong bữa tiệc ở nhà đường, Ngô Bình đã dạy cho Âu Dương Kim Tôn một bài học, đối phương cũng là người nhà Âu Dương. Ngô Bình đứng dậy nói, tôi đã hạ cấm chế lên người anh có một năm để tìm người phá giải, không phá được thì mất hết tu vi, trở thành phế vật. Đương nhiên, đến lúc đó anh cũng có thể đến cầu xin tôi. Có lẽ nếu tôi vui vẻ, tôi có thể tha cho anh. Âu Dương Trích Tinh cả kinh, giận dữ hét lên, Ngô Bình. Anh đừng có kiêu ngạo. Nếu anh dám làm tôi bị thương thì nhà Âu Dương sẽ không buông tha cho anh. Ngô Bình nói, tôi sẽ chống mắt lên mà xem. Nói xong, anh đá Âu Dương Trích Tinh vài cái nữa rồi mới bỏ đi. Âu Dương Trích Tinh bị gãy hàng chục chiếc xương trên khắp cơ thể, tất cả các cơ quan nội tạng của hắn đều bị thương, khuôn mặt hắn sưng tấy. Hắn tức điên, gào lên trời mấy cái tựa như dã thú. Không đến 10 phút, Ngô Bình đã trở lại địa điểm đấu giá. Lý Mai trầm giọng hỏi anh đi đâu vậy? Ngô Bình cười nói, tôi gặp một người quen, thế nên chúng tôi đi ra ngoài tán gẫu. Bắt đầu chưa? Lý Mai, sắp rồi, sẽ bắt đầu ngay. Quả nhiên 3 phút sau, người dẫn chương trình đã bước lên sân khấu và tuyên bố bắt đầu cuộc đấu giá. Món đồ đầu tiên là linh phù của núi Long Hổ, được bán với cái giá trên trời là 3 tỷ. Sau đó có một số linh dược, công pháp, Ngô Bình không quan tâm lắm. Khi vật phẩm đấu giá áp chót xuất hiện, trái tim của Ngô Bình đập như điên. Đó là một con dấu màu vàng hình vuông, giống vàng mà không phải vàng, giống ngọc mà không phải ngọc. Người dẫn chương trình nói, kính thưa quý khách, đây là một bảo vật được tìm thấy từ tiên phủ, chưa rõ công dụng. Vật thể này dù ở nhiệt độ cao 100.000 độ cũng không nóng chảy, không dẫn điện và không sợ axit. Hơn nữa nó còn ẩn chứa năng lượng rất mạnh, thứ này có giá khởi điểm là 2 tỷ, mỗi lần tăng giá không dưới 100 triệu. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào con dấu, anh nghĩ về sơ đồ luyện khí của ngũ hành phiên thiên ấn. Một trong những nguyên liệu để tổng hợp ngũ hành phiên thiên ấn có một con dấu hình vuông như vậy. Rõ ràng là những người có mặt không mấy quan tâm đến vật thể không rõ này. Cuộc đấu giá bắt đầu, Ngô Bình ra hiệu cho Lý Mai ra giá. 2 tỷ, Lý Mai nói. 2,1 tỷ, lập tức có người nói. 2,2 tỷ, Lý Mai tiếp tục tăng giá. Sau một vài lượt. Chỉ còn lại Lý Mai và một người khác trong cuộc đấu thầu. Bên kia dường như cũng quyết tâm lấy được con dấu này. Chẳng mấy chốc, mức giá lên đến 10 tỷ tệ nhưng không bên nào có ý định dừng lại.
Ngô Bình lớn tiếng nói, 15 tỷ. Chương 656, Địa Châu. 15 tỷ, nhiều người xung quanh thốt lên, họ không hiểu, làm thế nào mà một món đồ không sử dụng được lại có giá 15 tỷ như vậy. Người đàn ông do dự một lúc rồi nói, 15,1 tỷ. 20 tỷ, Ngô Bình tiếp tục tăng giá, anh nhất định phải lấy được con dấu vuông này. Người đàn ông cuối cùng cũng chịu thua, 20 tỷ không phải là số tiền nhỏ, nó đã đến giới hạn mà anh ta có thể chấp nhận được. Lý Mai đương nhiên không ra giá nữa, cuối cùng Ngô Bình đã mua được con dấu với mức giá trên trời là 20 tỷ. Vật phẩm cuối cùng được bán đấu giá là một viên đan dược có tên là đan phúc thọ. Sau khi dùng nó thì có thể sống đến 200 tuổi và không bị bệnh tật quấn thân. Đây là thứ yêu thích nhất của giới nhà giàu nên cạnh tranh gay gắt, nhanh chóng bị lên giá đến 50 tỷ. Khi mọi người đang tranh giành viên đan dược, Ngô Bình đã ra hiệu bảo Lý Mai rời đi. Ngay sau khi bước ra, anh liền cõng Lý Mai lên và bước đi thật nhanh. Lý Mai cảm thấy gió rít bên tai, họ quay trở lại vị trí đỗ xe ngay lập tức. Sau đó, anh khởi động xe và đi về. Xe chạy được hơn 10 phút, Ngô Bình thở phào khi thấy không có ai đi theo mình. Lý Mai đang quan sát Ngô Bình thì đột nhiên mím môi và mỉm cười. Ngô Bình trợn mắt lên, cô cười cái gì? Lý Mai nói, trông cậu có vẻ rất lo lắng. Ngô Cẩn Ngôn khịt mũi, cô thì biết cái gì? Chợ đen như thế này rất dễ bị cướp giết. Lý Mai, vậy tại sao không ai cướp của chúng ta? Ngô Bình, dọc đường tôi luôn cố ý thể hiện thực lực. Những người muốn tấn công tôi thấy tôi không phải dạng vừa nên tất nhiên sẽ bỏ cuộc. Lý Mai, được rồi, cậu Ngô à, bây giờ cậu có thể đến nhà máy với tôi không? Ngô Bình, được, chúng ta đến nhà máy. Nhà máy nằm trong khu công nghiệp, đi ô tô mất hơn một tiếng đồng hồ. Xe chạy vào nhà máy, Lý Mai gọi nhân viên bảo vệ và cùng Ngô Bình đi dạo quanh nhà máy. Bước vào nhà máy, Ngô Bình liền cảm nhận được tà khí, nơi tập trung nhiều tà khí nhất chính là một gian của nhà máy. Ngô Bình yêu cầu Lý Mai đợi bên ngoài, còn anh đi thẳng vào. Gian xưởng rất rộng rãi, dài khoảng 3 cây số, rộng 300 mét, bên trong có một dây chuyền lắp ráp. Ngô Bình sử dụng đôi mắt nhìn thấu vạn vật, anh thấy rằng trong xưởng này có một sát trận đang hình thành. Sát trận cũng có ảnh hưởng lớn đến người bình thường, dễ gây ra ảo giác và tai nạn. Anh thấy rất kỳ quái, làm sao có thể có hình thành sát trận ở đây? Anh tiếp tục quan sát, và anh nhìn thấy một vật nhỏ dưới xưởng, cách mặt đất 20 mét, nó đang không ngừng phun ra sát khí. Vật nhỏ này có kích thước bằng một quả nho. Ngô Bình nhìn vào trong, bên trong ẩn chứa một không gian rộng lớn. Trong không gian có tà khí, cũng có linh lực và khí tức khác. Địa Châu. Ngô Bình thầm cảm thán, anh chưa bao giờ nghĩ rằng ở đây sẽ có Địa Châu. Địa Châu là thứ được ngưng tụ bởi luồng khí của mặt đất. Địa Châu được hình thành tự nhiên, khí tức sẽ rất hỗn tạp, nó có linh khí, cũng có tà khí, thậm chí có cả âm khí. Tà khí anh cảm nhận được vừa nãy là do Địa Châu đã hấp thụ một số sức mạnh tà ác và đang phóng nó ra. Tuy nhiên, nếu Địa Châu đã được luyện hóa thì nó sẽ là một bảo vật vô giá. Bởi vì Địa Châu có thể liên kết chặt chẽ với mặt đất, luyện chế ra Địa Châu đồng nghĩa với việc có sức mạnh của đất. Khi đó, chỉ cần cả hai chân đứng vững trên mặt đất thì sẽ có một luồng sức mạnh của mặt đất không ngừng truyền vào cơ thể. Ngô Bình ngay lập tức gọi cho Lý Mai và nói, từ bây giờ, xưởng này phải ngừng sản xuất. Lý Mai sững người, bắt buộc phải ngừng sao? Ngô Bình hỏi, tất cả tai nạn đều xảy ra ở đây sao? Lý Mai gật đầu, đúng. Ngô Bình, vậy thì đúng rồi. Công việc ở đây trước tiên sẽ dừng lại, một năm sau sẽ tiếp tục. Lý Mai cười khổ, đây là xưởng chính của chúng tôi. Nếu ngừng hoạt động, năng suất của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngô Bình, vậy thì dựng thêm một cái. Lý Mai thở dài, công ty chỉ có từng đó ngân sách, tôi làm sao có thể có nhiều tiền như vậy. Ngô Bình tò mò nói, nhà họ Lý có nhiều tài sản như vậy mà còn sợ thiếu tiền sao? Lý Mai nói, tiền nào việc nấy, không thể dùng kinh phí bừa bãi được. Ngô Bình hỏi, cô cần bao nhiêu tiền để xây dựng một xưởng mới? Lý Mai, ít nhất 10 tỷ. Ngô Bình hỏi tiếp, giá trị thị trường của công ty quản lý nhà máy này là bao nhiêu? Lý Mai, hơn 111 tỷ. Ngô Bình, vậy tôi sẽ đưa cô 11 tỷ và lấy 10% cổ phần, được không? Lý Mai ngay lập tức mỉm cười và nói, tất nhiên có thể. Cậu trở thành cổ đông của chúng tôi thì có thể giúp chúng tôi việc kinh doanh trong tương lai. Ngô Bình làm điều này vì Địa Châu chưa hoàn toàn trưởng thành. Vì vậy,
Anh muốn để Địa Châu tiếp tục phát triển dưới lòng đất, sau đó đào nó ra khi nó trưởng thành. Lý Mai, cô cho người phong tỏa xưởng, nói rằng không được phép sử dụng nó và không được cho bất cứ ai vào, anh nói với giọng nghiêm túc. Lý Mai gật đầu, tôi đã hiểu, tôi sẽ bảo mọi người nghiêm chỉnh chấp hành. Khi hai người trở về biệt thự là đã hơn 3 giờ sáng. Lý Mai rất mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngô Bình không ngủ, anh đến phòng làm việc, lấy bản vẽ luyện khí của ngũ hành phiên thiên ấn ra, để phẳng trên mặt đất, sau đó đặt con dấu hình vuông lên bản vẽ. Một tia sáng lóe lên, con dấu lớn biến mất, tiến vào không gian của bản vẽ. Chỉ cần có thể thu thập những nguyên liệu còn lại, anh có thể tạo ra một ngũ hành phiên thiên ấn thực sự. Sau khi cất bản vẽ đi, anh lấy tấm da người ra đặt trên mặt đất, sau đó cúi đầu trước da người. Anh tôn trọng đối phương nên vô cùng thành kính. Lúc này, lá đạo trong cơ thể anh khẽ run lên, phóng ra một luồng ánh tiên. Ánh tiên xuyên qua cơ thể anh và đáp xuống tấm da người. Tấm da người đột nhiên chuyển động rồi đột ngột mở ra, đứng trước mặt Ngô Bình. Trong hốc mắt hõm sâu của tấm da có hai ngọn lửa vàng rực cháy. Ngô Bình giật mình, lui về phía sau mấy bước, nói tiền bối. Da người phát ra một loạt âm thanh kỳ lạ, đó là tiên văn. Ngô Bình lập tức nói, tiền bối. Tấm da người cung kính nói, anh bạn trẻ, cậu có phải là tiên nhân đến từ tiên vực Vĩnh Hằng không? Ngô Bình giật mình, tiền bối biết tiên vực Vĩnh Hằng sao? Tấm da người vội vàng quỳ xuống, kính chào thượng tiên. Dám hỏi thượng tiên, người có cách nào giải thoát cho tôi không? Ngô Cẩn Ngôn hỏi, tiền bối muốn tôi giúp tiền bối như thế nào? Thượng tiên, khi xưa tôi đã sử dụng một phương pháp bí mật để trấn áp 30 con quỷ vì gia tộc tôi. Đến tận hôm nay, những con quỷ này vẫn đang không chừng chống lại tôi không thể luyện hóa chúng được nữa. Trong vô số năm, tôi chiến đấu với chúng mỗi ngày, và ý thức của tôi đã ngày càng yếu đi. Tôi lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng bị chúng cắn nuốt. Ngô Bình hỏi, tu vi của tiền bối khi trấn áp 30 con quỷ là cảnh giới nào? Tấm da người nói, khi đó tôi tu luyện phương pháp phù đạo, có lẽ có tu vi địa tiên tầng thứ 10. Trái tim của Ngô Bình lệch một nhịp, địa tiên tầng thứ 10. Anh lại hỏi, vậy 30 con quỷ mà tiền bối trấn áp có tu vi gì? Tấm da người nói, tất cả đều là thiên tiên, chúng quá mạnh. Nếu không tôi đã không sử dụng bí thuật này để trấn áp chúng. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, tiền bối muốn tôi giúp luyện hóa 30 con quỷ này sao? Tấm da người nói, đúng, mong thượng tiên giúp cho. Ngô Bình nhìn tấm da, nói, làm sao tiền bối biết tôi đến từ tiên vực Vĩnh Hằng? Tấm da nói, khi xưa tôi trấn áp 30 con quỷ không thành công, chính một thượng tiên của tiên vực Vĩnh Hằng đã giúp đỡ tôi, nếu không tất cả sẽ vô ích. Khí tức của người rất giống thượng tiên đó. Vì thế tôi mới biết người là tiên nhân của tiên vực Vĩnh Hằng. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, tôi sẽ nghĩ cách, nhưng cũng không biết có giúp được gì không. Tấm da người cúi xuống bái lạy, cảm ơn thượng tiên. Chương 657, tấm da người thời tiền sử. Nhìn thấy tấm da người tôn trọng mình như vậy, Ngô Bình liền hỏi da người, tên của tiền bối là gì? Thượng tiên có thể gọi tôi là Viêm Dương, tấm da nói. Ngô Bình, tiền bối Viêm Dương. Tiền bối nghỉ ngơi trước đi, tôi nghĩ cách sẽ đánh thức tiền bối. Viêm Dương chắp tay vái lạy Ngô Bình, sau đó lập tức bay xuống bàn rồi tự động gấp lại. Ngô Bình cất ra người đi rồi lấy lọ bạc mua ở chợ đen ra. Anh nghiên cứu nó một lúc, xoay nó sang trái phải vài lần, cái lọ kêu rắc một tiếng và phát ra ánh sáng màu tím. Sau khi xác định không phải độc, anh mới lại gần ngửi thử, mùi có chút kỳ lạ. Hai mắt anh sáng lên. Anh lẩm bẩm, chẳng lẽ là đan dược do các dược sư thượng cổ luyện chế? Trong thời tiền sử có một sự tồn tại có địa vị cao hơn cả các nhà luyện đan, được gọi là dược sư. Các nhà luyện đan chỉ luyện đan dược, thường giới hạn trong một lĩnh vực nhất định và có yêu cầu rất khắt khe về dược liệu. Dược sư thì khác, trong mắt dược sư, vạn vật trên đời, năng lượng và thậm chí cả cảm xúc đều có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Dược sư cũng có thể luyện thuốc. Nhưng thay vì sử dụng lò luyện đan thì dược sư sử dụng đỉnh nấu thuốc. Các cấp bậc dược sư được đặt tên theo đỉnh, từ dược sư đỉnh thứ nhất đến dược sư đỉnh thứ 10. Dược sư có hiểu biết sâu rộng về vạn vật, vì vậy dược sư thường là những nhà luyện đan rất cao siêu. Dược sư mạnh nhất được gọi là dược vương, trên thế giới này chỉ có thể có một dược vương. Dược vương là mục tiêu cuối cùng mà tất cả dược sư theo đuổi. Dược điển mà Ngô Bình lấy được trước đó là cuốn sử thi vĩ đại do ba vị dược vương các thời dẫn dắt rất nhiều dược sư, mất hơn ngàn năm mới viết nên.
Ngô Bình hít một hơi, sau đó nhắm mắt cảm nhận. Sau đó, anh cảm thấy rằng chút dược lực này thực sự đã tác động trực tiếp lên từng tế bào trong cơ thể anh. Trước đây, nhờ sự giúp đỡ của mã gen do tổ tiên cảnh giới thiên tiên của Phí Liêm truyền lại, cùng với gió thần của đại thần Côn Ngô và sự tu luyện của chính bản thân, việc luyện hình của anh đã đạt đến đại thành. Lúc này, tác dụng của bột thuốc này càng mãnh liệt hơn, dường như có thể khiến thân thể của Ngô Bình tiếp tục tiến hóa một cách tài tình hơn. Nghĩ như vậy, anh lại mở chai và hút 1/3 lượng bột trong chai. Một lượng lớn dược lực xâm nhập vào cơ thể, mã gen tiếp tục mở ra quá trình tiến hóa của cơ thể Ngô Bình. Anh ngồi xếp bằng và cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Chẳng mấy chốc trời đã rạng sáng, anh có thể cảm giác được toàn bộ mã gen cấp thiên tiên mà anh bẻ khóa đã được giải phóng ra, đồng thời thân thể của anh sở hữu 3 loại năng lực đặc thù. 3 năng lực này là khả năng sửa chữa tế bào, khả năng dự trữ năng lượng và khả năng bùng nổ năng lượng. Sửa chữa tế bào có nghĩa là một khi Ngô Bình bị thương, anh có thể nhanh chóng sửa chữa nó trên tầng lớp tế bào. Ví dụ nếu chém một vết trên da anh, vết thương của anh sẽ lành lại trong vòng vài phút mà không để lại sẹo. Dự trữ năng lượng có nghĩa là Ngô Bình có thể chuyển đổi năng lượng trong cơ thể mình thành mỡ tiên, có thể được sử dụng để thay thế chất béo thông thường trong cơ thể con người. Những chất béo này tồn tại dưới da và không chỉ giải phóng năng lượng mạnh mẽ mà còn ngăn chặn các cuộc tấn công. Đây mới chỉ là giai đoạn ban đầu, khi tu vi của Ngô Bình tăng lên thì anh thậm chí có thể chuyển hóa năng lượng thành lớp vảy và phân phối chúng ở những bộ phận dễ bị tổn thương hơn trên cơ thể, chẳng hạn như vùng da gần tim. Những chiếc vảy này được gọi là vảy tiên. Bùng nổ năng lượng là đốt cháy mỡ tiên trong tích tắc, sau đó bộc phát một sức mạnh đáng sợ gấp vài lần, thậm chí gấp 10 lần sức mạnh của chính nó. Đương nhiên, năng lượng bộc phát cũng có một lực sát thương đối với bản thân, nhưng khả năng hồi phục của anh rất mạnh, cho dù có bị thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau một thời gian dài tập luyện, Ngô Bình có thu hoạch rất lớn, anh cực kỳ vui mừng. Cất lọ thuốc đi, anh cắt miếng thuốc hổ phách lớn ra. Bên trong miếng thuốc này là một thứ màu đen, thực chất là một lớp bùn đen, anh bóc lớp bùn đen ra để lộ ra một quả hồ lô vàng to bằng lòng bàn tay. Quả hồ lô này rất nặng, ít nhất phải nặng 10 đến 15 cân, nó có vẻ giống như kim loại. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật ra và thấy một luồng sáng trong quả hồ lô khiến anh chói mắt tới nỗi phải nhắm mắt lại. Anh không thể nhìn rõ nó. Cái quái gì vậy, anh lẩm bẩm và cất cái hồ lô vàng đi, đợi tu vi của mình cao hơn rồi mới tiếp tục nghiên cứu. Về phần thuốc hổ phách kia, trong đó có trứng sâu, còn có hơi thở của sinh mệnh. Đối với những thứ không biết như vậy, Ngô Bình không dám tùy tiện mở ra, đành phải tạm thời gác lại. Cuối cùng là thanh phi đao. Thanh phi đao này rất phi thường, nếu như anh không nhầm, loại ánh kiếm mà người khác không nhìn thấy của thanh phi đao nhất định có thể gây sát thương cực mạnh cho nguyên thần. Trưởng lão Đường Hy nói rằng sẽ dạy mình kỹ năng dùng phi đao. Một ngày nào đó mình sẽ học hỏi từ trưởng lão để mình có thể sử dụng thanh phi đao này. Lúc này, Lý Mai gõ cửa và bảo anh ra ngoài ăn sáng. Anh rửa mặt và đi đến nhà ăn, ông nội và bà nội, Ngô Mi, Mỹ Ngọc và Lý Mai đều ở đó. Khi Ngô Bình bước xuống, tất cả đều ngạc nhiên nhìn anh. Ngô Bình sờ sờ mặt của mình, trên mặt tôi có hoa sao? Sao mọi người đều nhìn tôi? Ngô Mi cười nói, anh à, sao mới một đêm mà anh đã béo lên vậy? Ngô Bình choáng váng, béo lên sao? Anh vội vàng đến trước chiếc gương để quan sát. Đúng vậy, chân và tay của anh rõ ràng là to hơn trước, cơ thể của anh rõ ràng đã béo hơn. Ngoài ra chiều cao của anh cũng tăng lên. Đây là sự thay đổi do quá trình tiến hóa và sự điều chỉnh lại cấu trúc trong cơ thể của anh. Ngô Bình ho khan một tiếng, nói, bà nội, đừng mua đồ ăn ngon cho cháu nữa, bà nhìn cháu béo chưa này. Tôn Ái Bình bật cười, Tiểu Bình, cháu nên ăn nhiều hơn. Con trai ăn nhiều thì mới có sức khỏe tốt. Ngô Bình cười, được rồi, cháu sẽ ăn thêm đi. Trong bữa sáng, anh ăn nhiều hơn những người khác cộng lại khiến Lý Vân Đầu và Tôn Ái Bình cười tâu toét. Lý Mai sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy một người có thể ăn nhiều như vậy, một người có thể ăn bằng 5 người. Sau khi ăn cơm xong, người hầu bưng trà tới, Lý Vân Đầu uống cạn ly trà, lướt mắt nhìn Ngô Bình và Lý Mai, nói Tiểu Bình, công trình bên bờ Giang Nam sắp khởi công. Ông định để Lý Mai đến đó chịu phụ trách về công trình này. Ngô Bình sửng sốt, anh nghĩ đó chỉ là một dự án mấy tỷ thôi, có đáng để một quản lý cấp cao như Lý Mai đến phụ trách không? Nhưng ngay sau đó, anh hiểu rằng ông nội lại giở trò, cố gắng gán ghép anh với Lý Mai. Anh định từ chối, nhưng Lý Mai nói, được, ông ơi,
vậy cháu sẽ đi với Tiểu Bình. Ngô Bình nhìn chằm chằm Lý Mai, tại sao cô ấy lại gọi mình là Tiểu Bình? Lý Mai làm ngơ và nói tiếp, ông ơi, Tiểu Bình có vẻ có rất nhiều dự án tốt trong tay. Cháu sẽ nhân cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Ngô Mi vỗ tay, được đấy. Chị Mai, chị có thể ở nhà em khi đến huyện Minh Dương, thế thì chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày. Lý Mai cười nói, được đấy Tiểu Mi, chị cũng muốn ở với em. Ngô Bình thầm thở dài, như thế thì chuyện này anh không thể từ chối được nữa. Lý Vân Đầu cười lớn, thế thì càng tốt, Tiểu Bình, cháu phải chăm sóc Lý Mai cho tốt nhé. Ngô Bình chỉ đành đồng ý. 10 giờ hơn, đoàn người lên máy bay đến huyện Minh Dương. Đây là máy bay riêng của nhà họ Lý, vô cùng xa hoa. Trong chuyến đi này, Mỹ Ngọc và Thần Chiếu đi theo Ngô Bình, Lý Mai mang theo 3 trợ lý. Trên máy bay, Lý Mai và Ngô Mi tiếp tục nói chuyện, còn Ngô Bình ngồi vào góc yên tĩnh và nhân cơ hội nghiên cứu dược điển. Anh rất tò mò về loại thuốc trong lọ bạc nhỏ, liệu bằng khả năng của mình anh có thể chế tạo ra loại thuốc này không? Chương 658, Lý Dư Hóa Rồng. Trong đầu Ngô Bình có rất nhiều kiến thức, nhưng anh chưa nghiên cứu kỹ bao giờ, nên hễ có thời gian là anh sẽ tăng tốc học ngay. 1 giờ chiều, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay huyện Minh Dương. Sau khi về đến nhà Ngô Bình, Lý Mai và Mỹ Ngọc được cả gia đình anh chào đón nồng nhiệt, Ngô Bình đang bận nên chỉ nói vài câu rồi chạy lên tầng luôn. Đồ đạc bên trong nhẫn chữ đồ đang chất như núi, anh phải lọc ra, sau đó cất những thứ ít dùng tới vào trong nhà kho. Sau đó, anh đi mua ít dược liệu, sau đó dùng nốt cho chỗ da rồng còn lại để luyện long thoái đan. Với các sinh vật có vảy mà nói thì long thoái đan là báu vật vô giá, dược liệu chính để luyện chế ra loại đan dược này là da rồng, cùng vài khoáng sản như dị biến thạch. Ngô Bình trẻ dị biến thạch làm đôi rồi mài vụn ra để luyện đan, như vậy anh có thể luyện chế ra long thoái đan phiên bản mạnh mẽ hơn, tác dụng tốt hơn long thoái đan bình thường nhiều lần. Sau khi trời tối, Ngô Bình đã luyện đan xong, thành quả là 5 viên long thoái đan nhất phẩm. Anh cầm một viên đan dược lên rồi đi tới cạnh đông hồ, sau đó bước xuống lòng hồ để tới mô đất giữa hồ. Vừa lên trên, thảm cỏ cạnh đó đã bị ai đó vén lên, một ông lão râu tóc bạc phơ chui từ trong đống cỏ ra. Ông lão nhổ nước miếng rồi mắng, ở đây lắm côn trùng thế không biết. Ngô Bình bình thản nói, ông già, ông ở lại đây chờ tôi đấy à? Ông lão lấy một cái cần câu ở thắt lưng ra rồi thả dây xuống nước. Sau đó, lão bỏ đó rồi đứng dậy nói, mấy hôm trước, có một đồ tôn của tôi đến đây, kết quả bị ai đó đánh cho thừa sống thiếu chết, là cậu đúng không? Ngô Bình cười nói, ông chính là sư tổ gì đó của Linh Tiêu phái à? Định đến đây trả thù hả? Ông lão mỉm cười, nó bị đánh là do nó yếu hơn cậu, bị thế cũng đáng đời, tôi không rảnh trả thù cho nó đâu. Ngô Bình, vậy ông đến đây làm gì? Câu cá, ông lão cười nói, ở đây có nhiều cá to lắm, tôi đến câu vài con mang về nướng. Ngô Bình trầm mặc nói, tôi đã bao cả hồ này rồi, nếu ông muốn câu cá thì phải được tôi đồng ý. Ông lão ngẩn ra, cậu bao hết cả hồ này ư? Không được à, Ngô Bình nói. Ông lão gài đầu nói, hồ này rộng như vậy, nếu cậu bao hết chắc tốn cả đống tiền đấy nhỉ? Nghe thấy thế, Ngô Bình nghĩ mình cần phải bao hết nơi này thật, vì thế anh đã gọi ngay cho thị trưởng La Duy Khang của Vân Đình. Sau khi chào hỏi vài câu, Ngô Bình vào thẳng vấn đề, Lý thị của Vân Đông định phát triển dự án Giang Nam Thủy Ngạn ở đây, tôi kiến nghị họ thêm luôn Đông Hồ vào dự án. La Duy Khang được như ngày hôm nay là nhờ cả vào Ngô Bình nên lập tức cười nói, chuyện nhỏ, cậu cứ bảo họ lên đây làm thủ tục là xong. Ngô Bình gật đầu, được, cảm ơn thị trưởng La, hôm nào rảnh tôi sẽ mời ông đi ăn. Ngắt máy xong, Ngô Bình nhìn ông lão rồi nói, nghe thấy chưa? Giờ đây là hồ nhà tôi rồi. Ông lão cười lạnh nói, giàu đấy. Ngô Bình, ông thu cần câu rồi rời khỏi đây ngay. Ông lão, nếu tôi không đi thì sao? Ngô Bình, giờ ông không đi thì lát không còn cơ hội đâu. Cậu dọa tôi à, ông lão bật cười, khí tức toàn thân tỏa ra. Cảnh giới địa tiên tầng thứ nhất, tu vi cao phết, Ngô Bình không hề ngạc nhiên chút nào. Ngô Bình vừa nói dứt câu, đã có một bóng người đáp xuống, đó chính là Thần Chiếu. Thần Chiếu đứng cách ông lão khoảng 3 mét rồi nhìn lão chằm chằm. Ban đầu, ông lão còn đối mắt với Thần Chiếu, nhưng một lát sau trán lão đã mướt mồ hôi. Ngay sau đó, lão đã chắp tay với Thần Chiếu, xin hỏi quý danh của tiên sinh. Thần Chiếu đáp, Thần Chiếu, tôi đoán ông đột phá lên cảnh giới địa tiên chưa tới 10 năm đúng không?
Ông lão cúi đầu nói, đúng, tôi mới đột phá được 9 năm. Thần Chiếu, cậu chủ nhà tôi bảo ông đi, sao ông còn chần chừ? Ông lão phối hợp ngay, vâng, tôi đi ngay đây. Thần Chiếu, nhanh lên. Ông lão không dám nhiều lời mà rời đi ngay, vừa đi được một đoạn thì lão cao giọng nói, tôi là Dương Minh Không của Linh Tiêu Phái, hôm khác sẽ tới chơi sau. Thần Chiếu nhíu mày định đuổi theo. Nhưng Ngô Bình đã cản ông ấy lại rồi nói, thôi, không có ân oán gì thì tha cho lão ta. Thần Chiếu hỏi, cậu chủ đến đây làm gì? Ngô Bình huýt sáo, mặt hồ lập tức gợn sóng, một con cá chép to oành ngoi lên. Nhìn thấy nó, Thần Chiếu nghiêm mặt rồi cảnh giác nói, cậu chủ cẩn thận, nó là yêu đấy. Ngô Bình, gì mà căng thẳng thế, nó là Lý Dư, thú cưng của tôi đấy. Thần Chiếu ngẩn ra, nuôi một con yêu quái làm thú cưng ư. Ngô Bình ném một viên long thoái đan cho Lý Dư rồi nói, uống đê rồi tu luyện cho cẩn thận, để ta xem ngươi có làm ta ngạc nhiên được không. Lý Dư mừng quính, sau đó nuốt đan dược ngay rồi chìm xuống nước. Thần Chiếu hỏi, cậu chủ, tôi thấy nội đan của con yêu ngư này đã trưởng thành rồi, thực lực của nó khéo chẳng kém gì tôi đâu. Ngô Bình cười hỏi, ông thần, ông đã nghe câu cá chép vượt long môn chưa? Ngô Bình nói tiếp, thật ra cá chép vượt long môn không phải tự nhiên mà có. Tất cả các loài có vảy đều có thể tiến hóa thành rồng, thậm chí còn dễ hóa rồng hơn các động vật khác. Nhưng quá trình cá chép hóa rồng rất phức tạp, bước thứ nhất nó phải thành thuồng luồng đã. Thần Chiếu, thuồng luồng ư? Ngô Bình, thuồng luồng vừa giống con trùng vừa giống rồng, cảnh giới này ngang với nhân tiên, vì nhân tiên cũng là nửa người nửa tiên. Thần Chiếu, sau khi thành thuồng luồng rồi thì có thể chính thức hóa rồng ư? Ngô Bình, đúng, sau vài lần tiến hóa thì thuồng luồng sẽ chính thức hóa rồng. Thần Chiếu sáng mắt lên nói, tôi chưa thấy thuồng luồng bao giờ, cậu chủ giỏi quá, có thể giúp cá chép biến thành thuồng luồng. Ngô Bình, còn chưa biết có thành công hay không đây? Ngô Bình đứng cạnh hồ đến tận tối, Lý Dư chưa có sự thay đổi gì nên anh chưa về. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, mà ngồi tu luyện trên bờ. Tổ hợp bài luyện thể tiếp theo có 4 thức, nhưng anh chưa thi triển được. Lần này, anh sắp đột phá rồi, sau đó sẽ tu luyện tiếp. Sau đó, Ngô Bình ngồi tập bài luyện thể trước đó, rất nhiều các sức mạnh của tự nhiên dội vào người anh, giúp anh tôi luyện thể xác và linh hồn. Cứ thế liên tiếp 3 ngày 3 đêm, sáng sớm nay mặt nước bắt đầu gợn sóng, một cái bóng màu đỏ trầm ngoi lên, sau đó bay vút lên mặt nước. Ngô Bình nhìn kỹ thì thấy là một con đại xà dài hơn chục mét, thân to như cái thùng nước, vảy trên người nó có màu đỏ trầm đang phát sáng. Eng! Con đại xà kêu lên, sau đó đáp xuống trước mặt Ngô Bình rồi cuộn tròn người lại dưới chân anh. Ngô Bình quan sát nó thì thấy nó không phải đại xà, mà là thuồng luồng. Thân nó mọc hai cái móng vuốt, đầu cũng nhô sừng lên. Ngô Bình vỗ đầu nó rồi cười nói, được đấy, không làm tao thất vọng, cuối cùng cũng hóa thuồng luồng rồi. Chương 659, luyện chế bổ thần đan. Thần Chiếu vô cùng chấn động, ông ấy đi tới cạnh con thuồng luồng, định chào hỏi nó. Ai ngờ nó bỗng ngoái lại rồi nhìn ông ấy bằng đôi mắt lạnh băng, đến chân nhân cảnh giới địa tiên như Thần Chiếu cũng phải hết hồn, người cứng đờ, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Ngô Bình đập vào đầu con thuồng luồng rồi mắng, mày định ra oai với ai hả? Con thuồng luồng như có vẻ tủi thân lắm, nó cúi đầu xuống như muốn nói, tôi có quen ông ta đâu. Lúc này, Thần Chiếu ngạc nhiên nói, cậu chủ, nó có thiên bẩm thông thiên. Động vật sau khi tiến hóa, đôi lúc sẽ có một vài thần thông, nhất là loài có vảy hóa thuồng luồng thì khả năng có thần thông càng cao hơn. Thật ra, con người cũng vậy, tu vi của Ngô Bình tiến vào cảnh giới nhân tiên đỉnh phong, anh trở thành thần quân thì cũng có thiên bẩm thần thông. Ngô Bình tò mò hỏi, Lý Dư, phép thần thông của mày là gì? Con thuồng luồng nói tiếng người, chủ nhân, tôi có hai phép thần thông, là thuật định hồn và thuật xé rách. Ngô Bình, mày vừa thi triển thuật định hồn đấy hả? Thử thi triển cái thuật xé rách cho tao xem nào. Con thuồng luồng nhìn về phía mặt hồ, vừa hay có một con cá bơi ngang qua, sau đó chợt đứng yên, sau đó người tách ra làm đôi, như bị một sức mạnh khủng khiếp nào đó bổ đôi người. Ngay sau đó, đã có nhiều các con cá nhỏ bơi tới xơi tái con cá kia. Ngô Bình cười nói, Lý Dư, tu vi của mày khéo còn cao hơn cả cường giả cảnh giới địa tiên tầng thứ 5 rồi. Thần Chiếu nói, đúng, nếu tu vi của nó tăng thêm một bậc nữa, luyện ra được giao đan thì nó còn thành chân quân ấy chứ. Ngô Bình lấy long châu ra rồi ném vào miệng Lý Dư, sau đó xoa đầu nó, tu luyện chăm chỉ vào, tao đang mong ngày mày hóa rồng đấy.
Thần Chiếu và Ngô Bình ra về, chờ họ đi rồi, con thuồng luồng nhìn theo bóng Ngô Bình rồi nói, chủ nhân có ơn rất lớn với tôi phải báo đáp người sau đây. Các loài có vẻ có cảm xúc rất đơn giản, ai có ơn với chúng thì chúng trả ơn, có thù thì trả thù, nó đang rất cảm kích Ngô Bình nên chỉ muốn báo đáp anh. Về tới nhà, Ngô Bình đi ngủ luôn một mạch tới trưa hôm sau. Sau khi ngủ dậy, anh vào phòng luyện đan ngay, bắt đầu luyện đan dược khôi phục thần hồn cho Thần Chiếu. Loại đan dược này có tên là bổ thần đan, cần dùng các dược liệu quý để luyện chế. Khi luyện đan, Ngô Bình đã thêm vun tinh thạch linh hồn vào, để nâng cao hiệu quả cho đan dược. Hơn một tiếng sau, anh mới rời khỏi phòng luyện đan với ba viên bổ thần đan trong tay. Thần Chiếu nhận lấy đan dược bằng hai tay rồi kích động nói cảm ơn cậu chủ. Ngô Bình, nhà số một Đông Hồ khá yên tĩnh, ông sang đó mà tu luyện, chờ thần hồn khôi phục rồi thì tới tìm tôi. Thần Chiếu rời đi, sau đó được Cương Tử dẫn tới nhà bên kia. Lúc này, xe của Lý Mai đã tiến vào sân, cô ấy lấy một đống tài liệu ra rồi hỏi Ngô Bình, cậu định cho Đông Hồ vào dự án à? Ngô Bình gật đầu, trên thành phố gọi cho cô rồi hả? Lý Mai, hôm qua, tôi tìm cậu để xác nhận lại mà chẳng thấy cậu đâu, gọi điện thoại cũng không được nên tôi đành ký hợp đồng trước. Ngô Bình, thêm Đông Hồ vào thì phiền phức lắm à? Lý Mai gật đầu, huyện Minh Dương có hơn 1 triệu dân, quy mô này không thể chịu được dự án lớn vậy đâu. Ngô Bình chỉ nhất thời nổi hứng nên nói, nếu không được thì thôi. Lý Mai bật cười, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách, hôm qua tôi đã nói chuyện với La Duy Khang rồi. Tôi thấy con người ông ấy cũng được, vài dự án tôi đang giữ có thể thực hiện ở đây. Huyện mà có dự án thi công thì sẽ có nhân công, mà có nhân công thì họ sẽ mua nhà ở đây. Chúng ta có thể giảm giá cho họ, để nâng cao lượng tiêu thụ của mình. Ngô Bình nói, Ngô Hữu Dung và dự án lớn hơn 50 tỷ, nhà máy thuốc của Lý Quảng Long, cùng các công ty mà tôi đầu tư cũng sẽ mở rộng kinh doanh, đến lúc đó cũng cần thêm nhân công. Lý Mai nói, vì thế dự án Giang Nam Thủy Ngạn của chúng ta chắc chắn kiếm được tiền. Ban đầu, Lý Vân Đầu chỉ định xây một căn biệt thự lớn cho cháu mình thôi, tiện thể xây thêm mấy căn nhà, chứ không có ý định kinh doanh. Nhưng bây giờ, nếu dự án thi công theo lối này thì lợi nhuận sẽ rất khả quan. Lý Mai lấy một bản thiết kế mới nhất ra cho Ngô Bình xem, anh thấy nhà trong dự án này trải dài 5 cây số khắp hai bên bờ của Đông Hồ. Để tiện cho việc đi lại, họ còn phải xây dựng 3 cây cầu lớn. Lý Mai định xây dựng Đông Hồ thành khu tham quan. Không chỉ thấy, chi nhánh bệnh viện của huyện nhất cũng sẽ được xây dựng gần đây. Như vậy thì dự án này còn có thể thu hút người ở Vân Đỉnh đến mua nhà. Cả dự án ước tính đầu tư hết 15 đến 20 tỷ, tổng diện tích xây dựng là 3 triệu mét vuông, giá nhà đất hiện giờ ở huyện này là 10.000. Ngô Bình xem qua kế hoạch rồi nói, cô thấy được thì cứ làm thôi. Lý Mai rất bận, bàn bạc với Ngô Bình xong là lại chạy ngay. Hôm nay là tới ngày đi học nên Ngô Bình sẽ đưa Ngô Mi đến trường. Đã vào học kỳ 2 của lớp 11, cô bé cần hoàn thành nốt chương trình học. Khi lên lớp 12, chủ yếu là ổn tập, vì thế trường học yêu cầu phụ huynh tới dự buổi họp chung. Khi Ngô Bình đến trường thì đã là 3 rưỡi chiều, anh và các vị phụ huynh khác ngồi trong một phòng học lớn, còn các học sinh thì ngồi bên trên. Ngô Bình vừa ngồi xuống thì cũng có người ngồi cạnh ngay, đó chính là Vương Hiến Sâm. Vương Hiến Sâm cười nói, cậu Ngô, cậu cũng đến à? Ngô Bình gật đầu, ông Vương, thành tích của con gái ông thế nào? Vương Tường và Ngô Mi học chung lớp. Vương Hiến Sâm đáp, thành tích của Tường Tường cũng khá, đứng trong top 3, nhưng chắc chắn không so với Ngô Mi được. Ngô Bình, thế là giỏi rồi, ông về động viên cô nhóc cứ thế phát huy, kiểu gì cũng đỗ các trường top đầu. Vương Hiến Sâm lắc đầu, hy vọng không lớn, nhưng cũng không sao, Đại học Hải Thành cũng tốt. Lại gần nhà. Hai người trò chuyện một lúc thì giáo viên chủ nhiệm đến, sau vài câu chào hỏi thì bắt đầu buổi họp. Các cuộc họp phụ huynh thường rất nhạt nhẽo, Ngô Bình nghe một lúc rồi lấy điện thoại ra rủ Vương Hiến Sâm chơi điện tử cùng. Anh chưa chơi xong một ván thì có một cậu học sinh cao lớn đạp cửa lớp, cậu ta rất đẹp trai, chỉ khoảng 17 tuổi, để tóc dài, trên người có mùi thuốc lá. Cậu ta vừa vào, tất cả các bạn học sinh nữ đều hoan hô. Rõ ràng cậu ta chính là nam thần trong mắt các bạn nữ. Cậu học sinh ngồi vào chỗ phía sau Ngô Mi, nhưng cô nhóc mặc kệ, như thể không thích cậu bạn này cho lắm. Ngô Bình không còn hứng chơi điện tử nữa, mà nói nhỏ, ông Vương, cậu nhóc kia đẹp trai nhỉ, sớm muộn cũng gây họa. Ngô Bình không muốn Ngô Mi yêu đương khi đang học cấp 3,
vì thế anh đã khoanh cậu học sinh kia vào phạm vi cần lưu ý. Vương Hiến Sâm liếc nhìn rồi nói, cậu yên tâm, cậu nhóc ấy có lai lịch lớn lắm, chỉ học ở đây một tháng thôi. Ngô Bình hỏi, ông biết cậu ấy à? Vương Hiến Sâm, có mấy nhân vật lớn mới tới huyện mình mà cậu không biết à? Ngô Bình, ai thế, có chuyện gì à? Vương Hiến Sâm lắc đầu, tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết họ có lai lịch lớn lắm. Ngô Bình nổi hứng hỏi, kể tôi nghe xem nào. Vương Hiến Sâm không chơi điện tử nữa mà nói, có một người họ Lâm, tên là Lâm Vĩnh Lược, đại gia hải ngoại, có sản nghiệp ở các châu lục. Người thứ hai họ Thái, là đại gia ở Hải Thành. Nghe thấy hai họ này, Ngô Bình hơi ngờ vực, anh chợt nghĩ tới Thanh Môn. Chương 660, chuyện kỳ lạ. Thanh Môn có Lâm Tổ và một đại lão Thái Hưng. Anh hỏi, hai người đó đến huyện mình làm gì? Vương Hiến Sâm lắc đầu, tôi không biết, nhưng họ đều mua nhà ở ngoại ô rồi, còn là hàng xóm của nhau nữa. Nơi ở của họ được canh phòng nghiêm ngặt, muốn vào phải có giấy phép đấy. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Ngô Bình nghe thấy giáo viên chủ nhiệm gọi tên mình. Anh của Ngô Mi, thành tích của Ngô Mi rất xuất sắc. Trong cuộc thi lần trước đã đứng đầu thành phố, điểm còn bỏ xa bạn đứng thứ hai. Mọi người hãy hoan hô Ngô Mi, và học tập theo bạn ấy nhé. Ngô Bình cảm thấy các phụ huynh khác đều đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Một phụ huynh lên tiếng, anh trai Ngô Mi này, cậu cũng tốt nghiệp đại học chứ? Có Ngô Mi ở đây nên Ngô Bình không thể quá khiêm tốn được, anh lập tức tô điểm thêm cho thân phận của mình, tôi tốt nghiệp ngành bác sĩ và tiến sĩ dược học ở Đại học Hoa Thanh. Các vị phụ huynh ở xung quanh lập tức tỏ vẻ coi trọng, sau đó đòi xin số điện thoại của Ngô Bình, mong sau này được anh chỉ bảo. Vì thế Ngô Bình liếc Vương Hiến Sâm. Ông ta lập tức lấy điện thoại của mình ra rồi nói, xin lỗi mọi người, cậu chủ nhà tôi bận lắm, các vị có việc gì thì cứ gọi cho tôi, chúng ta trao đổi số điện thoại nào. Mọi người đều ngạc nhiên hỏi, anh Ngô Mi là sếp của ông Vương ư? Vương Hiến Sâm cười đáp, đúng rồi, tôi làm ăn được như giờ là nhờ cả vào cậu chủ nhà tôi mà. Sau khi Vương Hiến Sâm thêm số điện thoại của cả đống người xong, Ngô Bình hỏi, dạo này ông làm ăn thế nào? Vương Hiến Sâm, mối làm ăn cậu giới thiệu cho tôi lần trước quá ngon, giờ tôi vừa làm vừa chơi. Ngô Bình, con người phải có chí tiến thủ, dự án Giang Nam Thủy Ngạn sắp tới, tôi sẽ cho ông tham gia. Vương Hiến Sâm sáng mắt lên, thật ư. Ngô Bình, nhưng phải đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu cho tôi đấy. Vương Hiến Sâm cười nói, cậu yên tâm, dù không có lãi, tôi cũng không dám lơ là mảng chất lượng đâu. Vương Hiến Sâm vô cùng kích động. Ông ta có nghe nói về dự án này rồi, nếu được làm nhà cung ứng nguyên vật liệu cho dự án thì ít nhất ông ta cũng lãi được cả tỷ. Lúc này, cậu học sinh nam ngồi sau Ngô Mi chợt giơ tay vỗ vai cô bé. Ngô Mi quay lại hỏi cậu ta, có việc gì? Cậu bạn mỉm cười nói, hình như cậu không ưa tôi nhỉ? Ngô Mi, cậu nghĩ nhiều rồi, chúng ta mới nói chuyện lần đầu, cậu dựa vào đâu mà nói thế? Cậu bạn thở dài nói, chắc tại tôi đẹp trai quá. Nên cậu phải nâng cao cảnh giác, để không thích tôi chứ gì. Ngô Mi cười lạnh, cảm giác của cậu hay thật đấy, nhưng cậu nghĩ nhiều rồi, dứt lời, cô bé quay đi luôn. Cậu bạn lại định vỗ vai Ngô Mi tiếp, nhưng chợt có một bàn tay đặt lên vai mình, ngay sau đó mặt cậu ta tái nhợt, trán mướt mồ hôi. Cậu ta cắn răng, cố gắng chịu được 3 giây rồi nói, xin dừng tay. Ngô Bình cúi xuống nhìn vào mắt cậu ta, nhóc, bạn nữ này là em gái tôi nên cậu đừng có chồng nghẹo. Không là tôi phế tu vi của cậu luôn đấy. Thì ra, cậu nhóc này đã có tu cảnh giới khí đại chu thiên. Cậu bạn gật đầu ngay, vâng ạ. Ngô Bình, tên gì? Cậu nhóc, Lâm Thiếu Dũng. Ngô Bình, Lâm Tổ của Thanh Môn là gì của cậu? Lâm Thiếu Dũng biến sắc mặt hỏi, anh biết ông nội tôi ư? Ngô Bình, trả lời câu hỏi. Lâm Thiếu Dũng, vâng. Ngô Bình, Lâm Vĩnh Lượng liên quan gì đến cậu? Là bố tôi. Lâm Thiếu Dũng đáp. Ngô Bình, về bảo Lâm Vĩnh Lượng tối nay đến nhà tôi giải thích lý do đến huyện Minh Dương. Lâm Thiếu Dũng cả kinh, người này biết rõ thân phận của bố cậu ta mà vẫn dám làm thế, rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình thả lỏng tay rồi về chỗ ngồi, những người khác nhìn hành động của anh chỉ thấy giống như đang nói chuyện với Lâm Thiếu Dũng nên không ai nghĩ gì nhiều. Vương Hiến Sâm đã biết sức mạnh của Ngô Bình nên nhỏ giọng hỏi, cậu Ngô, cậu cảnh cáo nó đấy à? Ngô Bình, tôi bảo cậu ta chuyển lời tới Lâm Vĩnh Lược, tối đến nhà tôi giải thích việc họ xuất hiện ở đây. Vương Hiến Sâm ngẩn ra, cậu bảo Lâm Vĩnh Lượng đến nhà ư. Người ta có nghe không?
Ngô Bình, ông chỉ bia người đó là đại gia thôi, chứ không biết cũng là người trong giang hồ. Huyện Minh Dương là địa bàn của tôi, đố ông ta dám cãi. Ngô Bình đã ở cảnh giới nhân tiên, thực lực mạnh hơn hẳn những người cùng cảnh giới. Nếu không được anh cho phép thì không một cao thủ nào được xuất hiện ở đây. Nó cũng giống như quy tắc của loài sư tử trên thảo nguyên, mỗi con sư tử đực đều có lãnh thổ của mình, nếu có con dã thú nào xâm phạm thì sẽ bị cảnh cáo, hay thậm chí bị giết. Vương Hiến Sâm dựng ngón tay cái, quá oách. Buổi họp phụ huynh kết thúc thì cũng hơn 5 giờ chiều, Ngô Bình cưỡi xe đạp điện chở Ngô Mi về nhà. Khi về tới cửa thì anh nghe thấy có người gọi mình. Ngô Bình. Ngô Bình ngoái lại thì thấy là Bạch Băng. Cô ấy đang đứng vẫy tay với anh. Ngô Bình lái xe tới đó rồi cười nói, chị Băng. Bạch Băng cười nói, về nhà à? Ngô Bình, vâng, năm nay chị không ăn Tết ở đây à? Bạch Băng, dù chị mua được nhà rồi, nhưng vẫn chưa lắp đặt gì nên đành về quê vậy. Sau đó, cô ấy hỏi, tối em rảnh không? Chị mời em đi ăn. Tối nay, Ngô Bình rảnh nên anh gật đầu ngay, vâng. Bạch Băng, vậy 7 giờ ở quán cà phê Khinh Ngữ nhé. Tạm biệt Bạch Băng xong, Ngô Mi chẹp miệng nói, anh ơi, cô Bạch thích anh đấy. Ngô Bình ngẩn ra, trẻ con đừng ăn nói linh tinh. Thật mà, anh nhìn ánh mắt của cô ấy mà xem, chan chứa tình cảm luôn, Ngô Mi quan sát phản ứng của Ngô Bình rồi nói, anh, hay anh với cô ấy thành một cặp rồi. Ngô Bình cốc vào đầu cô bé, còn nói linh tinh nữa là anh nhéo tai em đấy. Ngô Mi cười xòa, anh giỏi thế thì cô Bạch thích anh cũng là bình thường, nhưng anh định làm thế nào? Còn chị Thanh Nghiên, chị Tử Di, chị Nhược Tuyết, chị Băng Vân, thế cuối cùng anh thích ai? Ngô Mi kể một loạt các vấn đề mà Ngô Bình đang đau đầu nhất ra, anh lườm cô bé, chuyện của người lớn, em xen vào làm gì? Ngô Mi bĩu mũi rồi không thèm nói nữa. Ngô Bình đưa cô bé về nhà rồi lại tới Đông Hồ. Lý Dư lập tức ngoi lên rồi nhả hai viên châu to như nắm đấm vào tay Ngô Bình. Ngô Bình ngạc nhiên rồi quan sát thật kỹ, đây toàn là linh châu, tuy không quý như linh châu ngũ hành, nhưng cũng rất hiếm có. Anh hỏi, Lý Dư, ở đâu ra thế? Lý Dư, chủ nhân, hôm qua tôi ra biển, sau đó đã giết hai con trai tinh rồi lấy được đó. Sau khi hóa thuồng luồng, phạm vi săn mồi của Lý Dư đã rộng hơn, nó đã có thể ra biển chơi rồi săn các con động vật biển. Ngô Bình nổi hứng hỏi, chỗ nào đấy? Người có phát hiện gì không? Chương 661, thuồng luồng ra biển. Lý Dư, chủ nhân, tôi chưa ra biển bao giờ, sau lần đó, tôi mới biết thế giới rộng lớn thế nào. Ở sâu dưới lòng biển có rất nhiều sinh vật hung hãn, có nhiều con tôi chẳng dám động vào. Trên đường về, tôi còn bị một con cá mực khổng lồ tập kích, nếu không phải tôi nhanh trí thì chắc đã thành mồi ngon trong bụng nó rồi. Ngô Bình, cá mực khổng lồ ư? Nó to lắm à? Lý Dư, một cái xúc tu của nó còn to hơn người tôi. Ngô Bình, nào nào, người hãy dắt ta đi, để ta xử lý con cá mực ấy. Lý Dư mừng rỡ, vâng, có chủ nhân giúp đỡ thì nó chết là cái chắc. Ngô Bình cũng rất muốn thử ra biển nên nói, để ta về mua du thuyền rồi chúng ta cùng ra biển. Lý Dư, không cần du thuyền đâu ạ, tôi có thể cõng chủ nhân đi. Ngô Bình liếc mắt, ai cần ngươi cõng? Anh nói, mấy ngày tới đừng có chạy lung tung, tập trung tu luyện đi. Lý Dư vội nói, vâng ạ. Ngô Bình ở lại với Lý Dư thêm một lát rồi tới quán cà phê Khinh Ngữ, khi anh đến thì đã thấy Bạch Băng ngồi chờ trong quán rồi. Chị Băng, Ngô Bình mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đối diện. Xung quanh hai người có rất nhiều chậu cây, cùng với điệu giang du dương, khiến bầu không khí rất lãng mạn. Bạch Băng cười nói, Ngô Bình, chuyện lần trước chị vẫn chưa chính thức cảm ơn em. Ngô Bình xua tay, chuyện nhỏ mà chị. Bạch Băng, nhưng lại là chuyện rất lớn với chị đấy. Cuối cùng thì mẹ chị cũng yên lòng rồi, bà biết là em giúp nên cảm kích em lắm. Ngô Bình cười nói, bác gái khỏe hơn chưa chị? Bạch Băng gật đầu, nhờ em chữa chị lần trước, mà giờ mẹ chị khỏe hơn nhiều rồi. Ngô Bình, có gì cần giúp thì chị cứ bảo em nhé. Bạch Băng, chị đã phiền em nhiều chuyện rồi. Nói rồi, cô ấy lấy một chiếc hộp gỗ rất đẹp ra. Bên trong chiếc hộp có một con ve ngọc như thật, cánh ve mỏng tang trông rất sống động. Ngô Bình cười nói, gì thế chị? Bạch Băng, đây là vật quý mà bố chị cất giữ khi còn sống, khi nhà nợ nần nhiều, bố chị đã mang hết đồ giá trị đi cầm cố, chỉ giữ lại duy nhất thứ này. Mẹ chị bảo, em là ân nhân của gia đình chị nên muốn tặng nó cho em làm kỷ niệm, hy vọng em sẽ nhận lấy. Ngô Bình vội xua tay, đây là kỷ vật của bố chị,
chị hãy giữ lại, em không nhận đâu. Bạch Băng, Ngô Bình, em cứ cầm đi, vì nó ở nhà chị cũng không phát huy được tác dụng. Cô ấy nói tiếp, trước khi qua đời, bố chị bảo con ve ngọc này là bảo vật vô giá, ông còn để lại một phong thư. Cô ấy lấy mấy tờ giấy trong túi ra đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy đọc rồi không khỏi chấn động. Nội dung trong bức thư là tổ tiên nhà họ Bạch từng là một gia tộc thịnh vượng, sau này vì có được con ve ngọc mà liên tục gặp tai ương. Về sau, hơn 500 người của nhà họ Bạch chỉ có đúng một người sống sót, khi đi vẫn cầm theo con ve này. Cứ thế, con ve đã truyền tới đời của bố Bạch Băng. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy con ve ngọc này được làm rất tinh xảo, nếu làm vỡ vỏ ngoài của nó thì phần bên trong sẽ vụn nát hết. Bên trong được khắc những con chữ và tranh vẽ rất nhỏ, toàn là chữ tiên, nội dung đại khái là cách tìm thấy tiên phủ Quảng Thành. Tiên phủ Quảng Thành, Ngô Bình như có điều suy nghĩ rồi nói với Bạch Băng, thứ này đúng là rất quý, chị tặng em thật à. Bạch Băng gật đầu, chị giữ nó cũng chẳng để làm gì, nếu em phát hiện ra giá trị của nó thì chị thấy rất vui. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cười nó, vậy em xin nhé, em cũng tặng chị một món quà. Anh lấy một chuỗi hạt châu ra. Chuỗi hạt châu này làm bằng dược phách, nó đã hấp thu linh dược nghìn năm nên có tác dụng như dược liệu, tiếp xúc lâu ngày với nó sẽ rất tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, chuỗi hạt châu còn phát ra ánh sáng rất đẹp. Bạch Băng sáng mắt lên, đẹp quá. Ngô Bình, chị nhận cho em vui nhé. Bạch Băng cầm lấy rồi đeo lên cổ tay, chị xin. Ngô Bình lấy một cái bát ngọc và một hạt linh châu ra rồi bóp nát hạt châu vào bát. Anh cho bột linh châu vào chiếc bát ngọc, được hẳn nửa bát, sau đó anh lấy một chiếc bình ngọc ra rồi đổ hết bột linh châu vào rồi đưa cho Bạch Băng. Chị Băng, đây là bột ngọc trai cực phẩm, chị lấy một ít hòa vào nước ấm uống mỗi ngày có thể giữ gìn nhan sắc và sức khỏe. Viên linh châu này rất quý, hiệu quả lại thần kỳ, ngoài ra không cần pha chế, có thể dùng ngay, hiệu quả không kém gì linh đan. Bạch Băng, tốt thế cơ à? Bạch Băng dùng móng tay gợi một ít bột rồi gọi nhân viên phục vụ bưng cho một ly nước ấm. Sau đó, cô ấy bỏ bột ngọc trai vào, một mùi hương thanh mát bốc lên, nước đã chuyển sang màu xanh nhạt. Cô ấy tròn mắt nói, thần kỳ quá, uống được không vậy? Ngô Bình cười nói, chị uống thử đi. Bạch Băng nhấp một ngụm thì thấy nước có vị ngọt thanh và hơi mặn. Cô ấy cười nói, uống cũng được. Ngô Bình, chị nhớ đừng uống nhiều. Không là cơ thể không hấp thu được đâu, lãng phí lắm. Bạch Băng không bận tâm lắm nên chỉ gật đầu lấy lệ. Hai người trò chuyện đến 10 giờ mới ra về, Ngô Bình tiễn Bạch Băng về ký túc rồi mới về nhà. Có một người đàn ông như pho tượng đứng ở cổng nhà anh. Ngô Bình vừa đến, Cương Tử đã nhảy ra nói, cậu chủ, người này chờ cậu hơn một tiếng rồi, bảo là muốn gặp cậu. Ngô Bình rồi nói, mời vào. Cương Tử đi ra rồi nói, cậu chủ nhà tôi về rồi, mời ông vào. Người đàn ông được mời vào phòng khách, ông ấy ngẩng lên nhìn Ngô Bình rồi nói, Lâm Vĩnh Lượng tham kiến cậu Ngô. Ngô Bình quan sát ông ấy, tôi nghe nói có mấy nhân vật lớn đến đây, ông là một trong số đó. Nói đi, các người đến đây làm gì? Lâm Vĩnh Lượng lúng túng nói, cậu Ngô là chủ nơi này mà không biết ư. Ngô Bình, tôi mà biết thì còn hỏi ông làm gì? Lâm Vĩnh Lượng gật đầu, xem ra cậu Ngô không biết thật. 7 ngày trước, các nhân vật lớn đã họp suốt đêm rồi bí mật lập một kế hoạch. Ngô Bình, kế hoạch gì? Lâm Vĩnh Lượng, lấy huyện Minh Dương làm trung tâm, thêm 4 huyện lân cận nữa rồi xây dựng thành một khu vực mới cấp tỉnh tên là khu Hưng Long. Hưng Long chiếm diện tích hơn 5.000 km², sau này sẽ là nơi phát triển mảng xe hơi, y dược. Ngô Bình ngẩn ra. Anh không ngờ đến chuyện này nên hỏi, ông biết lý do vì sao nơi này được chọn không? Lâm Vĩnh Lượng, vì đọc ngược lại tên của nơi này là Long Hưng có nghĩa là Hưng Thịnh. Ngô Bình giật mình, Long Hưng, ý ông là nơi này sẽ trở thành nơi Hưng Thịnh ư? Lâm Vĩnh Lượng gật đầu, đúng, thiên sư và các quốc sư đều cho rằng sau này huyện Minh Dương sẽ là vùng Hưng Thịnh. Chương 662, khu mới. Ngô Bình ngạc nhiên, vùng đất Hưng Thịnh ư? Vùng đất Hưng Thịnh là chỉ một nơi bắt đầu của một thời đại nào đó. Đương nhiên nó còn một ngụ ý khác là nơi chân long ra đời. Lâm Vĩnh Lượng, cấp trên rất coi trọng lời nói của quốc sư và thiên sư, vì thế đã lập kế hoạch ngay lập tức. Ngô Bình, ông biết nội dung của kế hoạch không? 10 năm sau, thủ đô sẽ chuyển đến đây, nhưng chắc chắn khi ấy Hưng Long đã trở thành một vùng kinh tế lớn mạnh rồi. Ngô Bình, vậy Thanh Môn các người xuất hiện ở đây để bày binh bố trận trước à? Lâm Vĩnh Lượng, đương nhiên,
ai cũng biết hành động càng sớm thì được lợi càng nhiều mà. Ngô Bình, có nhiều người biết chuyện này không? Lâm Vĩnh Lượng, tạm thời thì không, nhưng rồi họ sẽ biết thôi. Tôi cứ tưởng cậu Ngô biết rồi, vì cậu đã xin cấp phép cho dự án Giang Nam Thủy Ngạn mà. Ngô Bình chớp mắt nói, tôi ăn may thôi. Lâm Vĩnh Lượng, cậu Ngô là bậc kỳ tài, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Ngô Bình cười lạnh nói, trước Lâm Tổ đòi giết tôi, giờ các người lại chạy tới địa bàn của tôi kiếm ăn, ông nghĩ tôi có đồng ý không? Lâm Vĩnh Lượng nghiêm túc nói, cậu Ngô, giờ bố tôi không tiện đến đây, sáng mai ông sẽ đích thân tới xin lỗi cậu. Ngô Bình, được, tôi chờ. Hai người trò chuyện thêm một lát rồi Lâm Vĩnh Lượng ra về. Ông ấy đi rồi, Ngô Bình trai ngay đi tìm Lý Mai. Lý Mai đang đắp mặt nạ nên hỏi, Tiểu Bình, có chuyện gì thế? Ngô Bình cười nói, thông báo cho cô một tin tốt, chỗ chúng ta sắp thành khu kinh tế mới rồi. Lý Mai ngẩn ra, tin chuẩn không? Mau nói rõ cho tôi nghe. Ngô Bình kể lại những gì mình biết, giá nhà của dự án mình chắc phải tăng đột biến. Lý Mai gọi luôn cho trợ lý rồi nói, tôi không cần biết anh làm thế nào, nhưng ngày mai phải mua hết biệt thự ở Đông Hồ cho tôi. Ai không chịu bán thì cứ tăng tiền lên. Hình như trợ lý đã quen với phong cách của Lý Mai nên gật ngay, vâng. Lý Mai, à, đừng tiếc vốn, cứ tiếp tục mua tiếp đất ở huyện này và bốn huyện xung quanh, càng nhiều càng tốt. Trợ lý cười trừ, nhưng vốn của mình có hạn ạ. Lý Mai nhìn Ngô Bình rồi cười nói, Tiểu Bình, cậu còn tiền không? Ngô Bình thở dài, còn, nhưng không nhiều đâu. Thật ra anh còn hơn 100 tỷ. Lý Mai, anh bỏ một nửa vốn, tập đoàn bỏ một nửa. Chúng ta phải nhanh chóng mua hết khu này. Ngô Bình, được, cô cần bao nhiêu? Lý Mai ngẫm nghĩ, hiện giờ khoảng 3 triệu một mẫu đất, chúng ta cần 10.000 mẫu, vị chi là 180 tỷ. Ngô Bình gật đầu, được, tôi sẽ bỏ 90 tỷ. Lý Mai, đây mới là tiền mua đất, sao còn chi phí xây dựng nữa, nhưng một khi giá đất tăng, mình có thể thế chấp để vay ngân hàng. Ngô Bình, cô cứ làm đi. Lý Mai, cậu khá thân với La Duy Khang nên cố xúc tiến vụ này nhanh lên. Tối nay chuẩn bị hết đi, ngày mai gặp rồi đặt tiền cọc luôn. Vụ này phải nhanh, vì theo phán đoán của tôi thì vài ngày nữa thôi là bên trên sẽ cấm mua bán đất đấy. Ngô Bình, được, tôi sẽ gọi cho La Duy Khang ngay. La Duy Khang là thị trưởng, nghe thấy Ngô Bình muốn mua nhiều đất để phát triển thì ông ấy rất vui, nên đã gọi nhân viên tới làm việc với Lý Mai ngay trong đêm. Lý Mai cả đêm không ngủ. Nhanh chóng chạy tới các huyện xung quanh để mua đất. Loáng cái, họ đã tiêu hết sạch 180 tỷ, La Duy Khang là mừng nhất. Như vậy có nghĩa là tài chính ở thành phố Vân Đỉnh sẽ vững mạnh, có tiền rồi thì ông ấy có thể xây dựng thành phố tốt đẹp hơn. Trưa hôm sau, hợp đồng đất đai đã được ký kết, bấy giờ Lý Mai mới yên tâm. Nhưng cô ấy chưa chịu nghỉ ngơi, mà lại chạy sang các huyện khác khảo sát. Lý Mai bận, nhưng Ngô Bình thì rất rảnh, anh tập bài luyện thể cả buổi sang. Chiều thì tu luyện cách hít thở, tối thì nghỉ ngơi. Hai ngày trôi qua, cả thành phố Vân Đỉnh bắt đầu náo nhiệt, rất nhiều xe sang xuất hiện trên phố. Nhóm La Duy Khang cũng nhận được chỉ thị của cấp trên là không cho bán đất nữa, may mà Lý Mai đã mua và thanh toán xong hết rồi. Đương nhiên người mua đất không chỉ có mỗi cô ấy, mà còn nhiều thế lực lớn khác nữa. Bọn họ hầu như đều có bối cảnh giang hồ, hoặc biết Ngô Bình nên đều cho người tới đưa tiền bảo hộ. Không được Ngô Bình đồng ý thì họ không dám làm gì ở đây hết. Mấy ngày qua, Ngô Bình bị quấy nhiễu nhiều quá nên đã giao cho Cương Tử tiếp khách, còn mình thì trốn đi nơi khác. Nhằm tỉnh thời gian sắp phải đến Hắc Thiên Giáo nên Ngô Bình đã ngồi máy bay đến tổng bộ của họ ở nước Á Mã. Thành phố lớn nhất của Á Mã là Cá Thành. Khi Ngô Bình xuống sân bay, quản lý việc kinh doanh của tập đoàn Lý Thị ở Đông Nam Á là Hoàng Thương đích thân tới đón. Hoàng Thương mỉm cười chào hỏi, cậu chủ, tôi đợi cậu mãi. Ngô Bình, anh Hoàng, tôi đến có chút việc riêng thôi. Hoàng Thương, hả, cậu chủ cần gì thì cứ bảo tôi sẽ sắp xếp. Ngô Bình xua tay, chuyện trong giang hồ, anh đừng xen vào. À, tối nay tôi chưa lộ diện đâu, anh thu xếp chỗ ở cho tôi nhé, kín đáo một chút. Hoàng Thương, tôi có nhà riêng ở đây, thi thoảng mới đến ở. Nếu cậu chủ không chê thì mời đến đó ở đêm nay. Ngô Bình, được. Hoàng Tương dẫn Ngô Bình đến một căn nhà không lớn lắm, nhưng rất yên tĩnh và thoáng mát. Ngô Bình rất hài lòng, Hoàng Tương ở lại ăn trưa cùng anh xong mới ra về. Ngô Bình đổi sang một bộ đồ hoa lá, đội mũ che nắng rồi đi tông xuống phố. Anh đã thay sim của nước này,
sau đó vừa đi vừa gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, giọng nói của Trương Tây Linh vang lên. Nửa tháng nay, ngày nào Phán Tinh Tinh và Phán Nguyệt Lượng cũng mong Ngô Bình tới. Khi nhận được điện thoại của anh, Trương Tây Linh thở phào một hơi, sau đó cất giọng với vẻ nịnh nọt, giáo chủ, thuộc hạ mong người mãi. Ngô Bình, Trương Tây Linh, tôi đang ở đường 13, đến đón tôi đi. Trương Tây Linh, vâng, giáo chủ chờ chút, thuộc hạ đến ngay. Tổng bộ của Hắc Thiên giáo khá gần đây, Ngô Bình đang ăn hoa quả thì Trương Tây Linh đã tới. Ông ta lái một chiếc xe đông doanh, ăn mặc thoải mái giống Ngô Bình, áo hoa, quần cộc, đi tông. Trương Tây Linh hành lễ, tham kiến giáo chủ. Ngô Bình, lên xe rồi nói. Hai người ngồi lên xe, Ngô Bình nói, đừng tới tổng bộ vội, dẫn tôi đến địa bàn của ông đi. Trương Tây Linh cười nói, vâng, mời giáo chủ đến nhà tôi. Chương 663, chuyện xưa. Trương Tây Linh vừa lái xe vừa cười nói, từ khi biết giáo chủ sắp tới, mọi người đều rất vui và mong được gặp người. Ngô Bình, vội vàng muốn tôi hóa giải thần chú trên người thế à? Trương Tây Linh cười trừ, giáo chủ nói vậy cũng đúng, Hắc Thiên giáo cần giáo chủ tới cứu, nếu không có người thì môn phái sẽ bị hủy diệt mất. Ngô Bình, tôi nghe nói song tiên của lĩnh Nam là hộ pháp của giáo phái à? Ngày xưa, khi lấy được phiền ngọc trên người của song tiên, Ngô Bình rất muốn biết lai lịch của nó. Trương Tây Linh, song tiên là hai kẻ phản bội nên đã bị đuổi đi từ lâu, nghiêm khắc mà nói thì họ không phải người của giáo phái. Ngô Bình, hả, song tiên khi ấy đã là cao thủ cảnh giới địa tiên rồi, sao lại bị đuổi? Trương Tây Linh giờ chỉ muốn lấy lòng Ngô Bình nên đáp, giáo chủ, song tiên đã chọn một bảo bối của Hắc Thiên giáo, sau đó bị giáo chủ cũ phát hiện, người đã trị tội và đuổi họ khỏi giáo phái. Ngô Bình, bảo bối gì thế? Sao có tìm lại được không? Trương Tây Linh lắc đầu, đó là bảo vật mà các đời giáo chủ coi trọng nhất, nghe nói có liên quan đến truyền thừa vô thượng của tiền sử. Tiếc là giáo chủ cũ đã mất mạng trong lúc truy sát song tiên. Giáo chủ mới thì còn quá trẻ, tu vi cũng thấp, phải nhờ các trưởng lão bảo vệ, nhưng giờ cũng mất tích rồi, Hắc Thiên giáo như hổ mất đầu nên rất cần giáo chủ tới để xoay chuyển tình thế. Ngô Bình chỉ thấy hứng thú với món bảo vật ấy nên hỏi, ông từng bảo giáo chủ cũ có một kho báu, bảo bối bị mất tích cũng thuộc kho báu ấy à? Trương Tây Linh, vâng, truyền thừa của Hắc Thiên giáo rất lâu đời rồi nên gốc rễ mọc sâu lắm, các môn phái nhỏ không bị kịp đâu. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Cát Thành, nhà của Trương Tây Linh là một ngôi nhà ba tầng, bên cạnh có một bãi cỏ lớn, trồng rất nhiều hoa cỏ, ngoài ra còn có ao cá và đài phun nước. Chiếc xe đỗ trước nhà. Trương Tây Linh mở cửa xe cho Ngô Bình rồi nói, giáo chủ, đây là nhà tôi, mời. Ngô Bình, được đấy, người nhà ông cũng ở đây à? Trương Tây Linh, thưa giáo chủ, tôi chỉ có một cô con gái, năm nay vừa tốt nghiệp đại học và đang tìm việc. Ngô Bình, con gái ông còn ít tuổi thế chắc vợ ông trẻ lắm hả? Trương Tây Linh cùng thời với Đông Phật Tiên Sinh nên đã rất nhiều tuổi rồi, nhưng con gái ông ta mới ngoài 20 nên Ngô Bình thấy rất ngạc nhiên. Trương Tây Linh, hơn 20 năm trước, khi tôi chưa gia nhập Hắc Thiên giáo, tôi bị kẻ thù truy sát và trốn đến Á Mã. Khi ấy, tu vi của tôi đã bị mất hết, lại còn sắp chết đến nơi nên chỉ làm ăn mày bên đường. Lúc đó, vợ tôi mới 17 tuổi, là một người rất lương thiện, bà ấy đã mời bác sĩ đến chữa cho tôi. Một năm sau, tôi đã khôi phục tu vi, còn bà ấy cũng tròn 18, thế là chúng tôi đến với nhau. Nói đến đây, Trương Tây Linh bắt đầu có vẻ bi thương. Năm con gái tôi lên ba, kẻ thù lại tìm đến, sau đó dùng vợ tôi để uy hiếp tôi, bắt tôi tự phế tu vi. Vợ tôi biết nếu tôi làm vậy thì chắc chắn sẽ bị kẻ thù giết nên đã cố ý cứa tay vào dao, con dao được tẩm độc nên bà ấy đã mất ngay. Tôi giết bọn đó xong, nhưng không kịp cứu vợ mình. Ngô Bình không ngờ Trương Tây Linh lại từng trải qua chuyện buồn như vậy, anh nói, người trong giang hồ thì sẽ gặp nhiều chuyện khó nói. Trương Tây Linh, đúng vậy. Trương Tây Linh mời Ngô Bình vào phòng khách, sau đó lấy trà quý ra pha mời anh. Trà vừa ngấm thì có một cô gái khoảng 20 tuổi đi xuống phòng khách, cô ấy rất xinh đẹp với làn da màu lúa mạch, mặc trang phục cưỡi ngựa, chắc sắp ra ngoài. Bố ơi, nhà mình có khách ạ, cô ấy hỏi. Trương Tây Linh, Mẫn Quân, đây là anh Ngô bạn của bố. Cô gái gật đầu với Ngô Bình, chào anh. Ngô Bình, chào em. Trương Mẫn Quân nói thêm vài câu rồi đi cưỡi ngựa. Ngô Bình, ông không dạy con gái tu luyện à? Trương Tây Linh, tôi muốn nó có một cuộc sống bình thường. Ngô Bình, cô ấy đã uống khá nhiều linh dược đúng không? Thể chất rất tốt,
ít cũng phải sống trên 100 tuổi. Trương Tây Linh, tôi có mỗi mình nó nên có gì tốt cũng dành cho nó hết. Sau đó, Ngô Bình bắt đầu hỏi về tình hình của Hắc Thiên Giáo. Phạm vi thế lực của Hắc Thiên Giáo trải khắp Đông Nam Á, họ cũng có tầm ảnh hưởng nhất định ở Bán Đảo và Viêm Long. Còn khi ở Đông Nam Á thì họ là thế lực mạnh nhất. Trong môn phái có Tả, Hữu Hộ Pháp, bốn đại đường chủ, trưởng lão, Trương Tây Linh là một trong các trưởng lão. Hiện giờ, trong các nhân vật chủ chốt thì Tả Hộ Pháp là mạnh nhất, tiếp đó là đến bốn đại đường chủ, cuối cùng là các trưởng lão. Ngô Bình đã nắm qua được tình hình, thế lực của Hắc Thiên Giáo không kém gì Đường Môn, điểm khác biệt duy nhất là Hắc Thiên Giáo không trực tiếp nắm giữ tài sản. Các đại gia ở Đông Nam Á có đến quá nửa là tín đồ của Hắc Thiên Giáo, nhờ môn phái mà họ không bị bệnh tật, hơn nữa không sợ bị ai tính kế. Hiện nay, chỉ có duy nhất hai thế lực ở Đông Nam Á có thể chống lại Hắc Thiên Giáo, đó là Tăng Chúng ở địa phương và Tây Lan Giáo. Nhờ ảnh hưởng của Phật Giáo, các Tăng Chúng có địa vị xã hội rất cao ở Đông Nam Á, đến Hắc Thiên Giáo cũng không làm gì được họ. Nhưng các chùa ở đây đều hoạt động độc lập, không hợp lực với nhau nên cũng không làm gì Hắc Thiên Giáo được. Còn Tây Lan Giáo không có các giáo tông hay giáo chủ, nhưng tầm ảnh hưởng của họ còn mạnh hơn cả Hắc Thiên Giáo. Nhưng tín đồ của Tây Lan Giáo hầu hết là người bình thường, còn thành viên của Hắc Thiên Giáo thì lại giàu có nên địa vị của họ trong giới thượng lưu rất cao. Ngô Bình đã hiểu rõ phần nào, trong Hắc Thiên Giáo có một Tả Hộ Pháp à? Trương Tây Linh ngẩn ra nói, đúng vậy, nhưng Tả Hộ Pháp đã xảy ra chút vấn đề trong lúc tu luyện, giờ đã bị phế rồi, không thì người này đã nắm hết quyền hành rồi. Ngô Bình, tối nay, ông hãy dẫn Hữu Hộ Pháp đến gặp tôi. Trương Tây Linh nhìn Ngô Bình, tại sao giáo chủ muốn gặp người đó? Người này không còn giá trị gì nữa rồi, nếu không có tôi giúp thì ông ấy đã bị Tả Hộ Pháp hại chết từ lâu. Ngô Bình, ông cứ dẫn người đến. Trương Tây Linh gật đầu, vâng. Ngô Bình, ông biết Hoàng Tương không? Trương Tây Linh ngẫm nghĩ, Hoàng Tương của tập đoàn Lý Thị ạ. Ngô Bình, đúng. Trương Tây Linh cười nói, Hoàng Tương cũng là tín đồ của Hắc Thiên Giáo, nhưng không theo tôi. Ngô Bình, chiều tôi sẽ dẫn Hoàng Tương đến, giới thiệu cho hai người làm quen. Trương Tây Linh, tốt quá, giáo chủ là bạn của Hoàng Tương ạ. Đúng ra tôi họ Lý, Hoàng Tương làm việc cho nhà họ Lý của tôi, anh nói. Trương Tây Linh ngạc nhiên, thì ra giáo chủ là người của nhà họ Lý. Ngô Bình, trọng điểm kinh doanh của nhà tôi không còn ở Đông Nam Á nữa. Nhưng vẫn cần phát triển ở đây, sau này nhờ ông để ý đến Hoàng Tương. Trương Tây Linh vội nói, vâng, giáo chủ yên tâm, sau này chuyện của nhà họ Lý cũng là chuyện của tôi. Ngô Bình, ông là nhân tố quyết định để tôi điều khiển Hắc Thiên Giáo nên tôi sẽ giải chú cho ông trước. Chương 664, Hữu Hộ Pháp. Trương Tây Linh mừng rỡ nói, cảm ơn giáo chủ. Anh bảo Trương Tây Linh ngồi ngay ngắn, đoạn đặt tay lên đỉnh đầu ông ta. Ngay lập tức. Anh cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng kỳ lạ trong cơ thể đối phương. Ngô Bình khởi động đạo diệp khẽ rung lên, sinh ra lực hút, tuy chú lực đã cố vùng vẫy nhưng vẫn bị đạo diệp hút vào, cuối cùng biến thành dưỡng chất cho đạo trùng. Luyện hóa chú lực xong, Ngô Bình nhấc tay lên, được rồi. Trương Tây Linh cảm giác được chú lực khiến mình ăn ngủ không yên đã biến mất, kinh ngạc nói, giáo chủ đã làm bằng cách nào vậy? Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, tôi có cách riêng của tôi. Trương Tây Linh khom người thật sâu, cảm ơn giáo chủ giúp đỡ. Ngô Bình nói, trong 8 trưởng lão và 4 đường chủ, ai có quan hệ tốt với ông thì hãy gọi đến đây trong tối nay đi. Trương Tây Linh cảm mừng, biết anh có ý muốn giúp họ giải trừ chú lực, vội vàng đáp, được. Trong 8 trưởng lão và 4 đường chủ có 2 người cùng phe với Trương Tây Linh, đó là trưởng lão Đinh Nộ Công và Phạm Ân Cách, đường chủ của Dược Đường. Cả hai đều là người Viêm Long. Ngô Bình muốn ngồi vững vị trí giáo chủ thì cần những người này trung thành tuyệt đối với mình. Vậy nên anh quyết định bắt đầu từ việc lôi kéo phe Trương Tây Linh. Sau khi giải trừ chú lực, Trương Tây Linh đi tìm Hữu Hộ Pháp Mông Trạch trước. Tu vi của Mông Trạch đã đạt đến cảnh giới ba địa tiên, được gọi là chân nhân Mông. Song hiện giờ Mông Trạch lại rất già nua, là một ông cụ lưng còng. Đôi mắt mờ đục, thỉnh thoảng nước bọt lại chảy ra từ khóe miệng, răng cũng rụng sạch. Nhắc thấy Ngô Bình. Mông Trạch chỉ đứng đờ đẫn nhìn, dường như không nói chuyện được. Trương Tây Linh cất lời, giáo chủ, từ sau khi tu hành gặp trục trặc thì Mông Trạch trở nên như vậy, không nói chuyện, còn già đi rất nhanh. Ngô Bình quan sát Mông Trạch, chợt cười khẩy, Mông Trạch, diễn xuất khá đấy, tiếc là không lừa được tôi. Mông Trạch vẫn vậy,
trông như không hiểu Ngô Bình đang nói gì. Trương Tây Linh rất kinh ngạc, hỏi lại, giáo chủ, Mông Trạch đang diễn kịch ư? Ngô Bình đáp, đúng thế, tuy Mông Trạch đã tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần bị tổn hại, nhưng tinh thần chắc chắn vẫn còn tỉnh táo, không thể thành ra thế này. Nghe vậy, Trương Tây Linh lập tức giận dữ nhìn Mông Trạch, ngay cả tôi mà anh cũng lừa ư? Uổng cho tôi lúc nào cũng dốc hết sức bảo vệ anh. Cuối cùng đôi mắt của Mông Trạch cũng lóe sáng. Mông Trạch khẽ thở dài, cậu chỉ nhìn một cái đã nhận ra tình trạng của tôi, thật đáng khâm phục. Rồi Mông Trạch cúi người thật sâu với Trương Tây Linh, anh Trương, xin đừng trách tội. Tôi làm vậy cũng vì muốn giữ mạng, không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Trương Tây Linh khẽ thở dài, tôi hiểu hoàn cảnh của anh, sẽ không trách cứ anh. Ngô Bình lên tiếng, Mông Trạch, nếu tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông có bằng lòng trung thành với tôi không? Mông Trạch sững sờ, tình trạng của tôi mà cũng chữa được ư? Ngô Bình đáp, dĩ nhiên. Mông Trạch hít một hơi sâu, rồi chậm rãi quỳ xuống, nếu cậu có thể chữa khỏi, Mông Trạch này nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho cậu. Có chết cũng vinh quang. Trương Tây Linh nói, anh nên gọi là giáo chủ. Mông Trạch gọi ngay, thưa giáo chủ. Ngô Bình bảo, đứng dậy đi. Vết thương nặng nhất của ông là thần hồn đã bị tổn thương. Tôi có một viên bổ thần đan, ông uống trước đi. Mông Trạch kích động nhận lấy viên đan, vội vàng uống rồi ngồi khoanh chân dưới đất. Đôi mắt Trương Tây Linh sáng lên, giáo chủ lấy đan dược này từ đâu vậy? Ngô Bình đáp, tôi luyện đấy. Trương Tây Linh chấn động, không ngờ giáo chủ còn biết luyện đan. Ngô Bình nói, biết chút chút thôi. Trương Tây Linh, dược đường này có liên quan gì đến thuốc không? Trương Tây Linh trả lời, giáo chủ, dược đường là bộ phận quan trọng nhất của Hắc Thiên Giáo. Những người giàu có tin tưởng Hắc Thiên Giáo chính vì Hắc Thiên Giáo có thể giúp họ kéo dài tuổi thọ. Nếu muốn trường thọ thì ngoại trừ chú pháp còn phải dùng đến thuốc. Dược đường nắm giữ nhiều phương thuốc, một lượng lớn dược liệu, và có một số dược sư điều chế thuốc nữa. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo, nếu chỉ biết điều chế thuốc thì vẫn chưa thể gọi là dược sư. Trương Tây Linh tiếp lời, giáo chủ nói đúng. Có điều, biết điều chế thuốc đã là rất giỏi rồi. Các giáo chủ trước đều xem trọng dược đường. Gần 1/3 thu nhập của Hắc Thiên Giáo đều đổ vào dược đường. Ngô Bình hỏi, Phạm Ân Cách là người thế nào? Trương Tây Linh đáp, trưởng lão Phạm rất được hai giáo chủ trước xem trọng. Người này làm việc gì cũng suôn sẻ, giữ quan hệ tốt với rất nhiều người. Cả hai nói chuyện với nhau. Không lâu sau đó, Mông Trạch đã mở bừng mắt, đôi mắt lóe sáng lấp lánh, giáo chủ, nguyên thần của thuộc hạ đã hồi phục được 8 phần. Ngô Bình ném một viên tinh thạch linh hồn cho đối phương, ra lệnh tiếp tục đi. Mông Trạch cảm kích nhìn Ngô Bình, bắt đầu hấp thụ hồn lực tiên thiên trong đó. Bất giác, trời sẩm tối. Hoàng Tương đến như đã hẹn, sau khi biết thân phận của Trương Tây Linh, vội vã chắp tay, thì ra là trưởng lão Trương. Đệ tử kính chào trưởng lão. Trương Tây Linh cười bảo, anh Hoàng không cần phải thế. Anh là người của giáo chủ, sau này chúng ta cứ gọi nhau là anh em. Giáo chủ, Hoàng Tương ngẩn ra, bèn nhìn sang Ngô Bình. Ngô Bình nói, Hoàng Tương, hiện giờ tôi cũng được xem như giáo chủ của Hắc Thiên Giáo. Hoàng Tương sững sờ, giáo chủ Hắc Thiên. Trương Tây Linh đáp, anh Hoàng không cần kinh ngạc, giáo chủ uy chấn tứ bề. Cậu ấy trở thành giáo chủ là may mắn của Hắc Thiên Giáo chúng tôi. Ngô Bình bảo, không cần nịnh nọt đâu. Hoàng Tương, sau này có gặp rắc rối gì thì cứ tìm Trương Tây Linh. Cõi lòng Hoàng Tương vẫn rất chấn động, vội vàng trả lời, vâng, thưa cậu. Trương Tây Linh hỏi Hoàng Tương, anh Hoàng là đệ tử hương thứ mấy? Hoàng Tương đáp, tôi là đệ tử tứ hương. Đệ tử của Hắc Thiên Giáo, ở cấp thấp là đệ tử ngoại đường, có chút địa vị là đệ tử nội đường. Trong đệ tử nội đường lại có đệ tử đan hương, đệ tử song hương, đệ tử tam hương, đệ tử tứ hương, cao nhất là đệ tử ngũ hương. Hoàng Tương là đệ tử tứ hương tức là địa vị rất cao rồi. Dù sao thì đây cũng là thân phận mà Hoàng Tương đã dùng khoản tiền đầu tư rất lớn để có được. Tất nhiên, còn có những thân phận cao hơn, ví dụ như một vài nghị viên, nghị trưởng, đại pháp quan của nước Á Mã, đều là đệ tử ngũ hương. Trong lúc họ trò chuyện, Ngô Bình nhận được cuộc gọi video của Lý Vân Đầu. Lý Vân Đầu hỏi, Tiểu Bình, cháu sang nước Á Mã sao lại không báo cho ông biết? Ngô Bình cười đáp, ông nội, cháu đang định nói với ông đây. Lý Vân Đầu nói tiếp, cháu đi cũng đúng lúc, ông có một người anh em kết nghĩa ở Á Mã, ngày mai là ngày mừng thọ của ông ấy. Ông đang định sang đó chúc thọ.
Ngô Bình cười hỏi, nói vậy là ông cũng muốn đến Á Mã ạ? Lý Vân Đầu bảo, cháu là cháu của ông, cháu đi cũng được. Ngày mai cháu chuẩn bị một món quà rồi đến đó chúc thọ thay ông nhé. À phải, Hoàng Đào cũng đang ở Á Mã. Cháu trông chừng nó giúp ông nhé, đừng để nó gây phiền phức. Ngô Bình cau mày, Lý Hoàng Đào đến đây làm gì vậy ông? Lý Vân Đầu giải thích, là thế này. Năm xưa ông và ông anh kết nghĩa có giao ước, sau khi cháu gái ông ấy tròn 20 tuổi sẽ gả cho cháu của ông. Cháu gái ông ấy là người xinh đẹp nhất Á Mã đấy, Hoàng Đào muốn theo đuổi con bé từ lâu rồi. Có điều ông nội sợ người ta không ưng ý Hoàng Đào, nên là Tiểu Bình à, ông thấy cháu hợp hơn. Ngô Bình ngẩn ra, chẳng phải ông nội muốn tác hợp cho cháu và Lý Mai sao ạ? Lý Vân Đầu đáp, không sao mà. Lý Mai là vợ ở Viêm Long, cô bé xinh đẹp kia là vợ ở Á Mã của cháu. Ngô Bình sững người, hỏi lại, ông nội này, có phải ở Á Mã còn một bà nội khác của cháu không? Lý Vân Đầu phủ nhận ngay, vớ vẩn. Rồi ông đổi đề tài, nói chung là cháu và Hoàng Đào cùng đến nhà họ Quách chúc thọ. Một mình nó đi thì ông không yên tâm. Ngô Bình gật đầu, vâng, cháu biết rồi. Cháu nhất định sẽ đến đó. Lý Vân Đầu nói thêm vài câu với Hoàng Tương rồi gác máy. Hoàng Tương cười nói, cậu à, cô Quách kia thật sự rất xinh đẹp đấy. Ngô Bình hờ hững bảo, có đẹp đến mấy, tôi cũng không có hứng thú. Hoàng Tương này, có biết người anh kết nghĩa của ông nội tôi là người thế nào không? Hoàng Tương đáp, là nhà họ Quách của Á Mã, giàu nhất Đông Nam Á. Ngô Bình hỏi, giàu nhất, giàu hơn cả nhà họ Lý chúng ta à? Hoàng Tương trả lời, nền móng của nhà họ Quách ở Á Mã. Nếu xét về của cải ở Đông Nam Á thì nhà họ Lý chắc chắn không sánh bằng nhà họ Quách. Năm xưa ông chủ có thể vươn lên ở Đông Nam Á cũng nhờ có ông Quách giúp đỡ. Ngô Bình gật đầu, ra là vậy. Thế thì tôi phải chuẩn bị một món quà hậu hỷ rồi. Chương 665, năng lực dược sư thật sự. Hoàng Tương cười hì hì, nhà họ Quách ấy kiêu ngạo lắm, cậu ạ. Họ khá khách sáo với ông chủ, nhưng thái độ với người khác thì lúc nào cũng mắt cao hơn đầu. Ngô Bình hỏi, giữa ông và nhà họ Quách có từng xảy ra mâu thuẫn gì không? Hoàng Tương đáp, nhà họ Lý và nhà họ Quách có cạnh tranh trong việc làm ăn. Vốn dĩ nhà họ Lý có ưu thế, nhưng ông chủ niệm tình xưa, lần nào cũng chủ động nhượng bộ họ. Ví dụ như ngành công nghiệp đường tinh luyện, 20 năm trước, sản lượng đường của nhà họ Lý và nhà họ Quách ngang ngửa nhau. Nhưng sau khi ông Quách tìm đến ông chủ, nhà họ Lý dần dần rút khỏi ngành công nghiệp đường. Còn nhà họ Quách thì có những bước tiến nhảy vọt, hiện đã là ông trùm lớn nhất ngành công nghiệp đường trên thế giới. Ngô Bình bày tỏ, tuy ông Quách có ơn với ông nội, nhưng cách làm của nhà họ Quách hình như hơi quá đáng. Hoàng Tương gật gù, phải. Ông chủ dần rút khỏi Á Mã có nguyên nhân rất lớn liên quan đến nhà họ Quách. Nhà họ Quách liên tục chen chân vào lĩnh vực của chúng ta. Ví dụ như chuỗi siêu thị, trạm xăng, ngũ cốc, đó vốn là thế mạnh của chúng ta. Nhưng sau khi nhà họ Quách tiến quân vào thì không ngừng chèn ép không gian sinh tồn của nhà họ Lý trong các lĩnh vực ấy. Lấy chuỗi siêu thị làm ví dụ nhé, siêu thị Vĩnh Lạc của chúng ta tối đa mở được hơn 2.000 siêu thị, sau đó từ từ bị siêu thị Mỹ Thiên của nhà họ Quách xâm chiếm. Chỉ còn hơn 1.000. Nửa năm trước, ông chủ đã bán hơn 1.000 siêu thị cho nhà họ Quách. Hiện nay nhà họ Quách vận hành hơn 3.000 siêu thị, lợi nhuận hàng năm ít nhất là 5 tỷ đô. Ngô Bình bỗng ngộ ra, ông nội nhường bộ họ 5 lần 7 lượt, có lẽ không chỉ vì đền ơn đâu nhỉ. Hoàng Tương gật đầu, đúng vậy. Không muốn xung đột với nhà họ Quách vì họ có quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao ở các nước Đông Nam Á. Rất nhiều con rể nhà họ Quách là nghị sĩ và kiểm sát viên ở các nước. Ngoài ra, ông hai nhà họ Quách còn là anh em kết nghĩa của Minh Vương. Nói đoạn, Hoàng Tương nhìn sang Trương Tây Linh, ông tư của nhà họ Quách là con rể của trưởng lão Hắc Thiên Giáo. Ngô Bình nhớ Hoàng Tương từng kể rằng, có một trưởng lão của Hắc Thiên Giáo đề ra yêu cầu với nhà họ Lý, muốn lấy thêm lợi nhuận. Anh hỏi, vị trưởng lão Hắc Thiên Giáo mà ông nói lần trước chính là người này nhỉ? Hoàng Tương gật đầu, phải. Ngô Bình cười khẩy, chẳng trách nhà họ Quách lại kiêu ngạo như vậy. Chỗ dựa vững chắc thế cơ mà. Trương Tây Linh ngẫm nghĩ rồi hỏi, anh Hoàng, ý anh là trưởng lão Bảo Đại Sơn. Hoàng Tương đáp, đúng thế. Dạo trước, Bảo Đại Sơn đã cử người đến cảnh cáo tôi, bảo nhà họ Lý phải nhượng lại một phần lợi nhuận. Tôi không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói rằng phải hỏi ý ông chủ trước rồi mới hồi âm. Ngô Bình nói, Trương Tây Linh, báo với Bảo Đại Sơn là tối nay tôi muốn gặp. Trương Tây Linh đáp, được.
Vài phút sau, trưởng lão Phạm Ân Cách của Dược Đường Hắc Thiên Giáo đã đến. Trông Phạm Ân Cách không lớn tuổi lắm, ngoài 50, da trắng, không cao giáo, mặc áo dài đen. Trương Tây Linh lên tiếng ngay, anh Phạm, đây là giáo chủ mới của chúng ta. Phạm Ân Cách chắp tay chào Ngô Bình, cậu Ngô. Trương Tây Linh cau mày, Phạm Ân Cách, anh nên gọi là giáo chủ chứ nhỉ? Phạm Ân Cách đáp, anh Tây Linh, cậu Ngô vẫn chưa chính thức trở thành giáo chủ, vậy nên tôi chưa thể gọi cậu ấy là giáo chủ. Xin thứ lỗi, dứt lời, ông ta khom người thật sâu với Ngô Bình. Ngô Bình nói, không sao, mời đường chủ ngồi. Phạm Ân Cách không dám ngồi, trả lời, không dám. Anh Tây Linh bảo rằng cậu Ngô có thể giải trừ chú lực giúp tôi. Ngô Bình quan sát Phạm Ân Cách một lúc rồi lắc đầu, đáng tiếc. Phạm Ân Cách ngẩn ra, cậu Ngô đang nói tôi sao? Ngô Bình trả lời, đúng vậy, ông là cao thủ cảnh giới võ thần nhưng lại sắp chết, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Phạm Ân Cách chấn động, mong cậu nói rõ. Ngô Bình nói, chắc ông cũng biết rõ mà nhỉ, nào cần tôi phải nói. Trán Phạm Ân Cách bắt đầu toát mồ hôi lạnh, vì tôi là đường chủ của dược đường, còn biết về dược lý, nên thường dùng linh dược để điều dưỡng sức khỏe. Ngô Bình khẽ thở dài, ông không hiểu biết nhiều về thuốc, cứ tưởng là lợi nhưng thật ra đang hại chính mình. Trong cơ thể ông có ít nhất 7 loại năng lượng với các thuộc tính khác nhau. Ông không thể luyện hóa chúng, cũng không kiểm soát được chúng. Tôi nói đúng chứ? Phạm Ân Cách vội vã quỳ xuống đất, xin cậu cứu giúp tôi. Ngô Bình đáp, để cứu ông phải cần rất nhiều dược liệu. Phạm Ân Cách nói, dược đường của chúng tôi có rất nhiều dược liệu, cậu có thể thoải mái sử dụng. Ngô Bình gật đầu, vậy thì tốt, ông qua đây, tôi giải trừ chú lực cho ông trước. Phạm Ân Cách tiến về phía trước, Ngô Bình dùng cách như vừa nãy, luyện hóa chú lực trong cơ thể đối phương. Rồi anh cất lời, nghe nói dược đường có thể điều chế thuốc có sẵn không? Mang ra cho tôi xem thử. Ngô Bình đang học kiến thức dược sư, có sự am hiểu phi thường về các vị thuốc. Phạm Ân Cách bèn lấy ra 3 chiếc bình nhỏ, bảo rằng, thưa cậu, đây là thuốc mà chúng tôi điều chế. Ngô Bình cầm lấy một chiếc bình, mở ra ngửi thử, đây là thuốc luyện hình nhỉ? Phạm Ân Cách trả lời, phải, cậu thật tinh tường. Thuốc này tên là Trường Sinh Tán, uống vào có thể giúp thể chất cường tráng, ngăn ngừa bách bệnh. Đây là loại thuốc được chúng tôi sử dụng rộng rãi nhất. Các đại gia bằng lòng gia nhập Hắc Thiên Giáo chúng tôi, hầu hết là vì Trường Sinh Tán. Ngô Bình đổ ra một ít, dùng mũi hít vào phổi rồi nhắm mắt lại, cảm nhận tác dụng của thuốc. Mới đầu, gương mặt anh không có thay đổi gì, nhưng dần dần, anh cau mày lại. Nửa phút sau, anh mở mắt ra, cười khẩy, thứ thuốc này chẳng khác gì rác rưởi. Không chỉ lãng phí 3 dược tính quý hiếm, còn trộn lẫn 4 loại dược tính xung khắc nhau. Phạm Ân Cách ngớ người, thuốc này tệ đến vậy sao cậu? Ngô Bình hỏi, thuốc này do ông điều chế à? Mặt Phạm Ân Cách đỏ lên, do tôi điều chế. Ngô Bình bảo, hình như ông không phục nhỉ. Ông sai người mang dược liệu đến đây. Tôi cũng sẽ điều chế một phần thuốc, để ông biết thế nào là năng lực của dược sư. Trong lòng Phạm Ân Cách có phần không phục, bèn cười nói, rất vinh dự được xem cậu điều chế thuốc. Tôi sẽ sai người mang dược liệu đến ngay. Phạm Ân Cách bảo thuộc hạ đem dược liệu đến. Một vị trưởng lão khác vừa đến, là Đinh Nộ Công. Đinh Nộ Công cũng là cao thủ cảnh giới võ thần như Phạm Ân Cách. Có thể trở thành trưởng lão của Hắc Thiên Giáo, ít nhất phải sở hữu tu vi cấp võ vương, bằng không rất khó được mọi người tin phục. Vóc dáng của Đinh Nộ Công khá cao to. Ông ta vừa lên tiếng, Ngô Bình đã biết đó là người tỉnh Hà Đông. Thưa giáo chủ, khác hẳn Phạm Ân Cách, Đinh Nộ Công vừa đến đã thừa nhận thân phận giáo chủ của Ngô Bình. Ngô Bình gật đầu, trưởng lão Đinh không cần đa lễ. Mời ngồi. Đinh Nộ Công thấy Phạm Ân Cách và Trương Tây Linh đều đang đứng nên cũng ngại ngồi, vẫn đứng im. Trương Tây Linh cất lời, anh Đinh, giáo chủ gọi anh đến để giải trừ chú lực cho anh. Đinh Nộ Công cúi người rất sâu, cảm ơn giáo chủ. Ngô Bình cười bảo, sau này đều là người một nhà, trưởng lão không cần khách sáo. Trương Tây Linh nói, thưa giáo chủ, 8 vị trưởng lão sẽ phụ trách công việc của giáo phái ở mỗi nước. Thuộc hạ phụ trách công việc ở Miến. Trưởng lão Đinh chủ yếu phụ trách công việc ở Liêu. Ngô Bình hỏi, thế ở Á Mã do ai quản lý? Trương Tây Linh đáp, là Bảo Đại Sơn. Ngô Bình gật đầu, anh bảo Đinh Nộ Công ngồi xuống rồi giải trừ chú lực giúp đối phương. Năng lượng của chú lực rất mạnh, liên tục luyện hóa 4 chú lực, đạo diệp đã lớn thêm một cỡ, dần dần mọc ra phiến lá nhỏ thứ 3. Chương 666, luyện thuốc đúng cách.
Giải trừ chú lực xong, Đinh Nộ Công rất vui, rối rít cảm ơn anh. Lúc này, thuộc hạ của Phạm Ân Cách đã đem dược liệu đến. Tổng cộng có 17 loại dược liệu, đều khá đắt đỏ. Trong đó có nhân sâm 500 năm, linh chi 300 năm. Ngô Bình nhìn lướt qua, chọn ra 13 vị dược liệu, rồi sai người chiết xuất thành phần dược liệu bằng các cách ép, rang, chưng. Cuối cùng, anh lần lượt cho 13 thành phần theo tỷ lệ vào một chiếc bình thủy tinh. Sau khi cho 5 loại đầu tiên vào, anh đun đến một nhiệt độ nhất định rồi lần lượt cho 8 loại còn lại vào. Mỗi lần thêm một loại thuốc vào, nhiệt độ đều không giống nhau, hoặc cao hoặc thấp, màu nước thuốc cũng thay đổi theo. Khi loại dược liệu cuối cùng được cho vào, Ngô Bình lắc mạnh bình thủy tinh rồi đổ chúng vào 8 ống nghiệm, tách chúng bằng máy ly tâm. Sau đó, anh lấy ống nghiệm ra, đổ toàn bộ chất lỏng trong suốt nổi bên trên vào ống nghiệm lớn, nhỏ một giọt giấm. Ngay lập tức, nước thuốc xuất hiện một lượng lớn thứ có hình dạng sợi. Anh lọc bỏ những sơ sợi ấy, sau cùng lọc được nước thuốc màu tím nhạt, tỏa mùi hương thoang thoảng. Ngô Bình uống một ngụm nước thuốc rồi nhắm mắt lại cảm nhận tác dụng của thuốc. Nửa phút sau, anh gật gù nói, dược lực còn lẫn ít tạp chất, nhưng không ảnh hưởng đến công hiệu của thuốc. Phạm Ân Cách vội vàng uống thử một ngụm, uống vào rồi, ông ta ngồi khoanh chân, từ từ cảm nhận. 10 phút sau, ông ta bỗng bật dậy, nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cậu đã làm được bằng cách nào vậy? Thuốc này cực kỳ tinh khiết, tác dụng ít nhất là tăng 3 lần. Mà tác dụng phụ của nó cũng không còn nữa. Đáng nể hơn là cậu cũng dùng bấy nhiêu dược liệu mà lại điều chế được lượng thuốc nhiều gấp 5 lần. Ngô Bình nói, dược liệu này chỉ mới dùng một phần công hiệu thôi. Dược tính còn lại có thể điều chế thêm thuốc khác, không được vứt đi. Phạm Ân Cách vội hỏi, cậu có thể dạy tôi không? Tuy ban nãy đứng ngay bên cạnh, nhưng ông ta không biết được những điểm nhỏ nhặt trong thao tác của anh. Ngô Bình đáp, có thời gian hãng bàn. Được, Phạm Ân Cách không dám ép buộc. Nhưng ông ta vẫn mặt dày, nhờ Ngô Bình chỉ dạy các chi tiết trong việc điều chế. Ngô Bình cũng không ngại, nói tất cả điểm quan trọng cho ông ta biết. Trương Tây Linh chuẩn bị rượu thịt, mấy người họ ngồi xuống ăn uống và tán gẫu với nhau. Đến chừng 8 giờ, tinh thạch linh hồn trong tay Mông Trạch đã tiêu hao. Ông ấy đi đến trước bàn, hành lễ với anh, giáo chủ, nguyên thần của tôi đã hồi phục 9 phần. Ngô Bình gật đầu, được đấy, đây là Tam Nguyên Đại Bổ Đan. Ông uống trước đi. Mông Trạch nhận lấy đan dược, đứng ở một bên vận công. Phạm Ân Cách và Đinh Nộ Công đưa mắt nhìn nhau, Mông Trạch đang hồi phục tu vi. Trương Tây Linh cười bảo, y thuật của giáo chủ vô địch thiên hạ, chữa khỏi cho Mông Trạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt Phạm Ân Cách trở nên nghiêm túc, nếu có thể hồi phục tu vi, Mông Trạch sẽ là người sở hữu tu vi cao nhất Hắc Thiên Giáo. Mông Trạch mà có thể tận trung vì giáo chủ thì quá tốt rồi. Lúc này, Phạm Ân Cách cũng thuận đà thừa nhận thân phận giáo chủ của Ngô Bình. Đinh Nộ Công lên tiếng, chỉ sợ Tả Hộ Pháp không cam lòng. Mấy năm nay, ông ta quá mạnh, một mình chèn ép chúng ta đến mức không thở nổi. Ngô Bình khẽ hỏi, trên người ông ta cũng có chú lực nhỉ? Đinh Nộ Công cười bảo, tất nhiên là có. Phạm là người có chức vị cao của Hắc Thiên Giáo thì đều có chú lực. Ngô Bình hỏi tiếp, nói vậy là giáo chủ Hắc Thiên luôn mượn chú lực để kiểm soát mọi người. Trương Tây Linh khẽ thở dài, giáo chủ tiền nhiệm quá trẻ, tu vi cũng không cao, nếu không dùng cách này thì không thể kiểm soát thuộc hạ. Đinh Nộ Công tiếp lời, nhưng giáo chủ thì khác, cậu năng lực đầy mình, thể hiện một loại năng lực thôi cũng đủ làm mọi người tâm phục khẩu phục. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo, thế à, vậy giáo chủ của các ông, tương lai quá dễ làm rồi. Trương Tây Linh húng hắng, giáo chủ à, thật ra để trở thành giáo chủ còn cần phải được, thần Hắc Thiên công nhận. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm, chuyện này Trương Tây Linh không nói, xem ra có ý giấu giếm. Trương Tây Linh cười bảo, với tài năng của giáo chủ, chắc chắn sẽ được thần Hắc Thiên công nhận. Ngô Bình biết cái gọi là công nhận kia nhất định khó vô cùng, bằng không họ đã chọn được giáo chủ mới từ lâu rồi, không cần chờ đến bây giờ. Nói đi, chuyện được thần Hắc Thiên công nhận là sao, anh hỏi Trương Tây Linh. Bây giờ Trương Tây Linh không giấu nữa, trả lời, giáo chủ. Chúng tôi chọn cậu làm giáo chủ mới, chỉ có thể là giáo chủ tạm quyền. Nếu muốn trở thành giáo chủ chính thức thì phải cần sự công nhận của thần Hắc Thiên. Trụ sở chính của Hắc Thiên Giáo có động thần Hắc Thiên. Chỉ cần giáo chủ có thể bước vào đó và lấy được mặt nạ Hắc Thiên đặt ở nơi sâu nhất, tức là đã nhận được sự công nhận của thần Hắc Thiên, trở thành giáo chủ Hắc Thiên thật sự. Ngô Bình hỏi, các giáo chủ tiền nhiệm của các ông có từng lấy được mặt nạ chưa?
Trương Tây Linh đáp, là thế này. Nếu giáo chủ mới do giáo chủ tiền nhiệm chỉ định thì không cần sự công nhận của thần Hắc Thiên, có thể trực tiếp kế vị giáo chủ. Phạm Ân Cách tiếp lời, đúng vậy, cậu không được giáo chủ tiền nhiệm chỉ định, phải được thần Hắc Thiên công nhận mới có thể trở thành giáo chủ thật sâu. Tất nhiên, một khi cậu được thần Hắc Thiên công nhận thì sẽ sở hữu tư cách cha truyền con nối. Con cháu của giáo chủ, bất luận năng lực ra sao, đều có thể trực tiếp kế thừa ngôi vị giáo chủ. Ngô Bình nói, ra là thế. Vậy trong lịch sử, có bao nhiêu người đã vào động thần Hắc Thiên và nhận được sự công nhận của thần Hắc Thiên rồi? Vẻ mặt Trương Tây Linh hơi xấu hổ, thưa giáo chủ, ghi chép cho biết có tổng cộng 16 người vào động thần Hắc Thiên, nhưng không một ai thành công. Ngô Bình cảm thán, 16 người mà không ai thành công, xem ra độ khó khá cao. Ninh Nộ Công bày tỏ, chắc chắn giáo chủ sẽ thành công. Ngô Bình không quan tâm lắm, chức giáo chủ này nếu làm được là tốt nhất, không làm được cũng chẳng hề gì. Dù sao mục đích của anh chỉ là lấy được bảo vật của Hắc Thiên giáo. Đúng lúc này, Trương Tây Linh bỗng nhiên biến sắc, có người đến. Ngay giây sau, Ngô Bình cảm thấy có một năng lượng vừa mạnh vừa kỳ lạ đang bao trùm nơi này, khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Ninh Nộ Công xông ra ngoài, dõng dạc nói, Ninh Nộ Công ở đây. Ai dám vô lễ với giáo chủ? Trương Tây Linh và Phạm Ân Cách cũng lao ra ngoài. Bốn người lần lượt lên tiếng. Một giọng nói vang lên nhẹ bấng, hừm. Không có sự công nhận của chúng tôi, dù có là ai cũng không được tự xưng là giáo chủ. Bốn người làm như vậy, không sợ hình phạt của giáo quy sao? Bổn hổ pháp cho các người nửa giờ suy nghĩ, hoặc ra ngoài, hoặc chết trong đấy. Trương Tây Linh giận dữ nói, Hạ Cửu U, anh có tư cách gì làm vậy? Lập tức xóa bỏ đại trận Hắc Thiên. Nếu không đừng trách chúng tôi trở mặt. Ngô Bình chậm rãi bước ra hỏi, người ra tay là tả hộ pháp Hạ Cửu U. Sắc mặt Trương Tây Linh rất khó coi, đúng vậy, giáo chủ. Không biết tại sao Hạ Cửu U lại biết chúng ta ở đây, lần này xuất hiện chắc chắn là muốn diệt trừ giáo chủ. Ngô Bình hỏi, đại trận Hắc Thiên này có uy lực thế nào? Ninh Nộ Công đáp, trận này do ông ta điều khiển, có thể giết cao thủ cấp chân nhân. Ngô Bình nói, thế à? Nói vậy là chúng ta đều phải chết. Trương Tây Linh cất lời, giáo chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ liều chết bảo vệ giáo chủ. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo, các ông cũng có thể chọn cách ra ngoài. Dù sao chuyện sống chết cũng rất quan trọng. Ninh Nộ Công cười to, tôi đã gọi cậu là giáo chủ thì tất nhiên sẽ sống chết cùng cậu. Có chết cũng không hối hận. Dứt lời, Mông Trẻ cũng bước ra. Nhờ Tam Nguyên Đại Bổ Đan, sức khỏe của ông ấy gần như hồi phục hoàn toàn. Năng lực tổng thể của ông ấy đã được 8 phần của thời kỳ Hoàng Kim. Mông Trạch cúi người thật sâu, giáo chủ, ai dám động đến cậu, phải bước qua xác của Mông Trạch này trước. Chương 667, Mông Trạch phá trận. Dứt lời, ông ấy giải phóng một sức mạnh kinh hoàng, thần niệm mạnh mẽ không ngừng đánh vào đại trận, tiếc là đều bị bật lại. Ngô Bình nhẹ nhàng cất tiếng, Mông Trạch, đừng lãng phí hơi sức nữa. Có đánh mạnh như vậy cũng vô dụng. Mông Trạch lập tức thu thần niệm lại, đứng bên cạnh Ngô Bình. Ngô Bình khẽ thở dài, giao tình giữa tôi và các ông chưa quá sâu đậm. Nếu bây giờ các ông chọn cách ra ngoài, tôi cũng thông cảm mà. Ninh Nộ Công cất lời, giáo chủ không cần nói nữa. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để Hạ Cửu U động đến một sợi tóc của cậu. Nói đoạn, ông sải bước ra khỏi nơi này, rồi im bặt. Mông Trạch cười khẩy, tên Ninh Nộ Công này đúng là giả tạo. Rõ ràng giáo chủ đã nói mọi người có thể tự rời đi, thế mà ông ta còn phải nói thêm vài câu giả dối. Trương Tây Linh lắc đầu, tôi còn tưởng rằng mình hiểu ông ta. Xem ra tôi đã nhầm. Ngô Bình nhìn Trương Tây Linh, ông cũng có thể rời đi. Thay vì tất cả cùng chết thì sống được người nào hay người đó. Đi đi, tôi không trách ông đâu. Đáy mắt Trương Tây Linh lóe lên chút do dự, nhưng chỉ vài giây sau, ông ta đã phá lên cười, giáo chủ. Tôi là người thích cược. Tôi cược giáo chủ nhất định gặp dữ hóa lành. Ngô Bình nhìn ông ta, ông có lòng tin với tôi đến thế sao? Trương Tây Linh đáp, giáo chủ khiến thuộc hạ có cảm giác như đại dương vậy, sâu không lường được. Tôi rất có lòng tin với giáo chủ, còn nếu chọn sai thì Trương Tây Linh này cũng chấp nhận. Phạm Ân Cách khẽ thở dài, tôi chỉ mong có thể được giáo chủ dạy thêm kỹ thuật luyện thuốc trước khi chết đi. Như vậy thì tôi có chết cũng nhắm mắt. Ngô Bình nói với Hoàng Tương, ông Hoàng à, xem ra hôm nay tôi không nên gọi ông đến đây. Không ngờ Hoàng Tương vẫn bình thản, thưa cậu, nếu cậu thật sự gặp chuyện ở Á Mã, tôi cũng không thể sống nữa. Tôi nhất định phải chết trước mặt cậu,
bằng không khó lòng giải thích với ông chủ. Ngô Bình cười bảo, nếu đã khó tránh khỏi cái chết, hay là chúng ta trở vào uống rượu đi. Mọi người lại quay về bàn rượu, Ngô Bình đưa một viên thiên tinh đan cho Mông Trạch, bảo rằng, uống nó đi, tu vi của ông có thể hồi phục 9 phần rưỡi. Mông Trạch cũng không khách sáo, uống vào ngay. Phạm Ân Cách cất tiếng hỏi, chẳng lẽ giáo chủ còn tinh thông luyện đan? Ông ta đỏ mắt ghen tị khi thấy Ngô Bình liên tục tặng đan dược, phóng tay vô cùng. Phạm Ân Cách là đường chủ của dược đường, biết đan dược quý giá thế nào. Ngô Bình vừa nhìn Phạm Ân Cách vừa đáp, tôi có biết luyện đan hay không, sau này ông sẽ rõ. Phạm Ân Cách, tôi cảm thấy ông không cần ở lại. Tôi tặng ông một viên đan, ông ra ngoài đi. Phạm Ân Cách cười hề hề, tôi từng nói rồi đấy, trước khi chết phải xin giáo chủ truyền dạy vài kỹ thuật luyện thuốc. Ngô Bình cười cười, không khuyên bảo nữa, chỉ nói, thế thì chúng ta tiếp tục chờ chết vậy. Trong không khí bỗng dưng xuất hiện những khối khí màu đen. Đây chính là tà khí do đại trận Hắc Thiên ngưng tụ, tà khí sẽ ngày một dày đặc. Khi tà khí đủ mạnh cũng chính là lúc mọi người chết đi. Mông Trạch đứng cạnh Ngô Bình, không ngừng vận thần công đẩy lùi tà khí xung quanh. Ngô Bình tiếp tục uống rượu, như thể không màng chuyện sống chết. Từng giây từng phút qua đi, nửa giờ sau, một lớp xương xám ngập tràn không gian bên trong. Lớp xương này có thể ăn mòn thể xác và nguyên thần của người ta. Hoàng Tương và một số tùy tùng của Trương Tây Linh có tu vi khá thấp, lần lượt đổ ập xuống sàn, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Lúc này, giọng nói của Hạ Cửu U vang lên, các người thật sự muốn chết cùng tên họ Ngô này à? Được, tôi sẽ giúp các người toại nguyện. Giọng của Đinh Nộ Công cũng vẳng đến, Tây Linh, đường chủ Phạm, các anh hà tất phải làm vậy. Chỉ cần các anh ra ngoài, tả hộ pháp sẽ không truy cứu. Trương Tây Linh tức giận nói, Đinh Nộ Công, anh đã báo cho Hạ Cửu U từ trước rồi, đúng không? Đinh Nộ Công thở dài, đúng thế, tôi đã báo cho hộ pháp hạ. Tây Linh, người thông minh nên biết lựa chọn, bây giờ anh đang chọn sai. Trương Tây Linh cười khẩy, Đinh Nộ Công, ai sai ai đúng vẫn chưa biết được. Anh đưa ra kết luận vào lúc này vẫn còn quá sớm. Đinh Nộ Công chuyển sang nói với Ngô Bình, cậu Ngô, nếu cậu muốn làm việc cho tả hộ pháp, có thể chọn làm một trong 8 trưởng lão. Ngô Bình đáp, trưởng lão Đinh, cảm ơn ý tốt của ông. Tiếc là tôi không có hứng thú làm trưởng lão, đành khiến ông thất vọng. Âm thanh hừ giọng lạnh lùng vẳng đến, sau đó bên ngoài cũng im bặt. Ngô Bình lấy giấy bùa từ trong tay áo ra, bắt đầu vẽ bùa thuần dương. Một lát sau, cả chục lá bùa thuần dương đã được vẽ ra. Mỗi người dán một lá trước ngực. Sau khi dán bùa thuần dương, tiên lực thuần dương bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể mọi người, tà khí không thể đến gần nữa. Trương Tây Linh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, giáo chủ còn biết vẽ bùa ư. Ngô Bình cất bút điểm long, trả lời, biết một chút. Mỗi người dán một lá. Trong vòng một canh giờ, bùa này có thể ngăn chặn tà khí quấy nhiễu. Tất cả đều có bùa, không còn e sợ tà khí. Ngay cả Hoàng Tương cũng không khó chịu nữa, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Bùa thuần dương đã giúp thể chất của Hoàng Tương tăng cao đáng kể, mang lại lợi ích rất lớn. Hơn một giờ trôi qua, tà khí dày đặc hơn, không còn nhìn thấy đồ vật trong phạm vi 3 mét. Ngô Bình vừa nhìn Mông Trạch vừa hỏi, ông Mông thấy sao rồi? Mông Trạch đứng dậy, kính cẩn đáp, giáo chủ, tôi đã hồi phục rồi. Ngô Bình gật đầu, nếu ông ra tay, liệu có thể chế ngự Hạ Cửu U không? Mông Trạch đáp, Hạ Cửu U kém tôi một cảnh giới, tôi có thể chế ngự ông ta. Ngô Bình nói, hãy mau tế luyện vật này đi. Dứt lời, anh lấy một mũi giáo máu ra. Mũi giáo này nhuốm máu màu vàng. Ngô Bình từng nghiên cứu về loại máu này, nó có hiệu quả phá trận. Nếu nó được địa tiên thi triển, uy lực sẽ vô cùng khủng khiếp. Mông Trạch nhận lấy mũi giáo máu, ra ngoài tìm một ống đồng, gắn mũi giáo vào một đầu ống, biến nó thành một ngọn giáo ngắn. Cầm ngọn giáo trong tay, ông ấy vận tiên lực trong cơ thể, tế luyện mũi giáo này. Dù sao ông ấy cũng có tu vi chân nhân, chưa đầy 10 phút sau, mũi giáo đã lóe lên ánh sáng màu máu. Ánh sáng ngọn giáo dài mười mấy cm, khiến người ta vô cùng khiếp đảm. Đôi mắt Mông Trạch lóe sáng, hô lên, giáo tốt. Ngô Bình bước ra sân, sử dụng năng lực nhìn thấu, phát hiện ngay kẽ hở của đại trận Hắc Thiên này. Anh vừa chỉ vào cái cây phía trước vừa nói, đứng trên ngọn cây này, đâm giáo lên không trung là phá được đại trận. Mông Trạch lập tức bay lên, ngọn giáo ngắn trong tay được đâm thẳng lên trời. Một tiếng ầm rền vang, sức mạnh áp chế bọn họ liền biến mất. Chỉ vài giây sau, tà khí khắp nơi đã tiêu tan,
Một luồng không khí tươi mới tràn vào, khiến người ta thoải mái vô cùng. Mông Trạch đã xông ra ngoài từ lâu, nhìn thấy một cái bóng xám bắn ra xa mấy trăm mét. Sau đó có tiếng ai đó hét lên, tiếp theo là âm thanh gào thét thảm thương. Loạt âm thanh nghe như tiếng sấm rền vọng đến. 5 phút sau, Mông Trạch đem một cái đầu người trở về, ngay phía sau ông ấy là Đinh Nộ Công đã bê bết máu. Mông Trạch ném cái đầu ấy xuống đất, báo cáo, giáo chủ, Hạ Cửu U đã bị thuộc hạ chém chết. Ngô Bình liếc nhìn đầu người kia, tôi cứ tưởng ông sẽ bắt sống. Mông Trạch đáp, giáo chủ, Hạ Cửu U không hề yếu, tôi rất khó bắt sống ông ta. Ngô Bình nói, thôi vậy, chết thì chết. Rồi anh quay trở vào đại sảnh, chẳng buồn liếc nhìn Đinh Nộ Công lấy một cái. Đinh Nộ Công bị thương nặng, vừa há miệng định nói gì đó thì đã bị Trương Tây Linh trưởng vào gáy rồi ngất đi. Chương 668, biệt thự nhà họ Quách. Mọi người quay lại phòng khách, Ngô Bình đột nhiên hỏi Trương Tây Linh, ông có muốn mọc lại tay không? Trương Tây Linh ngẩn ra một lát rồi đáp, giáo chủ, muốn mọc lại chi đã gãy thì tu vi ít nhất phải là chân quân. Ngô Bình tay phải ấn vào vai ông ta, một luồng sức mạnh kỳ lạ đi vào cơ thể Trương Tây Linh. Sức mạnh này là do Ngô Bình giải mã gen xong có được. Đó chính là khả năng phục hồi và sửa chữa tế bào. Năng lực này không chỉ có ích với anh mà còn có tác dụng với người khác. Hơn 10 phút sau, Trương Tây Linh đột nhiên cảm thấy cánh tay đã gãy của mình ngứa râm ran. Ông ta quan sát kỹ hơn thì nhận ra một phần cánh tay nhỏ đang mọc ra. Nhưng giờ nó mới to cỡ cành nho. Ông ta trợn tròn mắt, sững sờ nói, đây là... Ngô Bình, khoảng chừng 3 tháng nữa ông sẽ có cánh tay mới mọc ra. Chú ý không được làm tổn thương cánh tay mới, nếu không sẽ rất phiền phức. Trương Tây Linh vừa vui mừng vừa kinh ngạc, vái anh một cái, tạ ân điểm của giáo chủ, cánh tay tàn phế là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời Trương Tây Linh, thật không ngờ giờ ông ta lại có được cánh tay mới. Ngô Bình ừm một tiếng rồi hỏi, Bảo Đại Sơn đã đến chưa? Mông Trạch đáp, giáo chủ, để tôi đi bắt hắn tới đây. Ngô Bình xua tay, thôi bỏ đi, sớm muộn gì cũng đụng mặt thôi. Mông Trạch, ông và Trương Tây Linh, Phạm Ân Cách đi tới trụ sở của Hắc Thiên Giáo. Tôi cho mọi người thời gian 2 ngày, trong 2 ngày đó hãy cố gắng thâu tóm toàn bộ Hắc Thiên Giáo. Mông Trạch cúi người đáp, vâng. Mấy người kia nhanh chóng rời khỏi đó. 2 ngày là quá ngắn nên phải lập tức hành động ngay. Đợi mọi người đi khỏi, họ Ăng Tương hít sâu một hơi, nói cậu chủ, tôi thực không ngờ cậu lại lợi hại đến vậy. Ông già này hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Ngô Bình, ông Hoàng, cứ tạm thời thả Bảo Đại Sơn. Ngày kia, chúng ta đi gặp Minh Vương. Hoàng Tương, được. 2 người họ đi nghỉ ngơi một lát, trời sáng thì tới chỗ ở của Hoàng Tương. Buổi sáng hôm nay, Ngô Bình còn phải đi chúc thọ ông cụ Quách. Anh quyết định sẽ đem tặng một viên tam nguyên đại bổ đan. 9 giờ sáng, Lý Hoàng Đào đã đến. Khi cậu ta nhìn thấy Ngô Bình xuất hiện với thân phận là Lý Huyền Bình thì tỏ ra vô cùng thù địch. Cậu ta nhướng mày hỏi, sao anh lại ở đây? Hoàng Tương vội vã nói, cậu chủ Đào, là ông chủ bảo cậu chủ Huyền Bình tới, chúng tôi cùng tới chúc thọ ông cụ Quách. Lý Hoàng Đào cười lạnh, tôi cần anh ta đi cùng sao? Ngô Bình thấy cũng chẳng sao, ai đi chúc thọ cũng đều như nhau cả nên đáp, Hoàng Đào, cậu tự đi cũng chẳng sao. Đây là quà mà tôi chuẩn bị. Nói rồi anh đưa cho cậu ta chiếc lọ nhỏ đựng tam nguyên đại bổ đan. Lý Hoàng Đào còn chẳng thèm liếc nhìn, khinh bỉ nói, cái thứ rác rưởi không đáng tiền của anh thì thôi bỏ đi. Tôi đã chuẩn bị quà tặng từ lâu rồi. Ngô Bình cũng chẳng nổi giận mà chỉ thu lại đan dược rồi nói, Hoàng Đào, đến nhà họ Quách phải biết giữ lễ nghĩa, không được làm bậy. Lý Hoàng Đào trợn mắt, anh đang giáo huấn tôi sao? Ngô Bình chẳng thèm nói gì nữa còn Lý Hoàng Đào đòi Hoàng Tương đưa cho một tờ chi phiếu rồi đi khỏi đó. Lý Hoàng Đào đi khỏi, Hoàng Tương lắc đầu nói, cậu chủ, để cậu ấy đi một mình có ổn không? Ngô Bình hỏi, có phải ông cũng phải tới đó không? Hoàng Tương, đương nhiên, nếu xét về lễ nghĩa thì tôi đi là hợp tình hợp lý. Ngô Bình, vậy thì đưa tôi đi cùng, nếu mọi việc đều thuận lợi thì tôi sẽ không ra mặt nữa. Hoàng Tương hơi do dự đáp. Nhưng cậu chủ, cậu cứ tới không danh không phận như vậy hình như không hay lắm. Ngô Bình, không sao cả. Hoàng Tương gãi đầu đáp, vậy thì được. 10 giờ sáng, 2 người họ ngồi xe tới nhà họ Quách. Nhà họ Quách là một biệt thự xa hoa trong trung tâm thành phố. Biệt thự này thiết kế hoàn toàn theo kiến trúc kiểu Âu. Ai không biết thì thoạt nhìn còn tưởng là biệt thự của một đại gia Âu lạc ba nào đó.
Ngô Bình tới dự lễ mừng thọ với tư cách là tệp đính kèm của Hoàng Tương. Anh đi theo sau Hoàng Tương vào trong biệt thự. Biệt thự này cực kỳ lớn, diện tích phải lên tới hàng hecta, chia thành mấy khu. Khu nhà ở xây ở rìa, ở giữa là vườn hoa được cắt tỉa kỳ công. Ở bên trong còn có đài phun nước, đường đua ngựa, hồ bơi, phòng gym. Bữa tiệc mừng thọ được tổ chức ở trên sân cỏ, người giúp việc xếp thành hàng dài liên tục bày đồ ăn ngon và rượu lên bàn. Ai thích ăn gì thì thoải mái ăn món đó. Ngô Bình chưa ăn sáng nên nhìn thấy chỗ đồ ăn kia là đã bị hút lại như nam châm. Anh nói với Hoàng Tương, ông đi ngoại giao đi, tôi sẽ đi ăn một lát. Sau khi tách khỏi Hoàng Tương, anh đi tới bàn bày các món từ thịt. Ở đó có thịt cừu vừa nướng và bít tết. Ngô Bình cầm đĩa lên, sau đó gắp lên đó một hòn non bộ là thịt. Tu vi càng cao thì ăn càng nhiều. Giờ mỗi bữa anh ăn được nửa con bò, sau đó còn ăn được thêm một con cừu nữa. Anh vừa ăn xong cái đùi cừu thì đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Anh quay sang nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp chừng 20 tuổi đang kinh ngạc nhìn anh. Ngô Bình vội vã đổi địa điểm. Trước mặt anh lúc này là bàn để hoa quả. Trên bàn là vô số loại trái cây nhiệt đới, anh tiếp tục ăn trái cây. Ăn được vài miếng, anh vẫn cảm thấy có người đang nhìn mình nên quay đầu lại xem. Cô gái xinh đẹp ban nãy lúc này lại chạy tới bên cạnh, tiếp tục đứng xem anh ăn. Ngô Bình thấy hơi bực mình nên quay lưng tiếp tục đi tìm đồ ăn. Ăn được nửa phút nữa, anh nhận ra có người đi tới trước mặt mình. Anh ngẩng đầu lên, vẫn là cô gái xinh đẹp ban nãy. Cô ấy như đang nín cười nhìn anh. Ngô Bình giờ đã chắc chắn cô gái này cố tình trêu đùa mình nên đi tới bàn đồ ăn tự chọn thứ ba. Tay trái anh cầm một chiếc đùi lạc đà, tay phải cầm một chiếc đùi hun khói. Sau đó anh nhanh chóng đi về phía mấy cái cây. Ở bên cạnh bãi cỏ có một bức tường dây leo được tỉa tót vô cùng cẩn thận. Ngô Bình khẽ nhún một cái, bật sang phía bên kia tường rồi tự nhiên ngồi tận hưởng tiếp bữa tiệc của mình. Cái đùi lạc đà này nướng rất ngon. Lạc đà này cũng được vận chuyển từ sa mạc Bắc Phi về đây. Loại lạc đà này từ nhỏ đã được cho ăn bằng loại cỏ đặc biệt, không thể sống quá một năm. Cho nên thịt của nó vô cùng tươi ngon, hơn nữa còn có vị thảo mộc. Một cái đùi lạc đà chừng hơn chục cân nhưng Ngô Bình ăn một loáng là hết pheo. Anh đang định xử nốt cái đùi hun khói kia thì đột nhiên thấy trên đầu có tiếng động. Anh ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc flycam đang chụp ảnh anh. Anh nổi trận lôi đình, tóm lấy cái flycam rồi rắc một cái bẻ nát. Anh hứ một cái, sau đó lại xách cái đùi hun khói đi chỗ khác. Có điều, vừa tới chỗ rẽ thì anh lại đụng mặt cô gái xinh đẹp ban nãy. Cô gái này đang lườm anh, có vẻ như đang tức giận. Này, sao anh lại làm hỏng flycam của tôi, cô gái hỏi bằng tiếng Viêm Long. Ngô Bình cắn một miếng thịt đùi, hỏi lại, ban nãy cô dùng flycam chụp hình tôi làm gì? Có phải cô thấy tôi đẹp trai nên thích quá, tìm cách tham ô nhan sắc của tôi phải không? Cô gái xinh đẹp giận dữ đáp, anh đúng là cái đồ hoang tưởng. Cho dù tôi có thích một con cóc ghẻ thì cũng không thích kiểu ăn uống như chết đói giống anh. Ngô Bình như thể thở phào nhẹ nhõm đáp, vậy thì may quá. Vậy thì may quá, nói rồi anh đi ra chỗ khác. Cô gái xinh đẹp ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu ý anh. Cô gái tức đến nỗi dậm chân bành bạch rồi nhanh chóng đuổi theo Ngô Bình. Nhưng sao mà đuổi theo được, Ngô Bình đi vài bước là đã mất hút rồi. Cuối cùng cũng tới được một nơi yên tĩnh, Ngô Bình nhanh chóng xử lý nốt cái đùi, sau đó quay lại chỗ bữa tiệc. Ở trên bãi cỏ, Hoàng Tương đang nói chuyện với những người mình quen biết trong giới làm ăn, các vị quan chức. Thi thoảng ông ấy lại bật cười. Ngô Bình cầm lấy chai rượu nho, tu hết vài chai như thể đang uống nước ngọt. Lúc này anh mới cảm thấy hơi no. Anh đang định tiếp tục tìm vài món ngon thì đột nhiên có người vỗ vai anh. Anh quay lại thì lại là cô gái xinh đẹp khi nãy. Cô gái có vẻ không còn giận anh nữa. Cô ấy cười nói, đồ ăn ở đây không ngon đâu. Tôi biết ở nhà bếp phía sau có rất nhiều món ăn cực phẩm. Có muốn đi nếm thử không? Ngô Bình nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ, tính lừa tôi hả? Cô gái kia hứ một cái, đáp anh có đi không thì bảo, nói rồi ném cho anh một cái túi giấy. Ngô Bình mở túi giấy ra thì thấy bên trong có một miếng thịt đang tỏa ra hương thơm mời gọi. Anh cắn thử một miếng, vị quả thực thơm ngon, ít nhất cũng phải ngang với món ăn ở nhà hàng Hoàng Tân. Anh lập tức đi theo cô gái kia, cười nói, người đẹp, tôi đi với cô. Chương 669, bị gài bẫy. Cô gái xinh đẹp lườm anh một cái, nói, đi đường đừng nói chuyện, cứ đi theo tôi là được rồi. Cô gái này đi qua mấy chỗ rẽ,
sau đó thực sự đưa Ngô Bình tới nhà bếp phía sau. Ở đó bày đầy đồ ăn vừa nấu xong nóng hôi hổi. Nhưng kỳ lạ là ở đây chẳng có ai. Cô gái kia cười hi hi, nói cuối cùng cũng được ăn một bữa no rồi. Nói rồi vồ lấy một miếng thịt cừu nướng, bắt đầu ăn ngấu nghiến như thể đã lâu lắm không được ăn gì vậy. Ngô Bình trợn tròn mắt hỏi, sao cô còn đói khát hơn cả tôi thế này? Cô gái kia vừa ăn vừa lườm anh một cái, đáp phí lời, đã gần một tháng tôi không được ăn gì rồi. Sao không đói được cơ chứ? Ngô Bình sững lại một lát, sau đó anh mở mắt thấu thị quan sát cô gái này. Anh phát hiện ra dạ dày của cô gái này rất nhỏ, hơn nữa thành dạ dày có khiếm khuyết, không thể tiết đủ dịch vị. Đây lại còn là dị tật bẩm sinh, có vẻ cô ấy đã từng phẫu thuật nhưng không cải thiện được nhiều. Cho nên cô ấy chỉ được ăn một lượng cực kỳ ít đồ ăn. Anh vội vã giật lấy cái đùi trong tay cô gái, nói cô không được ăn, ăn nhiều sẽ rất khó chịu. Cô gái ngẩn người, sao anh biết tôi không được phép ăn nhiều? Ngô Bình đáp, tôi là bác sĩ nên đương nhiên là biết. Cô gái khẽ thở dài, nhưng tôi thèm ăn lắm, tôi đói lắm, khó chịu thì kệ khó chịu đi, tôi chịu được. Ngô Bình vứt miếng đùi gà trở lại, nói, vấn đề của cô không chỉ nằm ở dạ dày mà còn ở đường ruột. Cô gái mặt biến sắc hỏi, đường ruột của tôi có vấn đề sao? Ngô Bình, có lẽ cô rất ít được ăn, chỉ uống nước dinh dưỡng đúng không? Cô gái gật đầu, đúng vậy, có lúc còn phải truyền dịch. Ngô Bình, cho nên đường ruột của cô dần thoái hóa, phát triển không bình thường. Hơn nữa, trong đường ruột của cô còn có một khối u. Cô gái mặt trắng bệch hỏi, là khối u ác tính sao? Liệu tôi có chết không? Ngô Bình, tạm chưa chết ngay nhưng cũng không lâu đâu. Cô gái nghe xong thì bật khóc rất lớn, trông cô ấy khóc vô cùng thương tâm. Ngô Bình bị âm lượng tiếng khóc của cô ấy dọa cho giật nảy mình. Anh vội vã nói, có điều, nếu tôi giúp cô thì cô sẽ không chết đâu. Cô gái sững lại, sau đó giận dữ nhìn anh đang trêu tôi sao? Ngô Bình nhìn cô gái kia, đáp muốn tôi giúp cô cũng được thôi. Nhưng trước tiên nói cho tôi biết tên cô đã, cô là gì của nhà họ Quách? Cô gái chớp chớp mắt, đáp tôi tên Mộ Dung Kiều. Chủ nhân nhà họ Quách là ông ngoại tôi. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, đáp cô đẹp thế này, tôi còn tưởng cô là hoa hậu Đông Nam Á. Mộ Dung Kiều có vẻ không phục, bĩu môi đáp body tôi đẹp hơn cô đó. Ngô Bình nhìn cô gái một lượt, đáp quả thực body không tồi. Mộ Dung Kiều vội vã hỏi Ngô Bình, anh nói anh giúp được tôi phải không? Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp, tật này của cô rất khó chữa, cần trị liệu trong thời gian dài. Anh không nói dối. Tình trạng của cô ấy khá phức tạp, cần trị liệu trong thời gian dài mới có thể hồi phục. Mộ Dung Kiều sáng mắt lên, nói vậy thì anh có thể chữa khỏi bệnh của tôi phải không? Ngô Bình, phí lời, tôi là thần y đấy. Mộ Dung Kiều cười đáp, vậy thì tốt quá. Nếu anh chữa được bệnh của tôi thì bố tôi sẽ hậu tạ anh hậu hĩnh. Ngô Bình bắt đầu đi tìm đồ ăn ngon. Anh ăn còn Mộ Dung Kiều ngồi cạnh mắt chớp nháy nháy. Anh vừa ăn vừa hỏi, Mộ Dung Kiều. Tôi nghe nói cô cả nhà họ Quách và người nhà họ Lý sẽ kết hôn với nhau. Mộ Dung Kiều, đúng vậy, có điều đó là chuyện xưa như diễm rồi. Hiện giờ nhà họ Lý đang dần rút khỏi Đông Nam Á. Cho nên chị họ sẽ không liên hôn với nhà họ Lý nữa đâu. Ngô Bình xứng người, không gả cho nhà họ Lý nữa sao? Mộ Dung Kiều, đương nhiên rồi, chị họ sớm đã mang trong mình giọt máu của đường chủ hình của Hắc Thiên Giáo rồi. Giọt máu của đường chủ hình của Hắc Thiên Giáo. Ngô Bình sầm mặt lại, nhà họ Quách này đúng là sống lỗi. Mộ Dung Kiều nói tiếp, tôi nghe cậu tôi nói nhà họ Quách sẽ sớm ra mặt đối đầu với nhà họ Lý. Ngô Bình hỏi, nhà họ Quách làm vậy để làm gì? Mộ Dung Kiều, tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ loáng thoáng nghe được một vài câu. Đúng rồi, anh tên là gì vậy? Ngô Bình đáp, tôi tên Lý Huyền Bình. Mộ Dung Kiều ngơ người, kinh ngạc thốt lên, vậy anh chính là cháu trai cả của nhà họ Lý. Là cháu trai thất lạc mới tìm thấy phải không? Ngô Bình vẻ mặt khó coi, đáp nói chuyện kiểu gì vậy? Ai là cháu trai cô hả? Mộ Dung Kiều vội vã xua tay đáp, xin lỗi, không phải tôi có ý đó. Tôi đang muốn hỏi sao anh cũng ở đây? Không phải Lý Hoàng Đào mới là đại diện của nhà họ Lý đến chúc thọ sao? Ngô Bình cười lạnh, hình như cô biết nhiều về nhà họ Lý lắm thì phải. Mộ Dung Kiều, tôi biết những điều này cũng đâu có gì lạ. Sau đó. Mộ Dung Kiều do dự một lát rồi nói tiếp, tốt nhất anh nên bảo Lý Hoàng Đào rời khỏi đây. Hôm nay sẽ có người gây rắc rối cho anh ta. Ngô Bình nheo mắt lại, là kế hoạch của nhà họ Quách sao?
Mộ Dung Kiều vuốt vuốt tóc, đáp, nhà họ Quách giờ giống như một con tàu khổng lồ đang lao đi với tốc độ rất nhanh khiến cả người lái tàu cũng phải cẩn thận. Cho dù nó có giảm tốc độ cũng sẽ đâm nát những chiếc thuyền nhỏ ở đằng trước. Cách so sánh này khiến Ngô Bình cười lạnh, anh vặn lại, ý cô nói nhà họ Lý là con thuyền nhỏ. Mộ Dung Kiều nhún vai đáp, dù so sánh cũng không giống hoàn toàn nhưng thực sự nếu phải so với nhà họ Quách thì nhà họ Lý khá yếu thế. Ngô Bình lạnh lùng đáp, nhà họ Lý giống như một tảng băng. Thứ cô thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ bên dưới. Tảng băng này lớn đến mức có thể nhấn chìm tàu của họ Quách các cô nếu đâm phải. Mộ Dung Kiều khẽ thở dài, tôi không muốn tranh luận với anh, sau này anh sẽ hiểu thôi. Ngô Bình cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Anh đáp, mong là cô không lừa tôi. Ngô Bình quay lại nơi tổ chức tiệc, đưa mắt tìm kiếm Lý Hoàng Đào. Anh cũng chẳng yêu quý gì cậu ta cho cam, nhưng cậu ta vẫn là con trai ruột của chú hai, là cháu ruột của ông nội. Anh buộc phải nhắc nhở cậu ta, bảo cậu ta phải cẩn thận hoặc là lôi cậu ta rời khỏi bữa tiệc luôn. Chỉ một lát sau anh đã tìm thấy Lý Hoàng Đào. Lúc này cậu ta đang bị một nhóm nam nữ thanh niên bao quanh. Trông mặt cậu ta cưng cưng kiêu ngạo, đang nói điều gì đó. Ngô Bình đi tới, nói nhỏ, Hoàng Đào, tôi có chuyện cần nói với cậu. Lý Hoàng Đào quay sang nhìn anh rồi đáp, có chuyện gì nói luôn ở đây đi. Bên cạnh có một gã thanh niên gầy nhưng nghiện cười nói, cậu chủ Lý, đây là người hầu của cậu sao? Lý Hoàng Đào nghe vậy thì bật cười đáp, anh ta tên Lý Huyền Bình, là đứa con trai thất lạc nhiều năm của bác cả nhà tôi. Ông nội tôi vừa tìm thấy. Một cô gái bên cạnh bụng miệng cười. Nói, cùng là cậu chủ Lý mà chỉ có cậu chủ Hoàng Đào là có khí chất con nhà giàu. Lý Hoàng Đào vô cùng đắc ý, đáp cũng không còn cách nào. Dù gì anh họ tôi chỉ được sống ở quê, giờ mặc dù đã nhập tổ quy tông nhưng vẫn có lối sống của dân tỉnh lẻ. Ngô Bình kéo mạnh tay Lý Hoàng Đào. Lý Hoàng Đào không chống cự được mà như một con rối bị anh lôi ra ngoài. Lý Hoàng Đào thất kinh, muốn hét lớn lên nhưng lại không thành tiếng. Chuyện quái gì thế này, trong đầu Lý Hoàng Đào thầm nghĩ. Ngô Bình kéo Lý Hoàng Đào ra ngoài nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên có người đi tới chặn đường. Người này mặc vest, tóc dài, đôi mắt sắc lạnh. Đây là một nhân tiên. Hắn ta mỉm cười nhưng không có vẻ gì là thân thiện rồi hỏi Lý Hoàng Đào, cậu chủ Lý, cậu đang định đi đâu vậy? Lý Hoàng Đào không thể nói. Ngô Bình mỉm cười, trả lời thay, chúng tôi qua bên kia hút điếu thuốc. Chương 670, thập diện mai phục. Gã đàn ông tóc dài bình thản nói, ở đây cũng hút thuốc lá được mà, nói rồi chìa ra một bao thuốc. Ngô Bình phát hiện ra cách người này đưa bao thuốc rất lạ. Hắn ta dùng hai ngón tay kẹp bao thuốc, năm ngón tay vừa khéo tạo thành thế tấn công. Nếu anh chìa tay ra nhận lấy bao thuốc thì rất dễ bị hắn ta điểm vào mạch. Có điều cao nhân thì không phải sợ. Anh thò tay nhận lấy bao thuốc, cười nói cảm ơn. Gã đàn ông tóc dài sững lại vì lúc Ngô Bình nhận lấy bao thuốc. Hắn ta không thể tìm được thời cơ để ra tay. Nói cách khác, Ngô Bình đã dùng một thế thủ hoàn hảo không chút sơ hở. Giây tiếp theo, hắn ta trở nên trầm mặc, nói, không ngờ anh lại là một cao thủ. Ngô Bình nhìn quanh rồi nói, người anh em, đều là đồng đạo trên giang hồ. Chúng ta ra phía trước nói chuyện đi. Gã đàn ông tóc dài này là sát thủ hàng đầu Đông Nam Á. Mặc dù hắn ta đã nghĩ phải cảnh giác với Ngô Bình nhưng bên ngoài vẫn không coi anh ra gì. Hắn ta đáp, được, đi thôi. Hắn ta đi đằng trước, Ngô Bình kéo Lý Hoàng Đào đi theo sau. Sau khi đi qua một bức tường dây leo, ba người họ đã khuất tầm nhìn của những người khác. Ngô Bình thả Lý Hoàng Đào ra, cậu ta bị anh nắm cho tê hết cả người. Lý Hoàng Đào đứng đó không dám động đậy, chỉ trơ mắt ra nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lấy ra một điếu thuốc, thanh niên tóc dài kia lập tức lấy bật lửa ra châm lửa cho anh. Ngô Bình mỉm cười ghé sát lại gần để châm thuốc. Khi anh đang châm thuốc thì điếu thuốc bắt lửa. Sau đó ngọn lửa của chiếc bật lửa đột nhiên bùng lên như sắp liếm vào lông mày của anh. Người bình thường gặp cảnh này thì đã nhảy dựng lên sợ hãi. Nhưng Ngô Bình không hề chớp mắt, mặc kệ ngọn lửa đang lao tới. Có điều, khi ngọn lửa còn cách anh vài mm thì không tiến thêm được nữa. Cùng lúc ngọn lửa lao về phía Ngô Bình thì người đàn ông kia đột nhiên phun ra một cây châm độc. Cây châm độc lao về phía yết hầu của Ngô Bình. Nếu Ngô Bình bận né ngọn lửa kia thì sẽ không có thời gian để ý đến cây châm này. Thế nhưng, châm độc bay được một đoạn thì dừng lại, đột ngột bay ngược về phía gã đàn ông. Gã đàn ông tóc dài kinh ngạc, vội vã lùi lại. Nhưng hắn ta vừa lùi được một bước thì Ngô Bình đã ra tay.
anh đạp một cú mạnh như thần long quất đuôi vào phần thân dưới của gã đàn ông. Rắc! Đầu gối gã đàn ông bị đạp nát, lòi cả xương. Hắn ta há miệng muốn kêu lên nhưng tay Ngô Bình đã đặt lên cổ hắn. Một tiếng rắc nhanh gọn vang lên, cả yết hầu và đốt sống cổ của hắn ta nát vụn. Gã đàn ông mềm nhũn người ngã xuống đất, mặt hắn vàng nhệch ra, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Ngô Bình bồi thêm một cú đá vào đầu hắn, sau đó anh kéo Lý Hoàng Đào đi về phía trước. Vừa đi qua bức tường dây leo thì một người đàn ông ra ngăm đan, tay cầm hai thanh đoản côn đi tới. Cây côn được làm từ thép tinh, vót nhọn một đầu, có thể đâm chết đối phương. Gã đàn ông đó di chuyển càng lúc càng nhanh, sau đó thì chuyển hẳn sang chạy. Ngô Bình ném Lý Hoàng Đào sang một bên, chuẩn bị nghênh chiến. Hai bên giáp mặt nhau, đột nhiên trước mặt gã đàn ông tối sầm lại như thể rơi vào vực sâu vạn trượng. Khi hắn kịp hoàn hồn thì trưởng của Ngô Bình đã sắp trúng vào lồng ngực hắn. Bịch! Cao thủ dùng côn còn chưa kịp xuất chiêu nào thì đã bị Ngô Bình dùng một quyền đánh chết. Khi hắn ta ngã xuống đất thì nội tạng bên trong đã nát bấy và lập tức chút hơi thở cuối cùng. Vừa đánh chết cao thủ dùng côn, Ngô Bình đột ngột quay người, nheo mắt lại cảnh giác. Không biết từ lúc nào, một gã đàn ông tay trái đã bóp chặt cổ Lý Hoàng Đào, tay phải cầm súng ngắm vào Ngô Bình. Gã đàn ông lạnh lùng nói, từ từ đi qua đây, nếu không tao sẽ bóp chết nó. Người này tu vi rất cao, hắn ta chỉ cần hơi dùng lực là cổ Lý Hoàng Đào đã như muốn gãy làm đôi. Ngô Bình giơ hai tay lên, từ từ đi về phía đối phương. Khoảng cách giữa hai người họ ngày càng thu ngắn lại, 20 mét rồi 10 mét, 5 mét. Bằng! Đối phương nổ súng, viên đạn găm vào lồng ngực Ngô Bình ngã xuống cùng tiếng súng. Gã đàn ông chưa yên tâm, còn bắn thêm vài viên đạn nữa. Có máu chảy ra, quả nhiên Ngô Bình đã trúng đạn. Thấy Ngô Bình không cử rộng, hắn hử lạnh một tiếng rồi mới thả Lý Hoàng Đào ra, đi về phía Ngô Bình. Lý Hoàng Đào lúc này đứng đờ ra, trong mắt toàn là sự kinh ngạc và sợ hãi. Lý Huyền Bình chết rồi. Làm thế nào bây giờ? Liệu ông nội có trách mắng cậu ta không? Cậu ta vốn cho rằng mình rất ghét Ngô Bình nhưng khi nhìn thấy anh bị kẻ khác đánh chết, cậu ta lại không cảm thấy dễ chịu chút nào. Trong lúc vô vàn cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn, cậu ta đột nhiên có sức mạnh để hành động. Lý Hoàng Đào hét lớn một tiếng rồi giơ nắm đấm lao về phía gã đàn ông kia. Gã đàn ông cười lạnh, vẩy tay một cái tát cho Lý Hoàng Đào ngã ra đất. Nhưng chỉ một giây sau đó, gã đàn ông kia đột nhiên trợn trừng mắt, sau đó vẻ mặt không cam tâm ngã nhào ra đất, thất khiếu chảy máu. Không biết từ lúc nào, Ngô Bình ban nãy bị bắn giờ đã đứng sau gã đàn ông. Anh hỏi Lý Hoàng Đào mặt đã sưng như cái đầu heo, không sao chứ? Lý Hoàng Đào kinh ngạc đứng bật dậy hỏi, anh chưa chết sao? Ngô Bình nhẹ nhàng vận khí, những viên đạn găm vào người anh thi nhau rơi xuống. Những vết thương thì hồi phục lại, nhanh đến nỗi mắt thường có thể nhận thấy. Chỉ mấy giây sau là vết thương không còn chảy máu. Loại súng cầm tay này không giết nổi tôi, nói rồi anh nhặt lấy bao thuốc trên mặt đất châm một điếu, sau đó nói, đi thôi. Lý Hoàng Đào ngoan ngoãn đi theo anh, cậu ta cũng không phải kẻ ngốc nên đã nhận ra có gì đó không đúng lắm. Cậu ta hỏi, những kẻ đó sao lại muốn giết chúng ta? Ngô Bình, việc vẫn chưa rõ ràng nhưng tôi nhận được tin báo nhà họ Quách muốn hại cậu. Bọn họ sẽ không để cậu rời khỏi đây, có thể là liên quan đến việc này. Lý Hoàng Đào, vậy giờ chúng ta đi đâu? Đương nhiên là phắn khỏi cái nơi chết tiệt này, Ngô Bình đáp. Dứt lời, anh đột nhiên nhấc Lý Hoàng Đào lên rồi ném cậu ta ra xa. Lý Hoàng Đào đột nhiên bay vèo lên không trung, bay qua hai bức tường dây leo sau đó nhẹ nhàng tiếp đất. Cậu ta sững sờ, từ độ cao mười mấy mét rơi xuống mà sao lại không hề hấn gì. Tiếp đó, cậu ta lại nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết. Không tới hai giây sau, Ngô Bình cũng từ trên cao đáp xuống, kéo cậu ta đi về phía trước. Lúc này Lý Hoàng Đào cảm thấy Ngô Bình ngầu như trái bầu, cậu ta rón rén hỏi, anh lại vừa đánh chết một tên nữa sao? Hai tên, Ngô Bình vứt tàn thuốc lá xuống đất rồi nói tiếp, lát nữa cậu đi trước, nhớ phải liên lạc với Hoàng Tương. Lý Hoàng Đào ngẩn người, anh không đi sao? Ngô Bình, tôi sẽ chặn phía sau. Nói rồi, hai người họ đi về phía cổng biệt thự. Ngô Bình bảo Lý Hoàng Đào đi ra trước, còn mình thì đứng chặn ở đó. Lý Hoàng Đào biết mình ở lại chỉ vướng chân Ngô Bình, chẳng thà sớm chuồn khỏi đây nên ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ta chạy xa được mấy trăm mét thì lập tức rút điện thoại ra gào lên, Hoàng Tương, lập tức tới đây ngay cho tôi. Anh họ tôi bị truy sát, hiện giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm.
Hoàng Tương nghe xong tin này thì tê cả da đầu. Ông ấy hỏi thêm vài câu ngắn gọn rồi lập tức gọi thêm người tới, cũng thông báo cho Trương Tây Linh và Mông Trạch một tiếng. Hai người này hiện đã là người của Ngô Bình, cậu chủ gặp nguy thì đương nhiên phải thông báo cho họ. Ngô Bình đứng ở cổng vài phút thì đã có hai cao thủ nhanh chóng rảo bước tới. Đó là một cặp nam nữ, người đàn ông chừng hơn 50 tuổi còn người phụ nữ chừng hơn 40. Nhìn trang phục thì có vẻ là cao thủ của Tây Lan giáo. Người phụ nữ vênh mặt lên, nói cậu rất mạnh nhưng đây là sân nhà của chúng tôi. Cậu nên đầu hàng sớm để được chết một cách yên lành. Ngô Bình không muốn xung đột trực diện với mấy người này, nhưng anh buộc phải kéo dài thời gian ít nhất là 20 phút. Chỉ có như vậy thì Lý Hoàng Đào mới an toàn rời khỏi đây. Dựa vào các người mà đòi tôi đầu hàng sao, Ngô Bình lạnh lùng đáp. Người đàn ông hừ lạnh một cái, đáp, rượu mừng không uống, vậy thì đi chết đi. Ông ta lấy ra một quyển kinh thư, sau đó xé luôn trang đầu. Đoàng! Trang giấy này đột nhiên cháy phừng phừng còn ông ta bắt đầu niệm một đoạn chú gì đó vừa nhanh vừa ngắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.